tựa của người dịch. Trong thời gian nghỉ hè năm học lớp 9, tôi được may mắn đọc cuốn sách nhỏ tựa đề Lược Sử Phật Tổ do thầy Chân Không biên soạn. Sau khi xem xong, tôi thực sự bị thu hút bởi tấm gương cao quý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi tự nghĩ, về gia tộc, Phật sinh ra thuộc dòng vua chúa. Về thân thể, Phật có 32 tướng tốt. Về trí tuệ, Phật thông minh hơn người. Về địa vị, Phật là thái tử con vua. Về quả phước, Phật hưởng thụ đầy đủ mọi sự giàu sang sung sướng của cuộc đời, vân vân. Thế mà Ngài đã từ bỏ tất cả địa vị, quyền thế, vợ đẹp con ngoan, giàu sang sung sướng, để một thân một mình vào rừng sâu núi thẳm tu hành khổ hạnh, tìm cầu chân lý, giải thoát chúng sinh khỏi dòng luân hồi sinh tử. Thật là cao quý biết bao. Nếu đem thân mình ra xét, thì tôi chẳng có một thứ gì xứng đáng để bỏ cả. Vậy mình còn ham muốn làm chi những thứ mà Ngài đã bỏ, để rồi lãng phí cả một đời người theo đuổi tìm cầu. Từ đó tôi đã chuyển hướng cuộc đời, quyết chí noi theo con đường mà Đức Phật đã đi. Nhờ đọc được lược sử của Đức Phật mà tôi đã giác ngộ và xuất gia tu hành. Tôi nguyện sau này, nếu đủ nhân duyên, sẽ phổ biến rộng rãi cuộc đời ánh đạo của Đức Phật. Hy vọng qua tấm gương cao quý của Ngài sẽ giác ngộ nhiều người hướng về lý tưởng giải thoát như tôi. Và ước nguyện đó đã đến. Một hôm, tôi đọc được cuốn The Story of Buddha của Jonathan Landau. Thấy lối viết đơn giản ngắn gọn, dễ phổ cập trong quần chúng bình dân, nên tôi đã quyết tâm dịch ra tiếng Việt hầu truyền bá khắp nơi theo như sở nguyện trước đây. Sau khi dịch xong, tôi có biên tập lại và có thêm bớt đôi chút cho hoàn chỉnh hơn. Cầu mong Phật lực gia hộ cho những ai sau khi nghe xong tác phẩm này sẽ giác ngộ được sự vô thường của cuộc đời, hướng tâm về con đường giải thoát an vui giống như cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người dịch: Thích Chân Tín. Lược truyện Đức Phật Thích Ca. Tác giả: Jonathan Landau. Người dịch: Thích Chân Tín. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupháp-am.net. Vui thay Phật ra đời. Cách đây nhiều năm, tại một vương quốc ở phía bắc Ấn Độ, có một sự kiện xảy ra làm thay đổi toàn thể thế giới. Hoàng hậu Maya, vợ của vua Tịnh Phạn, trong lúc ngủ đã có một giấc mơ tuyệt diệu. Bà mơ thấy một luồng ánh sáng trắng từ bầu trời chiếu xuống thân thể mình. Theo luồng ánh sáng này là một con voi chiến, thân hình trắng xóa với 6 chiếc ngà. Luồng ánh sáng và con voi này bay càng lúc càng gần và cuối cùng nhập vào thân bà. Lúc ấy, hoàng hậu Maya tỉnh dậy với một niềm hoan hỷ tràn đầy chưa từng có trước đây. Bà vội vàng đến báo cho vua biết và họ đem việc này hỏi những người thông thái ở trong hoàng cung. Những vị này cho biết: Thưa hoàng hậu, đây là một giấc mơ tuyệt diệu nhất. Giấc mơ này cho biết hoàng hậu sẽ sinh một đứa bé trai và thái tử sau này sẽ trở thành một vĩ nhân, không chỉ đem lại hạnh phúc cho riêng hoàng tộc mà còn đem lại hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. Nghe những lời tiên đoán tốt đẹp này, vua và hoàng hậu tràn ngập niềm vui. Đặc biệt, nhà vua rất sung sướng vì từ lâu ông ao ước có một người con trai để nối ngôi và ước mơ đó hôm nay sắp thành sự thật. Theo phong tục Ấn Độ thời đó, người đàn bà khi sinh phải về nhà cha mẹ ruột của mình. Biết ngày sinh sắp đến, hoàng hậu Maya và một số người bạn, người hầu rời khỏi hoàng cung bắt đầu chuyến hồi hương. Trên đường trở về, gần đến quê hương không xa, hoàng hậu trở dạ. Biết mình sắp sinh con nên bà bảo mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Họ dừng chân tại vườn Lâm Tỳ Ni xinh đẹp. Hoàng hậu vào trong khu vườn tìm chỗ thích hợp nhất để sinh con. Truyền thuyết kể rằng, ngay cả động vật và thực vật dường như cũng muốn giúp đỡ cho hoàng hậu trong việc sinh nở. Có một nhánh cây rủ xuống, hoàng hậu đưa tay phải lên nắm lấy nó.
Ngay lúc ấy, hoàng hậu hạ sinh thái tử. Những người hầu đã ẵm đứa trẻ trong tay mình và rất ngạc nhiên về vẻ xinh đẹp kháu khỉnh dễ thương của đứa bé. Lúc ấy, khắp địa cầu tràn ngập niềm an lạc và hạnh phúc. Mọi người quên hết lo âu, xóa mọi hận thù, thương yêu lẫn nhau. Một số người nhìn thấy cầu vồng xuất hiện trên bầu trời và cùng với những điềm lành kỳ diệu khác. Những nhà thông thái trên khắp Dương quốc chăm chú theo dõi những dấu hiệu tốt lành này và vui mừng bàn tán với nhau rằng: những điềm lành xuất hiện khắp nơi như vậy xưa nay thật là hiếm có. Hôm nay là ngày trăng tròn tháng tư, chắc chắn đây là một ngày đặc biệt. Tin hoàng hậu Maya sinh thái tử đã nhanh chóng lan truyền khắp Dương quốc. Hoàng hậu hân hoan ẵm thái tử trở lại cung điện nhà vua. Cuộc viếng thăm của nhà tiên tri. Vua Tịnh Phạn đón tiếp hoàng hậu và đứa con trai mới sinh trong niềm vui khó tả. Lễ hội được tổ chức và khắp Dương quốc trang hoàng những cờ phướng, biểu ngữ đủ màu sắc đẹp đẽ. Đây là thời điểm hạnh phúc và thanh bình nhất. Khắp nơi không có biểu hiện buồn khổ. Do vậy, vua và hoàng hậu đã quyết định đặt tên cho thái tử là Tất Đạt Đa, nghĩa là người đem đến điều tốt lành. Lúc bấy giờ, những nhà tiên tri tiên đoán cho đứa trẻ. Họ nói: tâu bệ hạ, những dấu hiệu lúc sinh của thái tử rất tốt. Khi lớn lên, thái tử sẽ có những đặc điểm hơn cả ngài hiện nay. Nghe lời tiên đoán này khiến vua rất tự hào. Ông nghĩ: nếu lời tuyên đoán này đúng thì con trai của ta, thái tử Tất Đạt Đa sẽ cai trị không những Dương quốc nhỏ bé này, mà có lẽ cả toàn thế giới. Ôi, thật là vinh dự cho ta và gia đình ta quá. Những ngày đầu sau khi sinh thái tử, rất nhiều người đến cung điện thăm đứa bé. Một trong những người viếng thăm này là ông già tên A Tư Đà. A Tư Đà là một nhà ẩn sĩ sống trong rừng vắng và là một bậc danh sĩ tôn quý lúc bấy giờ. Vua và hoàng hậu rất ngạc nhiên khi thấy A Tư Đà rời khỏi khu rừng và xuất hiện trong cung điện của họ. Vua nói: chúng tôi rất vinh dự được ông đến thăm chúng tôi. Xin ông hãy cho chúng tôi biết mục đích của ông và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ những gì mà chúng tôi có thể làm được. A Tư Đà trả lời: xin cảm ơn lòng tử tế hiếu khách của bệ hạ. Tôi từ xa đến đây thăm bệ hạ là vì có dấu hiệu kỳ diệu mà tôi mới thấy gần đây. Những dấu hiệu này cho biết cậu bé trai mới sinh của ngài sau này sẽ đạt được sự giác ngộ tinh thần vĩ đại, làm lợi ích cho tất cả mọi người. Cái trí tuệ quý giá ấy là điều mà suốt đời tôi đang cố gắng để đạt được, cho nên tôi vội vã đích thân đến thăm cậu bé. Vua rất vui mừng và đi vào chỗ thái tử đang nằm ngủ. Vua cẩn thận ẵm con lên và đem ra cho A Tư Đà xem. Nhà tiên tri im lặng ngắm nhìn cậu bé một lúc, rồi ông trở ra buồn rầu ngước lên ngắm nhìn bầu trời, rồi bật khóc. Thấy A Tư Đà khóc, vua và hoàng hậu rất lo sợ. Họ e rằng vị tiên tri đã nhìn thấy một vài điểm không tốt nào đó của con mình chăng? Trước những giọt nước mắt của A Tư Đà, vua cảm thấy rụng rời tay chân và thốt lên: hả? Thưa ông đã nhìn thấy dấu hiệu gì mà ông phải khóc? Không phải chính ông và những nhà thông thái khác cũng nói rằng con trai của tôi sau này sẽ trở thành một vĩ nhân, đạt được trí tuệ tối cao sao? Nhưng tại sao bây giờ khi nhìn đứa bé ông lại khóc? Điều đó có nghĩa là thái tử sẽ chết yểu phải không? Hay là sẽ có những tai họa khủng khiếp xảy ra cho nó? Nó là đứa con duy nhất của tôi rất thương nó. Xin ông hãy nói nhanh lên đi những gì mà ông thấy. Tôi hồi hộp và lo sợ. Với một cái nhìn trìu mến, A Tư Đà bình tĩnh nói với họ không nên lo sợ. Không phải tôi khóc vì đã nhìn thấy những dấu hiệu xấu nơi thái tử. Thật ra tôi thấy con trai của bệ hạ có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chắc chắn sau này lớn lên sẽ trở thành bậc vĩ nhân. Nếu con trai của bệ hạ theo con đường nối nghiệp cha, thì thái tử sẽ trở thành một chuyển luân thánh vương vĩ đại nhất lịch sử.
thái tử sẽ cai trị cả một khu vực rộng lớn, đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi người. Nhưng nếu thái tử quyết định không làm vua, thì tương lai của thái tử sẽ rạng rỡ hơn nhiều. Thái tử sẽ trở thành một bậc đại giác, một vị thầy cao quý, hướng dẫn chúng sinh sống theo đạo lý yêu thương và tỉnh thức. Khi nhìn thấy những cảnh khổ của cuộc đời, thái tử sẽ lìa bỏ hoàng cung và đi tìm con đường chấm dứt mọi khổ đau. Rồi thái tử sẽ đem những chân lý ấy để chỉ dạy cho bất cứ ai muốn lắng nghe. Không, thưa bệ hạ và hoàng hậu, tôi không khóc cho đứa trẻ, mà chính là tôi đang khóc cho tôi. Nhưng ngài cũng đã biết, tôi đã trải qua toàn bộ cuộc đời để tìm chân lý, mong tìm ra con đường chấm dứt mọi khổ đau. Và hôm nay, tôi đã gặp được thái tử, người mà sau này sẽ chỉ dạy những điều mà tôi muốn học. Nhưng đến lúc thái tử đủ trình độ để dạy, thì có lẽ tôi đã chết rồi. Tôi không may mắn học được những lời thái tử dạy trên cuộc đời này. Đó là lý do tại sao tôi buồn. Đối với bệ hạ và hoàng hậu, không có gì đáng buồn cả. Hãy sung sướng lên vì mình có được một người con vinh quang như thế. Nói xong, A Tư Đà ngắm nhìn đứa bé lần cuối, rồi từ từ rời khỏi hoàng cung. Vua tiễn ông ra về, rồi trở lại chỗ đứa con trai của mình. Vua rất sung sướng khi biết không có gì nguy hiểm đến tính mạng của thái tử. Ngài nghĩ, A Tư Đà nói rằng, Tất Đạt Đa sẽ trở thành một vị vua vĩ đại, hoặc trở thành một vị thầy cao quý. Nếu thái tử con ta trở thành một vị vua vĩ đại như điều thứ nhất thì hay biết mấy. Thật là tự hào làm sao khi có một người con trai lừng danh và uy quyền. Rồi khi con ta tới tuổi già như A Tư Đà, lúc đó nó xuất gia để trở thành một vị thầy cao quý cũng được. Vua Tịnh Phạn sung sướng đứng ôm con trong lòng, để mặc cho những dòng suy nghĩ, những giấc mơ đẹp về đứa con sau này sẽ trở thành vĩ nhân cứ hiện về trong đầu óc của ông. Dự lễ cày ruộng đầu năm. Năm thái tử Tất Đạt Đa 9 tuổi, cậu được vua cha cho đi dự lễ cày ruộng đầu năm. Chính vua Tịnh Phạn là người chủ tọa buổi lễ này. Các vị đạo sĩ và tu sĩ Bà La Môn được mời tới dự. Buổi lễ được cử hành nơi thửa ruộng tốt nhất không xa hoàng thành. Không khí hôm nay thật tưng bừng náo nhiệt. Các thầy Bà La Môn đang tụng kinh rất nghiêm trang. Vua mặc hoàng bào và các vị quan cũng mặc triều phục đang đứng xoay mặt về phía lễ đài. Tất Đạt Đa cũng đứng tham dự lễ. Nhưng vì các thầy sướng tụng quá lâu, cậu cảm thấy nóng nực, nên đi tìm chỗ mát dưới tàn cây diêm phù bên đường ngồi nghỉ. Sau khi các thầy Bà La Môn kết thúc việc đọc kinh, vua Tịnh Phạn bước xuống ruộng, nắm lấy cán cày với sự phụ tá của hai vị quan võ. Vua đã cày luống cày đầu tiên của mùa làm ruộng mới. Dân chúng vỗ tay hoan hô vang rền. Các nông dân bắt đầu xuống ruộng làm theo vua. Họ cày những luống cày đầu tiên trên thửa ruộng của họ. Nghe tiếng reo hò, Tất Đạt Đa cũng chạy ra xem. Cậu nhìn thấy một con trâu đang nặng nhọc kéo cày, theo sau là một bác nông dân lực lưỡng, tay trái cầm cán cày, tay phải cầm cây roi quất mạnh vào lưng con trâu. Trời nắng gắt, mồ hôi ông ta chảy ra đẫm ướt cả thân mình. Nơi lưỡi cày đi qua, đất được lật ngửa, rẽ ra thành luống hai bên, trồng thật ngay hàng thẳng lối. Hàng ngàn con giun ở dưới đất chui lên. Có những con bị lưỡi cày cắt làm đôi, đang quằn quại trên luống đất. Những con chim bay xà xuống thấp, đớp lấy những con giun đang vùng vẫy hoảng sợ. Rồi cậu lại thấy một con chim lớn xà xuống rượt bắt những con chim nhỏ để ăn thịt. Trời lúc này nắng gắt, thái tử vừa mệt vì nắng, vừa chán nản vì thấy cảnh thú vật ăn thịt lẫn nhau. Cậu bèn trở lại chỗ cây diêm phù. Những hình ảnh mà Tất Đạt Đa vừa thấy thật là mới lạ,
đã kích thích cậu ngồi xếp bằng dưới gốc cây và nhắm mắt lại để chiêm nghiệm những gì đã thấy. Cậu ngồi ngay thẳng với tư thế uy nghiêm và rất đẹp. Hình ảnh người nông dân cày ruộng cực khổ, đổ mồ hôi dưới ánh nắng nóng bức. Hình ảnh con trâu nặng nhọc kéo cày, còn bị những nhát roi quất lên mình thành những vết thương dài. Hình ảnh những con giun bị luống cày cắt đứt làm đôi, đang vùng vẫy đau đớn. Hình ảnh những con chim nhỏ sà xuống bắt những con giun. Hình ảnh con chim lớn rượt bắt những con chim nhỏ để ăn thịt. Những cảnh tượng tàn sát lẫn nhau để mà sống này cứ hiện lên trong đầu của thái tử. Cuộc sống quả là một cái vòng đau khổ. Tất cả chỉ vì miếng ăn mà phải cực khổ, đấu tranh, tàn sát lẫn nhau để sống. Thái tử cảm thấy xót thương cho bác nông dân, con trâu, con giun, con chim. Cậu ước mong sao tất cả người và vật không còn khổ đau nữa, không còn phải vì sự sống mà ăn thịt lẫn nhau. Một lát sau, khi vua và bà Mahabhasabade tới gốc cây Diêm Phù để tìm con, thấy Tất Đạt Đa vẫn còn ngồi đó. Bà cảm động đến khóc khi thấy Tất Đạt Đa ngồi đẹp như một pho tượng nhỏ dưới gốc cây. Nhưng vua thì lại lo ngại, vì thái tử mới có 9 tuổi mà đã biết ngồi trầm tư như thế, thì lời tiên đoán của đạo sĩ A Tư Đà có thể trở thành sự thật. Thái tử nhân từ. Sau khi sinh thái tử được 7 ngày, thì hoàng hậu Maya từ trần. Trước khi qua đời, hoàng hậu đã dặn dò người em của mình là Mahabhasabade. Chắc chị sẽ không còn sống lâu để chăm sóc con được nữa. Sau khi chị mất, em hãy chăm sóc Tất Đạt Đa giùm chị. Người em nhận lời, bà hứa sẽ thương yêu thái tử và chăm sóc cháu như là con của mình. Thái tử lớn lên trở thành một cậu trai thông minh, xinh đẹp và nhân từ. Vua đã sắp xếp cho thái tử được học với những vị thầy danh tiếng nhất vương quốc, và thái tử đã tỏ ra là một người thông minh phi thường. Sau vài ngày đầu học tập, những vị thầy đã trình lên vua rằng: Muôn tâu bệ hạ, thái tử rất thông minh. Những bài học chúng tôi chỉ dạy qua một lần là thái tử hiểu và nhớ rất kỹ. Thật ra có những điều mà thái tử thắc mắc chúng tôi không thể nào giải đáp, hoặc thái tử có những hiểu biết mà chúng tôi chưa hiểu biết. Nghe được điều này, niềm tự hào của vua về đứa con trai của mình càng tăng thêm. Ông sung sướng nghĩ: Với sự thông minh này, thái tử con ta chắc chắn sẽ trở thành một vị vua thông minh và đầy uy quyền. Thế nhưng thái tử có một điều khác còn nổi bật hơn cả sự thông minh của cậu, đó là lòng tử tế, sự lịch thiệp và tình yêu thiên nhiên. Đối với những đứa trẻ cùng trang lứa với thái tử, chúng thích đùa giỡn, nghịch phá hoặc chia phe đánh nhau trong những lúc rảnh rỗi. Riêng thái tử thì ngược lại, thích ngồi yên lặng một mình. Cậu thương yêu các súc vật nhỏ sống ở trong giường của hoàng cung và trở thành người bạn thân thiện của chúng. Những con vật biết thái tử không làm thương tổn chúng, cho nên chúng không bao giờ sợ thái tử. Ngay cả những động vật hoang dại, chúng sẽ bỏ chạy khi thấy một người nào đó đến gần. Nhưng mỗi khi thái tử vào trong giường, chúng lại mừng rỡ, mon men đến gần và ăn các thức ăn trên tay thái tử một cách tự nhiên. Vì mỗi lần thái tử vào trong giường đều đem theo thức ăn cho chúng. Một ngày nọ, thái tử đang ngồi trong giường, có một đàn thiên nga trắng xóa bay ngang trên đầu. Bất ngờ, một mũi tên bắn lên không trung, trúng vào một con trong bầy. Nó lảo đảo rồi rơi xuống đất ngay trước chân của thái tử. Mũi tên vẫn còn ghim nơi cánh của nó. Hả? Tội nghiệp cho con thiên nga quá. Thái tử nhủ thầm và ôm con chim lên. Ngươi đừng có sợ, ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Từ từ rồi ta sẽ lấy mũi tên ra cho. Thế rồi, tay này thái tử nhẹ nhàng vuốt ve con thiên nga để nó bớt sợ. Tay kia, thái tử rút mũi tên ra một cách thận trọng. Xong, thái tử lấy thuốc, rửa, chùi vết thương cho nó. Vừa làm, thái tử vừa thì thầm an ủi, khiến cho nó không còn sợ hãi nữa. Lau vết thương xong, thái tử cởi áo ngoài của mình ra, quấn quanh mình nó cho ấm. Một lúc sau, có cậu thiếu niên chạy vào trong giường. Đó là người em họ của thái tử, tên là Đề Bà Đạt Đa.
cậu ta mang theo cung tên và rất vui mừng nói: Tất đạt đa, tất đạt đa, em vừa mới bắn được một con thiên nga. Anh thấy đó, em chỉ bắn có một phát thôi là đã hạ được một con chim rồi. Nó rơi xuống xung quanh đây, anh kiếm giúp giùm em đi. Ngay lúc ấy, Đề Bà Đạt Đa phát hiện một mũi tên của mình dính máu nằm ở dưới đất gần bên chân của Tất Đạt Đa. Nhìn kỹ, cậu ta thấy thái tử đang cầm vật gì trong tay, và rồi nhận ra đó là con thiên nga mà cậu đang tìm. Cậu la lên: Anh lấy con thiên nga của em à, đưa lại cho em đi, em đã bắn hạ nó thì nó là của em. Đề Bà Đạt Đa liền chụp lấy con chim, nhưng thái tử ôm sát nó vào lòng mình, khiến Đề Bà Đạt Đa tức giận vô cùng. Thái tử nói một cách kiên quyết rằng: Anh đã bắt gặp con chim nằm quằn quại đầy máu nơi mình, anh không thể đưa nó cho bất cứ ai khi nó đang bị thương được. Đề Bà Đạt Đa la lên: Nhưng nó là của em, chính em ra bắn nó, anh phỏng tay trên của em đâu có được, hãy trả nó lại cho em. Hai cậu thiếu niên đứng tranh cãi một hồi. Đề Bà Đạt Đa càng lúc càng trở nên giận dữ, nhưng thái tử vẫn một mực không giao con thiên nga cho cậu ta. Sau cùng, thái tử nói: Khi hai người tranh cãi một vấn đề không xong thì nên giải quyết bằng pháp luật. Trước những người thông thái có thẩm quyền, chúng ta cứ trình bày những sự việc xảy ra để cho những vị này quyết định ai đúng. Anh nghĩ chúng ta nên giải quyết bằng cách này là tốt nhất. Đề Bà Đạt Đa không thích ý kiến này lắm. Song chỉ còn có cách này mới hy vọng lấy lại được con thiên nga mà thôi, nên cậu phải đồng ý. Rồi họ đi vào cung điện thưa lại với vua và quần thần. Mọi người đều bật cười với nhau khi nghe họ trình bày sự việc. Các quan nói: Chỉ có mỗi con thiên nga mà làm mất thời giờ của chúng tôi quá, thật không đáng tí nào. Nhưng vua lại nói: Tất Đạt Đa và Đề Bà Đạt Đa là những thái tử của hoàng tộc. Trẫm rất vui mừng vì chúng đã biết nhờ chúng ta giải quyết những việc bất bình bằng xét xử. Trẫm nghĩ điều đó rất quan trọng, bởi vì chúng ta là những nhà lãnh đạo tương lai, biết dùng cách giải quyết bằng pháp lý. Chúng ta hãy xét xử xem sao. Sau đó, mỗi cậu trình bày những sự việc đã xảy ra. Các quan cố gắng lắng nghe để quyết định ai đúng, thì con thiên nga sẽ thuộc về người đó. Người thì cho rằng Đề Bà Đạt Đa bắn con chim, đương nhiên nó thuộc về cậu ta. Người khác lại cho rằng Tất Đạt Đa bắt được con thiên nga thì nó thuộc về thái tử. Các quan bàn luận với nhau mà chưa giải quyết dứt điểm. Cuối cùng, một ông lớn tuổi nhất nói: Giá trị của sự sống quý hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Vì thế tôi nghĩ rằng con thiên nga thuộc về ai đã cứu sống nó, không thuộc về người đã cướp mất đời sống của nó. Vậy con thiên nga này là của Tất Đạt Đa. Mọi người vỗ tay hoan hô ý kiến này. Thế là thái tử Tất Đạt Đa được mọi người biểu quyết thắng cuộc. Cuộc thi tài cầu hôn. Thái tử ngày càng trưởng thành, lòng nhân ái của cậu càng được mọi người thương yêu quý mến. Song cha của cậu thì lại lo rầu, ông nghĩ: Tất Đạt Đa quá nhân ái và nhiều cảm xúc. Ta muốn con trai của ta trở thành một vị vua vĩ đại, có sức mạnh và đầy quy lực. Nhưng thái tử lại thích trầm tư một mình ở trong giường hơn là học cách thức cai trị một vương quốc. Ta lo lắng cho con trai của ta, chẳng bao lâu sẽ từ bỏ hoàng cung, sống đời ẩn sĩ như lời đạo sĩ A Tư Đà đã tiên đoán. Nếu thật sự như vậy thì thái tử sẽ không bao giờ trở thành vị vua vĩ đại. Vua rất lo lắng về việc thái tử sẽ ra đi. Vua đem nỗi lo của mình trình bày cho các quan nghe. Có một người đề nghị: Tâu bệ hạ, thái tử hay ngồi lặng yên và mơ mộng về những thế giới khác, bởi vì cậu ta chưa tiếp xúc với hiện thực của cuộc đời này. Xin bệ hạ hãy kiếm cho thái tử một người vợ. Khi thái tử có vợ và có con rồi, sẽ không còn mơ mộng nữa và sẽ quan tâm đến việc học tập cách thức cai trị vương quốc. Vua cho rằng đây là một đề nghị rất tuyệt vời. Vua liền cho tổ chức một buổi nhạc hội lớn ở trong cung điện. Tất cả những thiếu nữ xinh đẹp từ các gia đình quý tộc được mời đến tham dự.
Cuối buổi nhạc hội, thái tử được mời tặng quà cho từng cô gái. Trong lúc thái tử tặng quà, các quan theo dõi xem chàng thích cô nào. Những cô gái trẻ rất lúng túng khi xuất hiện trước thái tử. Thái tử trông đẹp trai và nổi bật hẳn giữa đống quà đắt tiền để trên bàn phía trước mặt. Từng cô gái rụt rè tiến đến chỗ thái tử, không dám nhìn lên. Các cô lặng lẽ nhận nhẫn, dòng xuyến, xong vội vã trở về chỗ cũ. Cuối cùng, có một cô gái trẻ tên là Yayudala, con gái của ông vua nước lân cận. Không như những cô gái khác, cô tiến đến chỗ thái tử một cách tự nhiên. Đây là lần đầu trong đêm, thái tử nhìn chăm chú vào cô gái này. Nàng rất xinh đẹp, và thái tử dường như đã bị sắc đẹp của nàng thu hút. Họ đứng bất động, bốn mắt nhìn nhau say đắm. Lúc ấy, Yayudala dịu dàng lên tiếng. Dạ, thưa thái tử, quà của em đâu? Thái tử như người trong mơ vừa tỉnh, cậu nhìn xuống bàn, nhưng quà tặng đã hết. Thái tử vội nói. Đây, hãy nhận món quà này. Thái tử tháo chiếc nhẫn trong tay ra. Đây là món quà anh tặng em. Yayudala lịch sự đón nhận chiếc nhẫn và từ từ đi về chỗ cũ. Các quan đã thấy rõ mọi việc và vui mừng đến báo cho vua biết. Họ sung sướng tường thuật. Tâu bệ hạ, chúng tôi đã tìm được một cô gái xứng đáng cho thái tử. Cô ta là công chúa Yayudala, con gái của vua Thiện Giác ở nước Láng Diện. Xin bệ hạ đi qua gặp ông này và xin cưới con gái của ông cho thái tử. Vua Tịnh Phạn đồng ý và chuẩn bị lễ vật đi qua gặp cha của Yayudala. Vị vua này tiếp đón vua Tịnh Phạn rất thân mật và nói. Tôi biết con trai của ngài là một người rất tốt, song tôi không thể gả con gái của mình cho một người nào đó một cách đơn giản. Nhiều thái tử khác cũng xin cưới con gái tôi, và họ cũng đều là những chàng trai tuyệt vời. Họ rất điệu nghệ trong việc cưỡi ngựa, bắn cung và chơi các môn thể thao quý tộc khác. Thái tử sẽ phải thi tài với những người cầu hôn đó theo phong tục của chúng tôi. Sau đó, một cuộc thi tài được tổ chức, và Yayudala xinh đẹp là phần thưởng quý giá nhất. Vua Tịnh Phạn rất lo âu, ông nghĩ. Con trai của ta không quan tâm đến các môn chơi của chiến sĩ. Liệu nó có thể chiến thắng cuộc thi tài này không? Thái tử hiểu được nỗi lo của cha nên thưa rằng. Xin vua cha đừng quá lo lắng. Con sẽ làm hết khả năng của mình để chiến thắng. Và Yayudala sẽ là vợ của con. Cuộc thi đầu tiên là bắn cung. Những chàng trai đặt những tấm bia của họ ở khoảng cách xa mà họ có thể bắn trúng chấm giữa của bia. Khi tới lượt Đề Bà Đạt Đa, em họ của Tất Đạt Đa, cậu ta không chỉ bắn trúng điểm giữa của bia mà còn xuyên qua cả tấm bia. Mọi người hoan hô nồng nhiệt. Riêng Yayudala lại che giấu nỗi lo của mình. Cô nghĩ, ôi, làm sao Tất Đạt Đa yêu quý của ta có thể bắn được như thế? Thái tử rất tự tin ở khả năng của mình. Đến lượt chàng thi bắn, Tất Đạt Đa đặt tấm bia xa tít tầm mắt mọi người, rồi chàng lấy một mũi tên từ trong bao ra nạp vào cung. Tuy nhiên, do thái tử quá mạnh tay, nên khi kéo, cây cung đã gãy đôi. Thái tử nói, làm ơn tìm cho tôi một cây cung khác, chắc chắn hơn cây cung này. Một ông quan nói, thưa thái tử, có một cây cung rất cổ ở trong cung, cây cung này của một chiến sĩ mạnh nhất thời bấy giờ. Kể từ khi ông ta chết đến nay chưa có ai đủ sức kéo nổi cây cung này, huống hồ là bắn nó được. Tôi sẽ bắn cây cung ấy. Thái tử tuyên bố trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sau khi họ đem cây cung đến, thái tử cầm cây cung lên, thử uốn cong và kéo dây một cách dễ dàng. Một tiếng ngân dài làm chuyển động cả không gian như một tiếng chuông đồng. Sau đó, thái tử tra tên vào cung, kéo hết dây và nhắm mục đích. Phát tên bắn ra kêu to đến nỗi những người trong làng cách xa đó cũng nghe được. Mũi tên xé gió đi rất nhanh. Khi nó trúng tấm bia, ngay trung tâm điểm, chẳng những nó không dừng lại đó, mà còn xuyên qua tiếp tục và bay xa tít tầm mắt của mọi người. Đám đông hoan hô nồng nhiệt. Song bắn cung mới chỉ là cuộc thi tài đầu tiên trong ngày. Cuộc thi đấu kế tiếp là kiếm thuật.
mỗi người chọn một cây kiếm và biểu lộ sức mạnh của mình bằng cách hạ thân cây gần đó với một nhát gươm của mình. Người thứ nhất hạ một thân cây dài khoảng 15 cm, người thứ hai 22 cm, người thứ ba 30 cm. Đến lượt thái tử, chàng chọn một cây mà hai thân mọc sát nhau. Thái tử dung gươm chém một nhát thật nhanh, cắt ngang thân cây trong chớp mắt, nhưng nó vẫn đứng sừng sững đó. Không được! Lưỡi gươm của thái tử quá bén, đến nỗi vết cắt không làm cho thân cây đổ ngã. Khi mọi người nhìn thấy cây không đổ, cả đám đông, nhất là Yajudala, than thở. Ôi, thái tử đã thất bại rồi! Nhát gươm của chàng đã không cắt đứt được thân cây. Lúc ấy, chợt một cơn gió mạnh thổi đến, làm thân cây lay động và từ từ lật đổ. Lời than của đám đông chuyển qua vui mừng và họ lại reo lên. À, thái tử chiến thắng rồi! Cuộc thi cuối cùng là môn cưỡi ngựa. Một con ngựa hoang hung dữ, chưa có người nào cưỡi được nó, đang được những người đàn ông khỏe mạnh dắt ra. Mỗi người cầu hôn gắn leo lên cưỡi nó. Nhưng con ngựa cứ nhảy chồm lên và đá hậu rất dữ. Không một ai có thể leo lên lưng nó được. Cuối cùng, một chàng trai cũng đã điều phục được nó, ngồi trên lưng nó để cho những người giữ ngựa dắt đi. Thế nhưng, chỉ một lát, nó đã nhảy bổ lên với sự giận dữ, hất người ngồi trên lưng nó rơi xuống đất. Nếu không được sự cứu giúp kịp thời của những người giữ ngựa lôi anh ta ra chỗ an toàn, thì có lẽ ngựa đã dẫm anh chết rồi. Khán giả bắt đầu la ó. Ngưng ngay đi, đừng để thái tử đến gần cho thái tử. Nó sẽ giết chết thái tử đó. Nhưng thái tử vẫn bình tĩnh, chàng nghĩ. Tính hiền diệu có năng lực hơn cả sức mạnh vũ phu. Thái tử từ từ tiến ra chỗ con ngựa. Chàng vuốt ve những chòm lông trên đầu nó, nói thì thầm vào lỗ tai nó, nhẹ nhàng vuốt lên đầu, lên mình nó. Thái tử đã làm dịu đi cơn giận dữ và sợ hãi của nó. Một lát sau, con ngựa trở nên hiền lành. Nó bắt đầu liếm tay của Tất Đạt Đa. Thái tử vẫn thì thầm dịu ngọt với nó. Sau đó, chàng leo lên lưng nó một cách dễ dàng. Thái tử cưỡi ngựa diễu hành ngang qua mọi người trong những tiếng reo hò vui mừng của họ. Thái tử đã đón nhận phần thưởng quý giá, đó là công chúa Yajudala xinh đẹp. Cuộc thi tài đã kết thúc, thái tử Tất Đạt Đa đã chiến thắng. Cuộc thi tài đã chứng tỏ thái tử Tất Đạt Đa không chỉ có sức mạnh phi thường mà còn có cả lòng từ bi vô hạn nữa. Những cung điện như ý. Chẳng bao lâu, thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Yajudala tổ chức lễ cưới. Vua mong muốn con trai của mình sẽ không có ý lìa bỏ vương quốc, nên ông đã ra lệnh cho xây 3 cung điện tuyệt đẹp để cho đôi vợ chồng mới cưới ở. Vua nói với những người thợ xây dựng: "Hãy làm chúng thật tuyệt đẹp. Ta muốn những ngôi nhà này thật nguy nga lộng lẫy, đến mức khi người ta vào trong đó sẽ nghĩ rằng họ đang ở nơi thiên đường. Ta muốn xây một cung điện mùa hè làm bằng cẩm thạch mát rượi và bao quanh là những ao hồ, những suối nước mát. Cái thứ hai là cung điện mùa đông ấm áp và thoải mái. Cái thứ ba sẽ dùng cho mùa mưa. Vị trí của các cung điện này sẽ ở giữa một công viên lớn với cảnh đẹp nhìn từ mọi mặt. Một bức tường cao lớn dây bao quanh công viên để những thứ phiền toái ở bên ngoài không thể xâm nhập được. Mọi thứ đều tốt đẹp hoàn hảo để thái tử Tất Đạt Đa không bị cảnh khổ cuộc đời xúi dục từ bỏ." Vua cố gắng làm hết sức mình để cho những ngôi nhà này thật đẹp, thật hấp dẫn nhằm thu hút thái tử. Vua mời những dàn nhạc tài nghệ trong nước đến biểu diễn suốt ngày đêm. Tất cả người phục vụ đều là những cô gái trẻ đẹp, giỏi khiêu vũ. Đầu bếp phải nấu những món ăn ngon và thay đổi liên tục. Không ai được phép vào trong cung điện làm xáo trộn tâm trí yên tĩnh của thái tử, gợi cho thái tử ý niệm từ bỏ cung điện. Đã nhiều năm qua, thái tử Tất Đạt Đa sống trong cảnh thiên đường này. Từ sáng tới tối, thái tử được tiêu khiển bằng hàng ngàn thứ khác nhau.
chàng không bao giờ nhìn thấy những thứ không tốt đẹp, không hề nghe những âm thanh không được êm dịu, ngọt ngào. Nếu có một người nữ hầu bị bệnh, cô ta sẽ lập tức được đưa đi chỗ khác, cho đến khi nào lành bệnh mới được trở lại. Với biện pháp này, thái tử sẽ không bao giờ thấy cảnh người bệnh hay bất cứ cái gì gây ảnh hưởng không tốt đến suy nghĩ của thái tử. Vua còn ra lệnh tất cả mọi người không được nói những chuyện buồn rầu, chán nản với thái tử. Ngay cả một cây hoa trong vườn bắt đầu héo rũ, người làm vườn phải nhổ bỏ đem đi nơi khác. Làm như vậy, thái tử sẽ không bao giờ thấy những bông hoa héo tàn. Với những biện pháp này, vua muốn thái tử không thấy, không biết gì về những nỗi khổ và những điều bất hạnh của cuộc sống hiện thực. Thời gian êm đềm trôi qua như một giấc mơ. Yayudhala đã sinh một bé trai là La Hầu La, và mọi việc dường như trôi qua một cách tốt đẹp. Vua rất hài lòng vì biện pháp của mình đã làm cho thái tử quan tâm đến đời sống hoàng gia hơn là việc từ bỏ cung điện. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là thái tử sung sướng nhất đời khi có được đứa con trai và sẽ thỏa mãn đời sống trong sự huy hoàng nhàn hạ ấy. Một ngày nào đó, khi nhân duyên đầy đủ, thái tử cũng sẽ khám phá ra chân lý của cuộc đời. Một bài ca hay. Một buổi chiều sau khi dùng cơm xong, thái tử Tất Đạt Đa nằm nghỉ trên giường, đầu tựa vào lòng của Yayudhala. Nhạc công đang chơi những điệu nhạc nhẹ nhàng, êm dịu. Những nàng hầu đang thì thầm và mỉm cười vui vẻ với nhau. Kể từ khi chuyển vào cung điện như ý này, chiều nào thái tử cũng được thưởng thức những cuộc vui như vậy. Nhưng đêm nay, thái tử cảm thấy bồn chồn, khó ngủ. Thái tử đề nghị với một nhạc công ưa mến nhất. Hãy ru ta ngủ bằng một bài ca hay. Nhớ chọn một bài mà các bạn chưa từng hát trước đây. Người ca sĩ thanh lịch vâng lời và bắt đầu hát những lời ca nhẹ nhàng, êm ái, phát ra từ tâm hồn của mình và được nhạc công đệm phụ họa theo một cách hài hòa. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp của thế giới, những vùng đất xa, nơi mà cô ta đã đi qua khi còn thơ ấu. Ca ngợi thành phố thịnh vượng, nơi mà dân chúng đang sống tràn đầy hạnh phúc, an vui. Bài ca đã làm say mê thái tử. Ca sĩ vừa hát dứt lời, thái tử liền hỏi. Hãy nói thật cho ta biết, có những nơi tuyệt đẹp bên ngoài bức tường của khu vườn này không? Người ta đã sống như thế nào trong thành phố ấy? Và những thứ mà thế giới bên ngoài đó có đáng yêu hơn những thứ ta đã thấy trong cung điện lộng lẫy này không? Hãy nói cho ta biết, hãy nói cho ta biết sự thật về tất cả những thứ ấy đi. Cô gái trả lời. Thưa thái tử, chắc chắn cung điện mà thái tử đang sống là tuyệt vời nhất rồi. Thế nhưng cũng còn có nhiều thứ khác đẹp hơn ở thế giới bao la bên ngoài cung điện này. Những thành phố và tỉnh lỵ với những dãy phố xinh đẹp, những núi đồi và thung lũng hùng vĩ nên thơ, có những vùng đất xa xôi, nơi ấy người ta nói các thứ ngôn ngữ khác nhau. Có nhiều thứ mà tiện thiếp đã thấy và cũng còn rất nhiều thứ mà tiện thiếp chỉ mới nghe đến. Cung điện và khu vườn của thái tử thật ra rất xinh đẹp, song vẫn còn có rất nhiều thứ đáng được thưởng ngoạn ở bên ngoài của bức tường thành này. Nghe xong, thái tử rất mong muốn được ngắm nhìn tận mắt những cảnh quan đẹp và lạ ấy. Đã nhiều năm qua, thái tử chỉ sống trong những bức tường của khu vườn và cung điện như ý, hoàn toàn không để ý đến thế giới bên ngoài. Bây giờ, thái tử ao ước được du ngoạn bên ngoài cung điện, và chàng đã gửi lời thỉnh cầu đến vua cha cho phép chàng được dạo quanh thành phố. Vua đã đồng ý lời thỉnh cầu của con trai. Ông nghĩ, bây giờ con trai ta mong muốn được nhìn thấy vương quốc của ta. Đây là thời điểm thích hợp. Bởi lẽ nó đã thỏa mãn trong cung điện như ý rồi. Bây giờ để cho nó được nhìn thấy thực tế vương quốc mà nó sẽ cai trị sau này. Một cảnh quan bất như ý. Vua không muốn con trai của mình trông thấy những thứ phiền lòng khi đi du ngoạn, bởi vì những thứ ấy có thể khiến cho thái tử khởi lên ý nghĩ sẽ từ bỏ vương quốc đi theo đời sống ẩn sĩ.
cho nên trước ngày thái tử đi thăm thành phố, vua đã chỉ thị cho các quan quân đi thông báo cho dân chúng biết rằng: Loa 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 loa, ngày mai thái tử tất đặt ra cho đi thông thành phố Ca Tỳ La Vệ. Mỗi người hãy trang hoàng nhà cửa và đường phố cho sạch đẹp. Những người già yếu bệnh tật phải ở trong nhà suốt ngày mai. Mọi thứ trong thành phố phải tươi tốt sạch đẹp. Loa 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 loa, ngày mai thái tử tất đặt ra sẽ đi thăm thành phố Ca Tỳ La Vệ. Mọi người hãy trang hoàng nhà cửa và đường phố cho sạch đẹp. Những người già yếu bệnh tật phải ở trong nhà suốt ngày mai. Mọi thứ trong thành phố phải tươi tốt sạch đẹp. Loa loa. Sau đó, quân đội đã đưa tất cả những người ăn xin trên đường phố đến nơi mà thái tử không đi ngang qua. Sáng hôm sau, Sa Nặc, người chăn ngựa đã chuẩn bị con ngựa kiền trắc yêu quý của thái tử và đưa thái tử ra khỏi hoàng cung. Trong suốt thời thơ ấu, đây là lần đầu tiên thái tử được ngắm nhìn quang cảnh thành Ca Tỳ La Vệ. Và đây cũng là lần đầu người dân của thành phố được nhìn thấy thái tử của họ. Mọi người rất sung sướng đứng xếp thành hàng trên những con đường mới trang hoàng để được ngắm nhìn chàng trai trẻ đẹp đi ngang qua. Họ nói với nhau: Ôi, thái tử đẹp quá, thái tử dễ thương làm sao? Người thì nói: Wow, cặp mắt của thái tử đẹp thiệt. Chúng ta thật là diễm phúc được thái tử sẽ là vua của chúng ta trong tương lai. Thấy không, thái tử tướng hảo quang minh quá trời luôn. Ôi, thái tử cái gì cũng đẹp, cặp mắt cũng đẹp, người cũng đẹp nữa. Ơi, thái tử sẽ là vua của chúng ta trong tương lai đó. Thái tử cũng rất sung sướng khi nhìn thấy mọi thứ. Thành phố trang hoàng lộng lẫy và sạch đẹp. Nơi nào cũng thấy người ta vui cười, hoan hô và ca múa. Trên đường nơi thái tử đi qua, dân chúng vui mừng rải hoa đầy lên người thái tử yêu quý của họ. Thái tử sung sướng nhớ lại: Bài ca thật là đúng, đây quả là một thành phố phồn vinh xinh đẹp và tốt lành. Thế nhưng khi thái tử và người chăn ngựa đang đi qua đám đông, họ bỗng phát hiện một người già khom lưng, vẻ mặt buồn rầu trong đám người vui vẻ. Lạ kỳ, bởi vì thái tử chưa thấy những người già như vậy, nên thái tử quay qua hỏi: Sa Nặc, người đó là ai vậy? Tại sao ông ta lại cúi gặp người và không ca múa như mọi người? Tại sao gương mặt của ông ta không tươi sáng như những người khác, mà lại tái nhợt và nhăn nheo? Tại sao ông ta lại khác người như vậy? Sa Nặc chỉ người đàn ông đang lẩn khuất ở trong đám đông và trả lời với thái tử rằng: Thưa thái tử, đó chỉ là một ông già. Ông già? Thái tử hỏi lại: Người này luôn luôn già như vậy từ trước đến nay, hay nó chỉ mới xảy ra gần đây? Sa Nặc trả lời: Dạ không, thưa thái tử, nhiều năm trước ông già này cũng là một thanh niên khỏe mạnh như những người khác mà ngài đã nhìn thấy tại đây hôm nay. Nhưng dần dần sức khỏe của ông ta giảm sút, thân thể khom dần, màu sắc của gương mặt héo tàn, răng thì rụng, bây giờ thân thể ông ta tàn tạ vậy đó. Vừa ngạc nhiên vừa buồn bã, thái tử hỏi lại: Người đàn ông đáng thương ấy chỉ có một mình ông ta đau khổ vì tuổi già sức yếu, hay là những người khác cũng phải bị như vậy? Thưa thái tử, tất cả mọi người đều phải trải qua tuổi già. Thái tử, con nè, vợ và con thái tử cùng mọi người trong cung điện, chúng ta đang trở nên già từng giây từng phút. Một ngày nào đó chúng ta cũng già giống ông già này nè. Những lời này làm cho thái tử buồn rầu, trầm ngâm giây lâu. Thái tử giống như người bị khủng hoảng bởi một tiếng sét đột ngột. Một hồi lâu, thái tử lấy lại bình tĩnh và nói: Này Sa Nặc, những gì ta thấy hôm nay ta không muốn thấy nữa. Trong giữa những người trẻ tuổi vui sướng này, cảnh tượng của người già đã làm ta chán ngán. Hãy quay trở lại cung điện, tất cả những thú vui của cuộc đi dạo này đã trôi qua. Hãy trở về ngay đi, ta không muốn thấy nữa. Sa Nặc vâng lệnh. Khi họ về tới nhà, thái tử đi một mạch vào cung điện không nói với ai lời nào, vội vã lên lầu và vào phòng riêng ngồi lặng yên một mình.
mọi người nhận ra sự lạ kỳ này và đã cố gắng làm cho thái tử vui vẻ, nhưng không có kết quả. Tới giờ ăn, thái tử không thiết ăn một món gì, dù cho người đầu bếp đã sửa soạn một bữa ăn thật ngon. Thái tử không quan tâm đến âm nhạc hay khiêu vũ, chỉ ngồi trầm ngâm một mình. Tuổi già, tuổi già, tuổi già. Cuộc đi dạo lần thứ hai. Vua Tịnh Phạn nghe được tâm trạng không hài lòng của con trai mình và cho rằng có điều gì chưa vừa ý. Vua nghĩ, ta sẽ sắp xếp một cuộc đi dạo khác cho thái tử, nhưng lần này cảnh quan của thành phố phải tươi đẹp hơn. Vì thế, Xà Nặc chuẩn bị con ngựa kiềng cắt một lần nữa, và họ đã rời khỏi cung điện đi vào thành phố Ca Tỳ La Vệ. Trên những con đường được trang hoàng xinh đẹp hơn trước, và người ta rất sung sướng đón chào thái tử. Nhưng lần này, thái tử và người giữ ngựa lại nhìn thấy một người bệnh xuất hiện ở trong đám đông đang vui cười ấy. Thái tử chợt thốt lên. Xa Nặc, nhìn kìa, người đàn ông kia làm sao mà ho dữ dội, rung cả thân thể và rên rỉ thảm thương như vậy? Thưa thái tử, đó là người bệnh. Tại sao ông ta bị bệnh? Người ta bị bệnh có rất nhiều lý do, thưa thái tử. Có lẽ ông ta ăn nhầm thức ăn xấu, hoặc là để cho thân thể nhiễm lạnh nên bị mất quân bình, và ông ta bị cảm sốt đó. Tất cả những người vui vẻ trong đám đông đó cũng có thể bị bệnh như người này không? Thưa thái tử, có. Bất cứ người nào dù khỏe đến đâu cũng có ngày bị bệnh. Bệnh tật không chừa một ai hết. Cuộc đi du ngoạn lần thứ hai này, thái tử bị cú sốc nặng hơn. Thái tử nói, ta không sao hiểu nổi. Làm thế nào mà người ta lại vô tư và vui sướng khi bệnh tật đang từng phút từng giây đe dọa họ? Thôi hãy quay trở về đi Xa Nặc. Ta đã nhìn thấy sự thật về cuộc đời qua cuộc đi dạo ngày hôm nay rồi. Khi thái tử trở về cung điện, thái tử cảm thấy buồn hơn cuộc đi dạo lần trước. Không ai làm cho thái tử vui cười được, và thái tử cũng không muốn nói chuyện với ai. Khi vua cha biết được con trai mình không được vui sau chuyến đi thứ hai này, ông rất lo âu và bối rối. Ta đã làm hết sức mình để cho con trai ta vui vẻ, song cuối cùng trái tim của nó lại tràn đầy buồn rầu. Ta phải hỏi các quan xem có cách nào làm cho con trai của ta tươi vui hơn không. Các quan đề nghị với vua rằng, lần sau thái tử muốn đi dạo thì không nên để thái tử đi một mình. Tốt hơn nên cho các ca sĩ, vũ công và những người quý phái trong cung cùng đi với thái tử. Họ sẽ có kế hoạch đưa thái tử đi thăm một khu vườn đặc biệt đã được chuẩn bị sẵn. Nơi đây, thái tử sẽ được giải trí bởi tất cả các thứ vui chơi. Khi thái tử Tất Đạt Đa xin đi dạo thành phố một lần nữa, mọi thứ được chuẩn bị chu đáo và hết sức thoải mái. Thành phố được trang hoàng đẹp hơn lần trước. Tất cả những cảnh quan xấu được chuyển đi hết, và khu vườn đặc biệt được chuẩn bị với tất cả thú vui trong ấy. Cú sốc cuối cùng. Tất Đạt Đa và Xa Nặc lại rời khỏi cung điện bằng ngựa. Cùng đi có các quan hộ tống, những nhạc công và người hầu, giống như một buổi lễ diễu hành. Cũng như những lần trước, dân chúng đứng thành hàng trên đường phố và họ say mê ngắm nhìn đoàn diễu hành của hoàng gia. Song lần đi dạo thứ ba này, thái tử và Xa Nặc lại nhìn thấy một cảnh tượng đau buồn. Đó là một tốt người u sầu đang khiêng một chiếc quan tài người chết xuất hiện từ trong căn nhà và đang chậm chạp đi ra đường. Thái tử ngạc nhiên hỏi, Xa Nặc, tại sao người đàn ông kia lại nằm im trong chiếc hộp? Ông ta ngủ hay sao? Tại sao những người đi theo lại khóc? Và họ khiêng ông ta đi đâu? Thưa ngài, đó là người chết. Họ đang đưa ông ta đến bờ sông, nơi đó sẽ thiêu thân xác ông ta. Chết à? Chết nghĩa là gì? Và nếu họ thiêu đốt thể xác của ông ta có bị đau đớn không? Xa Nặc, hãy giải thích cho ta rõ vấn đề này. Xa Nặc đành phải giải thích cho thái tử biết về những sự thật mà cha của ngài đã giấu kín từ nhiều năm qua. Thưa thái tử, cuộc đời của người đàn ông đó cũng như thái tử và tôi bây giờ, ông ta sinh ra lớn lên
rồi trở thành một người đàn ông. Ông ta đã trải qua những sự vui buồn thăng trầm của cuộc sống, nào là xây dựng gia đình, làm việc để nuôi sống bản thân và vợ con. Trải qua vài chục năm, thân thể ông ta trở nên già yếu, bệnh tật và nằm liệt trên giường. Lúc ấy ông ta không còn nhận thức được gì nữa, ngay cả đến những người bạn thân thiết nhất. Rồi ông ta ngày một yếu dần, và cuối cùng hơi thở lìa khỏi xác. Mạng sống đến đây là chấm dứt, và ông ta đã chết. Chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo không hồn, không còn cảm giác gì nữa cả. Một thân xác mà suốt đời ông ta chăm sóc nó nay trở thành vô nghĩa, chỉ còn lại một nắm tro tàn sau khi thiêu xong. Ai cũng phải trải qua sự chết như vậy phải không Sanh à? Dạ không thưa Thái tử, thật ra có một số người không có cơ hội sống đến già đâu. Một số người rất ít khi bị bệnh. Song tất cả mọi người đều phải chết một ngày nào đó, không có ngoại lệ khác hơn. Những lời trình bày của Sa Nặc gây ấn tượng sâu đậm trong tâm Thái tử. Chàng nói: có nghĩa là một ngày nào đó, vợ ta, con ta, những bạn bè của ta và cả bản thân ta cũng sẽ phải chết. Và tất cả những người hiện diện nơi đây với áo quần đẹp đẽ và rất hãnh diện như thế này cũng sẽ chết ư? Ôi, thật là mù quáng thay. Cả thế giới vẫn cứ mãi mê ca múa quay cuồng theo dục vọng trong khi cái chết đang đến gần họ. Tại sao họ lại cứ xe xu lo chuyện trưng diện áo quần cho tốt mà không biết một ngày nào đó họ chỉ còn phủ lên mình một tấm vải trắng thô sơ? Phải chăng họ chỉ nhớ những thứ thiện cận mà quên đi sự chết? Hay trái tim của họ quá chai đá đến nỗi ý nghĩ về sự chết không làm họ lo sợ? Sa Nặc, quay xe lại, ta muốn trở về cung điện. Sa Nặc đánh xe ngựa trở về khu vườn xinh đẹp. Nơi đó, những ca sĩ và vũ công đẹp nhất cung điện đang chờ đợi cùng với các nhạc công, các quan và một bàn tiệc thịnh soạn được chuẩn bị bởi các đầu bếp của hoàng gia. Họ đón chào Thái tử một cách nồng nhiệt khi Thái tử từ trên xe ngựa bước xuống. Thế nhưng Thái tử không thiết gì cả. Tư tưởng của chàng hoàn toàn bị thu hút bởi những gì đã xảy ra mà chàng chứng kiến khi nãy. Thú vui tan dần. Mọi người cố gắng hết sức để làm vui lòng Thái tử. Những vũ công xinh đẹp vui đùa với Thái tử, hy vọng làm cho gương mặt đẹp trai, buồn rầu của chàng vui tươi trở lại. Nhưng Thái tử không hề quan tâm đến họ. Trong tâm trí của chàng, lúc này là hình ảnh già, bệnh, chết đang chiếm ngự. Một trong những vị quan thấy Thái tử không vui, đang đến động viên chàng. Với lối nói vui đùa của một người bạn, ông nói: thật không phải tí nào khi Thái tử lại lơ là với những vũ công đáng yêu này và từ chối cuộc vui với họ. Bạn ơi, bạn còn trẻ đẹp và khỏe mạnh, cứ vui hưởng sự sống đi, có việc gì đâu. Bộ những cô gái này không đáng yêu đối với bạn sao? Với giọng nói cương nghị, Thái tử trả lời: ngài đã hiểu lầm tôi rồi. Chẳng phải tôi không thích những người và những thứ đáng yêu mà tôi thấy nơi đây. Nhưng khi nghĩ đến sắc đẹp của họ sẽ phai tàn, mọi vật sẽ thay đổi nhanh chóng, khiến tôi không thể tìm thấy niềm vui chân thật trong những thứ ấy một tí nào cả. Nếu không có già, bệnh và chết, khi ấy tôi mới có thể tìm thấy nguồn vui lớn đối với mọi vật. Thế nhưng, những thứ bất hạnh ấy đang chờ đợi chúng ta trong tương lai. Làm sao tôi có thể hài lòng với những thứ vui chóng tàn như vậy? Ngài ắt hẳn phải có một trái tim nồng nhiệt hơn tôi nên mới hài lòng một cách dễ dàng như vậy. Nhưng đối với tôi, mọi thứ mà tôi thấy đang bốc cháy bởi khổ đau, chừng nào tôi chưa tìm ra con đường thoát khỏi những nỗi khổ ấy, thì những thú vui của thế gian này không lôi cuốn được tôi. Vì không thể nào làm cho tâm trạng của Thái tử vui tươi được, mọi người chán nản trở về hoàng cung. Khi các quan tâu lên đức vua về tình trạng Thái tử không được vui vì bị những cảnh bên ngoài tác động, nhà vua quá rầu buồn đến nỗi không thể ngủ được. Ngài nghĩ: ôi con trai yêu quý của ta, làm thế nào ta có thể giữ được con ở lại vương quốc này? Ta phải làm gì để con hài lòng mà ở lại đây? Những ý nghĩ lo sợ đứa con trai yêu quý của mình sẽ từ bỏ hoàng cung khiến nhà vua tuyệt vọng
trằn trọc cả đêm. Ý tưởng thoát trần. Thái tử Tất Đạt Đa ngày càng chìm sâu vào những suy tư về cuộc đời. Chàng dường như không còn quan tâm đến một thứ gì. Chàng cũng không thiết đến ăn uống. Sức khỏe bắt đầu kém đi và nước da trở nên xanh xao. Vua và mọi người rất lo ngại về những thay đổi không tốt này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của thái tử. Một hôm, thái tử đến gặp vua và thưa: Thưa cha, gần đây tâm con không được an. Xin phép cha cho con được đi dạo một lần nữa. Hy vọng sự thay đổi cảnh quan lần này sẽ làm con an vui hơn. Vua đồng ý ngay lời thỉnh cầu của con trai mình. Lần này, ông sẽ làm mọi thứ để thái tử được hài lòng và vui tươi trở lại. Vua ngầm sai các quan theo sát và để ý thái tử. Thái tử cùng với Sa Nặc và các quan đồng ra cửa thành phía bắc du ngoạn. Trong lúc dạo cảnh, các quan đã cố gắng kể những câu chuyện vui để cho thái tử quên hết những ưu tư, nhưng thái tử cũng chẳng quan tâm gì đến những lời tán gẫu của họ. Một lúc sau, thái tử nhìn thấy một người râu tóc cạo sạch, choàng trên mình chiếc áo giá nhiều mảnh, tay ôm bình bát, mắt nhìn thẳng mà đi, hình dạng rất đoan chính, oai nghi, đỉnh đạt, khả kính. Thái tử liền hỏi Sa Nặc: Người đó là ai mà tướng mạo và mặc áo khác người như vậy? Sa Nặc đáp: Thưa thái tử, vị này là người xuất gia tu hành, đã thoát ly đời sống thế tục. Nghe Sa Nặc nói, thái tử lấy làm lạ, xuống xe đến chào vị tu sĩ và hỏi: Thưa ngài, vì sao ngài lại xuất gia tu hành? Thưa thái tử, tôi đã giác ngộ được sự vô thường giả tạm của cuộc sống. Mạng người rất mong manh, sớm còn tối mất. Một hơi thở ra không trở lại đã ra người thiên cổ. Tôi không muốn để cho những thứ tiền tài sắc đẹp, danh thơm, ăn ngon ngủ kỹ làm cho mình phải đau khổ, xa đọa vào vòng tội lỗi. Tôi muốn thoát ra khỏi những ràng buộc của tình ái trầm luân, của những dục vọng thấp hèn, của đời sống gia đình ràng buộc, để được tự do như cánh chim bay liệng trên bầu trời bao la vô tận. Vì muốn thoát khỏi nỗi khổ già bệnh chết trong vòng luân hồi sinh tử miên diễn, vì muốn hy sinh thân mình để tìm chân lý cứu độ chúng sinh thoát khỏi vô minh đau khổ, nên tôi phát nguyện xuất gia tìm đạo. Mục đích duy nhất của tôi hiện nay là tìm cho ra hạnh phúc hoàn hảo nhất và cao thượng nhất. Cho nên xuất gia phải là bậc đại nhân, đại trí, đại hùng, đại lực, đại từ bi mới có thể thực hiện được. Thái tử nghe xong rất vui mừng vì đã gặp được người mở con đường sáng cho mình đi. Những lời lẽ của vị sa môn nói rất đúng. Thái tử nghĩ: Cuối cùng ta cũng đã tìm ra ý nghĩa thật của cuộc đời. Ta cũng sẽ từ bỏ gia đình, bắt đầu cuộc hành trình tìm hạnh phúc chân thật để chấm dứt tất cả khổ đau cho mình và cho người. Với ý chí kiên cường và trái tim tràn đầy tình thương, thái tử bảo Sa Nặc quay xe trở về hoàng cung. Nỗi lo của vua Tịnh Vạn. Về tới cung điện, thái tử liền đi ngay vào phòng của vua. Chàng nắm chặt hai bàn tay lại, theo phong tục tập quán khi thỉnh cầu một việc quan trọng, và thưa: Thưa cha, con muốn trở nên người lang thang vô gia cư để tìm ra con đường chấm dứt khổ đau. Xin cha cho phép con được rời khỏi cung điện này. Từ khi thái tử còn là đứa trẻ, vua đã lo sợ một ngày nào đó mình sẽ phải nghe những lời thỉnh cầu đáng ghét này. Song những lo sợ ghê gớm ấy đã thành sự thật. Vua nghẹn ngào rơi lệ trả lời: Hả? Con trai yêu quý của cha, con hãy quên tư tưởng này đi. Con hãy còn quá trẻ mà, con không đủ sức để sống đơn độc như những đạo sĩ. Đợi đến khi tuổi già rồi hãy đi cũng không muộn con. Lúc này con phải ở lại Ca Tỳ La Vệ để cai trị vương quốc thay cha. Dạ thưa cha, con sẽ ở lại nếu cha hứa với con bốn điều sau đây. Làm sao cho con trẻ mãi không già? Làm sao cho con khỏe mãi không bệnh? Làm sao cho con sống mãi không chết? Và làm sao cho con hết khổ đau?
Nếu như cha không hứa giúp được con những điều này thì con phải ra đi tìm câu giải đáp. Vua bị lúng túng bởi những câu hỏi quái lạ này và ngài bắt đầu gay gắt với thái tử. Con hãy bỏ ngay những ý nghĩ ngu xuẩn này đi, tất đặt đa. Nhưng thái tử vẫn kiên quyết. Thưa cha, nếu cha không thể cứu con thoát khỏi những nỗi lo già bệnh chết và khổ đau, thì xin cha cho con đi để con tìm con đường tự cứu lấy mình. Không nên giữ con như một tù nhân ở đây. Vua không thèm nghe nữa. Quân đâu? Không để cho thái tử rời khỏi nơi đây. Hãy canh gác cung điện cẩn thận. Vua ra lệnh cho các quan xong, buồn rầu bỏ ra khỏi phòng. Dực Thành tìm chân lý. Tất Đạt Đa rời khỏi phòng vua cha và trở về cung điện của mình. Chàng đi ngang qua những căn phòng trang hoàng lộng lẫy, những hành lang tráng lệ, những dòng suối lấp lánh, rồi về đến phòng của mình. Chàng đi giữa những nhạc công tài ba và những nàng hầu xinh đẹp đang biểu diễn. Nhưng những thú vui này không còn thu hút thái tử. Lúc này, chàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu là rời khỏi cung điện đi tìm chân lý. Đêm đó, sau bữa ăn tối, các nhạc công, vũ nữ và lính canh đều mệt mỏi say ngủ. Ngay cả Yayudhala cùng người con trai La Hầu La cũng say sưa trong giấc nồng. Thái tử nhìn vợ con và nghĩ: ta muốn ôm đứa con trai vào lòng một lần cuối trước khi rời khỏi cung điện. Nhưng nghe rằng sẽ đánh thức Yayudhala và sẽ rất khó cho việc ra đi của ta. Thôi, ta phải rời khỏi nơi đây gấp và thật im lặng trước khi mọi người thức giấc. Thái tử bước nhẹ nhàng cẩn thận qua những người đang nằm ngủ. Khi đến cửa sổ và trèo ra bên ngoài, chàng đi tới chỗ Sa Nặc, người dưỡng ngựa đang nằm ngủ, và khẽ đánh thức anh ta dậy. Hãy sửa soạn ngựa cho ta nhanh đi Sa Nặc, ta muốn đi ngay đêm nay. Sa Nặc rất ngạc nhiên, không biết thái tử đi đâu vào lúc giữa đêm như thế này, nhưng không dám hỏi. Sa Nặc liền sửa soạn con ngựa kiền trắc và dắt nó đến chỗ thái tử. Tất Đạt Đa vuốt ve con ngựa và thì thầm với nó: kiền trắc, người bạn thân yêu của ta, chúng ta phải rất yên lặng. Ta không muốn đánh thức những người canh gác. Đêm nay sẽ là một đêm rất đặc biệt. Thái tử và Sa Nặc rời khỏi cung điện. Họ lặng yên phóng ngựa đi trong đêm tối. Đến ranh giới của thành phố, thái tử nhìn lại và phát nguyện: nếu ta không chinh phục được tất cả khổ đau, ta sẽ không trở lại thành phố Ca Tỳ La Vệ xinh đẹp này. Họ cưỡi ngựa suốt đêm. Khi mặt trời vừa mọc, họ đã tới cánh rừng yên tĩnh, nơi có rất nhiều đạo sĩ ẩn tu. Thái tử rất sung sướng và nghĩ: bây giờ cuộc tìm đạo của ta bắt đầu. Rồi chàng quay qua Sa Nặc nói: Sa Nặc, ta rất cảm ơn sự giúp đỡ của con. Ta đã tới nơi mà ta mong muốn. Bây giờ là lúc con và Kiền Trắc trở về cung điện được rồi. Sa Nặc không thể tin là thái tử sẽ không trở về cung điện với mình. Anh ta đứng lưỡng lự nơi đó, nước mắt bắt đầu chảy ra hai khóe mắt. Thái tử hiểu được nỗi buồn của Sa Nặc và an ủi anh ta: Sa Nặc yêu quý của ta, đừng khóc nữa. Trước sau gì chúng ta cũng phải chia tay nhau. Hãy cầm những báu vật ta đang đeo, ta không cần đến chúng nữa. Hãy trở lại hoàng cung và nói với cha ta rằng ta ra đi không phải vì buồn giận, cũng không phải là ta không yêu thương gia đình. Thực ra vì ta thương yêu họ rất nhiều nên ta mới phải từ bỏ họ để ra đi như vậy. Nếu ta khám phá ra được con đường chấm dứt tất cả khổ đau, ta sẽ trở lại giúp họ. Nếu ta thất bại thì chẳng khác gì ta từ biệt luôn. Sớm hay muộn gì cái chết cũng sẽ đến với chúng ta bằng mọi cách. Hãy để ta bắt đầu cuộc hành trình tìm chân lý. Sau đó chàng rút gươm ra và cắt mớ tóc dài của mình, một biểu hiện của hoàng gia, trao cho Sa Nặc cùng với các đồ trang sức quý báu, bảo đem về cho Yayudhala. Sa Nặc thấy không còn cách nào chuyển đổi được ý chí của thái tử. Anh thắng ngựa chậm chậm từ giả thái tử. Nhiều lần anh và con ngựa ngoái nhìn lại phía sau, bùi ngùi rơi lệ chia tay.
Cuối cùng thì họ cũng đã về tới Ca Tỳ La Vệ. Sa Nặc đã buồn rầu kể lại với mọi người là Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cuộc sống hoàng gia mãi mãi. Cuộc tìm đạo bắt đầu. Khi Tất Đạt Đa đứng một mình trong cánh rừng bắt đầu cuộc tìm đạo vĩ đại, chàng nghĩ: kể từ hôm nay ta không còn là thái tử nữa, vì vậy ta không thể trang phục như người thế tục. Sau đó chàng gặp một người thợ săn nghèo và nói với ông ta rằng: thưa ông, tôi không cần những đồ tơ lụa quý giá này. Nếu tôi sống trong rừng, tôi sẽ mặc những thứ dễ thua giống như ông. Vậy chúng ta hãy trao đổi lẫn nhau. Người thợ săn rất ngạc nhiên và rất sung sướng được trao đổi những y phục đắt tiền như thế, và nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của Tất Đạt Đa. Bây giờ chàng đã hoàn toàn ăn mặc như người đạo sĩ bần hàn thật sự. Tất Đạt Đa bắt đầu tìm thầy chỉ dạy cho chàng con đường chấm dứt mọi khổ đau. Chàng đi vào rừng sâu và thưa hỏi tất cả các đạo sĩ mà chàng gặp. Nơi chàng đi qua đều được mọi người tiếp đón kính trọng. Cho dù bây giờ chàng mặc đồ rách rưới và chỉ ăn chút ít thức ăn xin được, nhưng tướng mạo của chàng trông vẫn rất đẹp trai và nổi bật. Khi những người ở trong rừng thấy chàng đến, họ đều nói với nhau: trông ông ta rất đặc biệt, trên gương mặt ông biểu hiện nghị lực kiên cường. Nếu ông ta đi tìm chân lý, chắc chắn sẽ đạt được ý nguyện. Tất Đạt Đa tìm học với một vài vị thầy, nhưng chàng không hài lòng với những gì họ chỉ dạy. Sau cùng, chàng nghe có một vài đạo sĩ rất thông thái hiện đang sống ở vương quốc Ma Kiệt Đà, nơi mà vua Tần Bà Sa La cai trị. Vì thế, chàng quyết định đi đến đó để tìm họ. Tựa của người dịch. Trong thời gian nghỉ hè năm học lớp 9, tôi được may mắn đọc cuốn sách nhỏ tựa đề Lược Sử Phật Tổ do thầy Chân Không biên soạn. Sau khi xem xong, tôi thực sự bị thu hút bởi tấm gương cao quý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi tự nghĩ, về gia tộc, Phật sinh ra thuộc dòng vua chúa. Về thân thể, Phật có 32 tướng tốt. Về trí tuệ, Phật thông minh hơn người. Về địa vị, Phật là thái tử con vua. Về quả phước, Phật hưởng thụ đầy đủ mọi sự giàu sang sung sướng của cuộc đời, vân vân. Thế mà Ngài đã từ bỏ tất cả địa vị, quyền thế, vợ đẹp con ngoan, giàu sang sung sướng, để một thân một mình vào rừng sâu núi thẳm tu hành khổ hạnh, tìm cầu chân lý, giải thoát chúng sinh khỏi dòng luân hồi sinh tử. Thật là cao quý biết bao. Nếu đem thân mình ra xét, thì tôi chẳng có một thứ gì xứng đáng để bỏ cả. Vậy mình còn ham muốn làm chi những thứ mà Ngài đã bỏ, để rồi lãng phí cả một đời người theo đuổi tìm cầu. Từ đó tôi đã chuyển hướng cuộc đời, quyết chí noi theo con đường mà Đức Phật đã đi. Nhờ đọc được lược sử của Đức Phật mà tôi đã giác ngộ và xuất gia tu hành. Tôi nguyện sau này, nếu đủ nhân duyên, sẽ phổ biến rộng rãi cuộc đời ánh đạo của Đức Phật. Hy vọng qua tấm gương cao quý của Ngài sẽ giác ngộ nhiều người hướng về lý tưởng giải thoát như tôi. Và ước nguyện đó đã đến. Một hôm, tôi đọc được cuốn The Story of Buddha của Jonathan Landau. Thấy lối viết đơn giản ngắn gọn, dễ phổ cập trong quần chúng bình dân, nên tôi đã quyết tâm dịch ra tiếng Việt hầu truyền bá khắp nơi theo như sở nguyện trước đây. Sau khi dịch xong, tôi có biên tập lại và có thêm bớt đôi chút cho hoàn chỉnh hơn. Cầu mong Phật lực gia hộ cho những ai sau khi nghe xong tác phẩm này sẽ giác ngộ được sự vô thường của cuộc đời, hướng tâm về con đường giải thoát an vui giống như cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người dịch: Thích Chân Tín. Lược truyện Đức Phật Thích Ca. Tác giả: Jonathan Landau. Người dịch: Thích Chân Tín.
thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp.net. Vui thay Phật ra đời. Cách đây nhiều năm, tại một vương quốc ở phía Bắc Ấn Độ, có một sự kiện xảy ra làm thay đổi toàn thể thế giới. Hoàng hậu Maya, vợ của vua Tịnh Phạn, trong lúc ngủ đã có một giấc mơ tuyệt diệu. Bà mơ thấy một luồng ánh sáng trắng từ bầu trời chiếu xuống thân thể mình. Theo luồng ánh sáng này là một con voi chiến, thân hình trắng xóa với 6 chiếc ngà. Luồng ánh sáng và con voi này bay càng lúc càng gần, và cuối cùng nhập vào thân bà. Lúc ấy, Hoàng hậu Maya tỉnh dậy với một niềm hoan hỷ tràn đầy chưa từng có trước đây. Bà vội vàng đến báo cho vua biết, và họ đem việc này hỏi những người thông thái ở trong hoàng cung. Những vị này cho biết: Thưa hoàng hậu, đây là một giấc mơ tuyệt diệu nhất. Giấc mơ này cho biết hoàng hậu sẽ sinh một đứa bé trai, và thái tử sau này sẽ trở thành một vĩ nhân, không chỉ đem lại hạnh phúc cho riêng hoàng tộc, mà còn đem lại hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. Nghe những lời tiên đoán tốt đẹp này, vua và hoàng hậu tràn ngập niềm vui. Đặc biệt, nhà vua rất sung sướng, vì từ lâu ông ao ước có một người con trai để nối ngôi, và ước mơ đó hôm nay sắp thành sự thật. Theo phong tục Ấn Độ thời đó, người đàn bà khi sinh phải về nhà cha mẹ ruột của mình. Biết ngày sinh sắp đến, hoàng hậu Maya và một số người bạn, người hầu rời khỏi hoàng cung bắt đầu chuyến hồi hương. Trên đường trở về, gần đến quê hương không xa, hoàng hậu trở dạ. Biết mình sắp sinh con nên bà bảo mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Họ dừng chân tại vườn Lâm Tỳ Ni xinh đẹp. Hoàng hậu vào trong khu vườn tìm chỗ thích hợp nhất để sinh con. Truyền thuyết kể rằng, ngay cả động vật và thực vật dường như cũng muốn giúp đỡ cho hoàng hậu trong việc sinh nở. Có một nhánh cây rủ xuống, hoàng hậu đưa tay phải lên nắm lấy nó. Ngay lúc ấy, hoàng hậu hạ sinh thái tử. Những người hầu đã ẵm đứa trẻ trong tay mình và rất ngạc nhiên về vẻ xinh đẹp kháu khỉnh dễ thương của đứa bé. Lúc ấy, khắp địa cầu tràn ngập niềm an lạc và hạnh phúc. Mọi người quên hết lo âu, xóa mọi hận thù, thương yêu lẫn nhau. Một số người nhìn thấy cầu vồng xuất hiện trên bầu trời và cùng với những điềm lành kỳ diệu khác. Những nhà thông thái trên khắp vương quốc chăm chú theo dõi những dấu hiệu tốt lành này và vui mừng bàn tán với nhau rằng: Những điềm lành xuất hiện khắp nơi như vậy xưa nay thật là hiếm có. Hôm nay là ngày trăng tròn tháng tư, chắc chắn đây là một ngày đặc biệt. Tin hoàng hậu Maya sinh thái tử đã nhanh chóng lan truyền khắp vương quốc. Hoàng hậu hân hoan ẵm thái tử trở lại cung điện nhà vua. Cuộc viếng thăm của nhà tiên tri. Vua Tịnh Phạn đón tiếp hoàng hậu và đứa con trai mới sinh trong niềm vui khó tả. Lễ hội được tổ chức và khắp vương quốc trang hoàng những cờ phướng, biểu ngữ đủ màu sắc đẹp đẽ. Đây là thời điểm hạnh phúc và thanh bình nhất. Khắp nơi không có biểu hiện buồn khổ. Do vậy, vua và hoàng hậu đã quyết định đặt tên cho thái tử là Tất Đạt Đa, nghĩa là người đem đến điều tốt lành. Lúc bấy giờ, những nhà tiên tri tiên đoán cho đứa trẻ. Họ nói: Tâu bệ hạ, những dấu hiệu lúc sinh của thái tử rất tốt. Khi lớn lên, thái tử sẽ có những đặc điểm hơn cả ngài hiện nay. Nghe lời tiên đoán này khiến vua rất tự hào. Ông nghĩ: Nếu lời tuyên đoán này đúng thì con trai của ta, thái tử Tất Đạt Đa sẽ cai trị không những vương quốc nhỏ bé này, mà có lẽ cả toàn thế giới. Ôi, thật là vinh dự cho ta và gia đình ta quá. Những ngày đầu sau khi sinh thái tử, rất nhiều người đến cung điện thăm đứa bé. Một trong những người viếng thăm này là ông già tên A Tư Đà. A Tư Đà là một nhà ẩn sĩ sống trong rừng vắng và là một bậc danh sĩ tôn quý lúc bấy giờ. Vua và hoàng hậu rất ngạc nhiên khi thấy A Tư Đà rời khỏi khu rừng và xuất hiện trong cung điện của họ. Vua nói: Chúng tôi rất vinh dự được ông đến thăm chúng tôi. Xin ông hãy cho chúng tôi biết mục đích của ông, và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ những gì mà chúng tôi có thể làm được. A Tư Đà trả lời:
xin cảm ơn lòng tử tế hiếu khách của bệ hạ. Tôi từ xa đến đây thăm bệ hạ là vì có dấu hiệu kỳ diệu mà tôi mới thấy gần đây. Những dấu hiệu này cho biết cậu bé trai mới sinh của ngài sau này sẽ đạt được sự giác ngộ tinh thần vĩ đại, làm lợi ích cho tất cả mọi người. Cái trí tuệ quý giá ấy là điều mà suốt đời tôi đang cố gắng để đạt được, cho nên tôi vội vã đích thân đến thăm cậu bé. Vua rất vui mừng và đi vào chỗ thái tử đang nằm ngủ. Vua cẩn thận ẵm con lên và đem ra cho A Tư Đà xem. Nhà tiên tri im lặng ngắm nhìn cậu bé một lúc, rồi ông trở ra buồn rầu ngước lên ngắm nhìn bầu trời, rồi bật khóc. Thấy A Tư Đà khóc, vua và hoàng hậu rất lo sợ. Họ e rằng vị tiên tri đã nhìn thấy một vài điểm không tốt nào đó của con mình chăng? Trước những giọt nước mắt của A Tư Đà, vua cảm thấy rụng rời tay chân và thốt lên. Hả? Thưa ông đã nhìn thấy dấu hiệu gì mà ông phải khóc? Không phải chính ông và những nhà thông thái khác cũng nói rằng con trai của tôi sau này sẽ trở thành một vĩ nhân, đạt được trí tuệ tối cao sao? Nhưng tại sao bây giờ khi nhìn đứa bé ông lại khóc? Điều đó có nghĩa là thái tử sẽ chết yểu phải không? Hay là sẽ có những tai họa khủng khiếp xảy ra cho nó? Nó là đứa con duy nhất của tôi. Tôi rất thương nó. Xin ông hãy nói nhanh lên đi những gì mà ông thấy. Tôi hồi hộp và lo sợ. Với một cái nhìn trìu mến, A Tư Đà bình tĩnh nói với họ không nên lo sợ. Không phải tôi khóc vì đã nhìn thấy những dấu hiệu xấu nơi thái tử. Thật ra tôi thấy con trai của bệ hạ có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chắc chắn sau này lớn lên sẽ trở thành bậc vĩ nhân. Nếu con trai của bệ hạ theo con đường nối nghiệp cha, thì thái tử sẽ trở thành một chuyển luân thánh vương vĩ đại nhất lịch sử. Thái tử sẽ cai trị cả một khu vực rộng lớn, đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi người. Nhưng nếu thái tử quyết định không làm vua, thì tương lai của thái tử sẽ rạng rỡ hơn nhiều. Thái tử sẽ trở thành một bậc đại giác, một vị thầy cao quý, hướng dẫn chúng sinh sống theo đạo lý yêu thương và tỉnh thức. Khi nhìn thấy những cảnh khổ của cuộc đời, thái tử sẽ lìa bỏ hoàng cung và đi tìm con đường chấm dứt mọi khổ đau. Rồi thái tử sẽ đem những chân lý ấy để chỉ dạy cho bất cứ ai muốn lắng nghe. Không, thưa bệ hạ và hoàng hậu, tôi không khóc cho đứa trẻ, mà chính là tôi đang khóc cho tôi. Nhưng ngài cũng đã biết, tôi đã trải qua toàn bộ cuộc đời để tìm chân lý, mong tìm ra con đường chấm dứt mọi khổ đau. Và hôm nay, tôi đã gặp được thái tử, người mà sau này sẽ chỉ dạy những điều mà tôi muốn học. Nhưng đến lúc thái tử đủ trình độ để dạy, thì có lẽ tôi đã chết rồi. Tôi không may mắn học được những lời thái tử dạy trên cuộc đời này. Đó là lý do tại sao tôi buồn. Đối với bệ hạ và hoàng hậu, không có gì đáng buồn cả. Hãy sung sướng lên vì mình có được một người con vinh quang như thế. Nói xong, A Tư Đà ngắm nhìn đứa bé lần cuối, rồi từ từ rời khỏi hoàng cung. Vua tiễn ông ra về, rồi trở lại chỗ đứa con trai của mình. Vua rất sung sướng khi biết không có gì nguy hiểm đến tính mạng của thái tử. Ngài nghĩ, A Tư Đà nói rằng, Tất Đạt Đa sẽ trở thành một vị vua vĩ đại, hoặc trở thành một vị thầy cao quý. Nếu thái tử con ta trở thành một vị vua vĩ đại như điều thứ nhất thì hay biết mấy. Thật là tự hào làm sao khi có một người con trai lừng danh vào uy quyền. Rồi khi con ta tới tuổi già như A Tư Đà, lúc đó nó xuất gia để trở thành một vị thầy cao quý cũng được. Vua Tịnh Phạn sung sướng đứng ôm con trong lòng, để mặc cho những dòng suy nghĩ, những giấc mơ đẹp về đứa con sau này sẽ trở thành vĩ nhân,
cứ hiện về trong đầu óc của ông. Dự lễ cày ruộng đầu năm. Năm Thái tử Tất Đạt Đa 9 tuổi, cậu được vua cha cho đi dự lễ cày ruộng đầu năm. Chính vua Tịnh Phạn là người chủ tọa buổi lễ này. Các vị đạo sĩ và tu sĩ Bà La Môn được mời tới dự. Buổi lễ được cử hành nơi thửa ruộng tốt nhất không xa hoàng thành. Không khí hôm nay thật tưng bừng náo nhiệt. Các thầy Bà La Môn đang tụng kinh rất nghiêm trang. Vua mặc hoàng bào và các vị quan cũng mặc triều phục đang đứng xoay mặt về phía lễ đài. Tất Đạt Đa cũng đứng tham dự lễ. Nhưng vì các thầy sướng tụng quá lâu, cậu cảm thấy nóng nực nên đi tìm chỗ mát dưới tàn cây diêm phù bên đường ngồi nghỉ. Sau khi các thầy Bà La Môn kết thúc việc đọc kinh, vua Tịnh Phạn bước xuống ruộng, nắm lấy cán cày với sự phụ tá của hai vị quan võ. Vua đã cày luống cày đầu tiên của mùa làm ruộng mới. Dân chúng vỗ tay hoan hô vang rền. Các nông dân bắt đầu xuống ruộng làm theo vua. Họ cày những luống cày đầu tiên trên thửa ruộng của họ. Nghe tiếng reo hò, Tất Đạt Đa cũng chạy ra xem. Cậu nhìn thấy một con trâu đang nặng nhọc kéo cày. Theo sau là một bác nông dân lực lưỡng. Tay trái cầm cán cày, tay phải cầm cây roi quất mạnh vào lưng con trâu. Trời nắng gắt, mồ hôi ông ta chảy ra đẫm ướt cả thân mình. Nơi lưỡi cày đi qua, đất được lật ngửa, rẽ ra thành luống hai bên, trồng thật ngay hàng thẳng lối. Hàng ngàn con giun ở dưới đất chui lên. Có những con bị lưỡi cày cắt làm đôi, đang quằn quại trên luống đất. Những con chim bay xà xuống thấp, đớp lấy những con giun đang vùng vẫy hoảng sợ. Rồi cậu lại thấy một con chim lớn xà xuống rượt bắt những con chim nhỏ để ăn thịt. Trời lúc này nắng gắt, thái tử vừa mệt vì nắng, vừa chán nản vì thấy cảnh thú vật ăn thịt lẫn nhau. Cậu bèn trở lại chỗ cây diêm phù. Những hình ảnh mà Tất Đạt Đa vừa thấy thật là mới lạ, đã kích thích cậu ngồi xếp bằng dưới gốc cây và nhắm mắt lại để chiêm nghiệm những gì đã thấy. Cậu ngồi ngay thẳng với tư thế uy nghiêm và rất đẹp. Hình ảnh người nông dân cày ruộng cực khổ, đổ mồ hôi dưới ánh nắng nóng bức. Hình ảnh con trâu nặng nhọc kéo cày, còn bị những nhát roi quất lên mình thành những vết thương dài. Hình ảnh những con giun bị luống cày cắt đứt làm đôi, đang vùng vẫy đau đớn. Hình ảnh những con chim nhỏ xà xuống bắt những con giun. Hình ảnh con chim lớn rượt bắt những con chim nhỏ để ăn thịt. Những cảnh tượng tàn sát lẫn nhau để mà sống này cứ hiện lên trong đầu của thái tử. Cuộc sống quả là một cái vòng đau khổ. Tất cả chỉ vì miếng ăn mà phải cực khổ, đấu tranh, tàn sát lẫn nhau để sống. Thái tử cảm thấy xót thương cho bác nông dân, con trâu, con giun, con chim. Cậu ước mong sao tất cả người và vật không còn khổ đau nữa, không còn phải vì sự sống mà ăn thịt lẫn nhau. Một lát sau, khi vua và bà Mahabasabade tới gốc cây diêm phù để tìm con, thấy Tất Đạt Đa vẫn còn ngồi đó. Bà cảm động đến khóc khi thấy Tất Đạt Đa ngồi đẹp như một pho tượng nhỏ dưới gốc cây. Nhưng vua thì lại lo ngại, vì thái tử mới có 9 tuổi mà đã biết ngồi trầm tư như thế, thì lời tiên đoán của đạo sĩ A Tư Đà có thể trở thành sự thật. Thái tử nhân từ. Sau khi sinh thái tử được 7 ngày thì hoàng hậu Maya từ trần. Trước khi qua đời, hoàng hậu đã dặn dò người em của mình là Mahabasabade: chắc chị sẽ không còn sống lâu để chăm sóc con được nữa. Sau khi chị mất, em hãy chăm sóc Tất Đạt Đa giùm chị. Người em nhận lời, bà hứa sẽ thương yêu thái tử và chăm sóc cháu như là con của mình. Thái tử lớn lên trở thành một cậu trai thông minh, xinh đẹp và nhân từ. Vua đã sắp xếp cho thái tử được học với những vị thầy danh tiếng nhất vương quốc, và thái tử đã tỏ ra là một người thông minh phi thường. Sau vài ngày đầu học tập, những vị thầy đã trình lên vua rằng: muôn tâu bệ hạ, thái tử rất thông minh. Những bài học chúng tôi chỉ dạy qua một lần là thái tử hiểu và nhớ rất kỹ. Thật ra có những điều mà thái tử thắc mắc chúng tôi không thể nào giải đáp, hoặc thái tử có những hiểu biết mà chúng tôi chưa hiểu biết.
Nghe được điều này, niềm tự hào của vua về đứa con trai của mình càng tăng thêm. Ông sung sướng nghĩ: với sự thông minh này, thái tử con ta chắc chắn sẽ trở thành một vị vua thông minh và đầy uy quyền. Thế nhưng thái tử có một điều khác còn nổi bật hơn cả sự thông minh của cậu, đó là lòng tử tế, sự lịch thiệp và tình yêu thiên nhiên. Đối với những đứa trẻ cùng trang lứa với thái tử, chúng thích đùa giỡn, nghịch phá hoặc chia phe đánh nhau trong những lúc rảnh rỗi. Riêng thái tử thì ngược lại, thích ngồi yên lặng một mình. Cậu thương yêu các súc vật nhỏ sống ở trong giường của hoàng cung và trở thành người bạn thân thiện của chúng. Những con vật biết thái tử không làm thương tổn chúng, cho nên chúng không bao giờ sợ thái tử. Ngay cả những động vật hoang dại, chúng sẽ bỏ chạy khi thấy một người nào đó đến gần. Nhưng mỗi khi thái tử vào trong giường, chúng lại mừng rỡ, mon men đến gần và ăn các thức ăn trên tay thái tử một cách tự nhiên. Vì mỗi lần thái tử vào trong giường đều đem theo thức ăn cho chúng. Một ngày nọ, thái tử đang ngồi trong giường, có một đàn thiên nga trắng xóa bay ngang trên đầu. Bất ngờ, một mũi tên bắn lên không trung, trúng vào một con trong bầy. Nó lảo đảo rồi rơi xuống đất ngay trước chân của thái tử. Mũi tên vẫn còn ghim nơi cánh của nó. Hả? Tội nghiệp cho con thiên nga quá. Thái tử nhủ thầm và ôm con chim lên. Ngươi đừng có sợ, ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Từ từ rồi ta sẽ lấy mũi tên ra cho. Thế rồi, tay này thái tử nhẹ nhàng vuốt ve con thiên nga để nó bớt sợ. Tay kia, thái tử rút mũi tên ra một cách thận trọng. Xong, thái tử lấy thuốc, rửa, chùi vết thương cho nó. Vừa làm, thái tử vừa thì thầm an ủi, khiến cho nó không còn sợ hãi nữa. Lau vết thương xong, thái tử cởi áo ngoài của mình ra, quấn quanh mình nó cho ấm. Một lúc sau, có cậu thiếu niên chạy vào trong giường. Đó là người em họ của thái tử, tên là Đề Bà Đạt Đa. Cậu ta mang theo cung tên và rất vui mừng nói: Tất Đạt Đa, Tất Đạt Đa, em vừa mới bắn được một con thiên nga. Anh thấy đó, em chỉ bắn có một phát thôi là đã hạ được một con chim rồi. Nó rơi xuống xung quanh đây, anh kiếm giúp giùm em đi. Ngay lúc ấy, Đề Bà Đạt Đa phát hiện một mũi tên của mình dính máu nằm ở dưới đất gần bên chân của Tất Đạt Đa. Nhìn kỹ, cậu ta thấy thái tử đang cầm vật gì trong tay, và rồi nhận ra đó là con thiên nga mà cậu đang tìm. Cậu la lên: Anh lấy con thiên nga của em à, đưa lại cho em đi, em đã bắn hạ nó thì nó là của em. Đề Bà Đạt Đa liền chụp lấy con chim, nhưng thái tử ôm sát nó vào lòng mình, khiến Đề Bà Đạt Đa tức giận vô cùng. Thái tử nói một cách kiên quyết rằng: Anh đã bắt gặp con chim nằm quằn quại đầy máu nơi mình, anh không thể đưa nó cho bất cứ ai khi nó đang bị thương được. Đề Bà Đạt Đa la lên: Nhưng nó là của em, chính em đã bắn nó, anh phỏng tay trên của em đâu có được, hãy trả nó lại cho em. Hai cậu thiếu niên đứng tranh cãi một hồi. Đề Bà Đạt Đa càng lúc càng trở nên giận dữ, nhưng thái tử vẫn một mực không giao con thiên nga cho cậu ta. Sau cùng, thái tử nói: Khi hai người tranh cãi một vấn đề không xong thì nên giải quyết bằng pháp luật. Trước những người thông thái có thẩm quyền, chúng ta cứ trình bày những sự việc xảy ra để cho những vị này quyết định ai đúng. Anh nghĩ chúng ta nên giải quyết bằng cách này là tốt nhất. Đề Bà Đạt Đa không thích ý kiến này lắm. Song chỉ còn có cách này mới hy vọng lấy lại được con thiên nga mà thôi, nên cậu phải đồng ý. Rồi họ đi vào cung điện thưa lại với vua và quần thần. Mọi người đều bật cười với nhau khi nghe họ trình bày sự việc. Các quan nói: Chỉ có mỗi con thiên nga mà làm mất thời giờ của chúng tôi quá, thật không đáng tí nào. Nhưng vua lại nói: Tất Đạt Đa và Đề Bà Đạt Đa là những thái tử của hoàng tộc. Trẫm rất vui mừng vì chúng đã biết nhờ chúng ta giải quyết những việc bất bình bằng xét xử. Trẫm nghĩ điều đó rất quan trọng, bởi vì chúng ta là những nhà lãnh đạo tương lai, biết dùng cách giải quyết bằng pháp lý. Chúng ta hãy xét xử xem sao. Sau đó, mỗi cậu trình bày những sự việc đã xảy ra. Các quan cố gắng lắng nghe để quyết định ai đúng, thì con thiên nga sẽ thuộc về người đó. Người thì cho rằng Đề Bà Đạt Đa bắn con chim, đương nhiên nó thuộc về cậu ta. Người khác lại cho rằng Tất Đạt Đa bắt được con thiên nga thì nó thuộc về thái tử. Các quan bàn luận với nhau mà chưa giải quyết dứt điểm.
cuối cùng một ông lớn tuổi nhất nói: Giá trị của sự sống quý hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Vì thế tôi nghĩ rằng con thiên nga thuộc về ai đã cứu sống nó, không thuộc về người đã cướp mất đời sống của nó. Vậy con thiên nga này là của Tất Đạt Đa. Mọi người vỗ tay hoan hô ý kiến này. Thế là thái tử Tất Đạt Đa được mọi người biểu quyết thắng cuộc. Cuộc thi tài cầu hôn. Thái tử ngày càng trưởng thành, lòng nhân ái của cậu càng được mọi người thương yêu quý mến. Song cha của cậu thì lại lo rầu, ông nghĩ: Tất Đạt Đa quá nhân ái và nhiều cảm xúc. Ta muốn con trai của ta trở thành một vị vua vĩ đại, có sức mạnh và đầy quy lực. Nhưng thái tử lại thích trầm tư một mình ở trong giường hơn là học cách thức cai trị một vương quốc. Ta lo lắng cho con trai của ta, chẳng bao lâu sẽ từ bỏ hoàng cung, sống đời ẩn sĩ như lời đạo sĩ A Tư Đà đã tiên đoán. Nếu thật sự như vậy thì thái tử sẽ không bao giờ trở thành vị vua vĩ đại. Vua rất lo lắng về việc thái tử sẽ ra đi. Vua đem nỗi lo của mình trình bày cho các quan nghe. Có một người đề nghị: Tâu bệ hạ, thái tử hay ngồi lặng yên và mơ mộng về những thế giới khác, bởi vì cậu ta chưa tiếp xúc với hiện thực của cuộc đời này. Xin bệ hạ hãy kiếm cho thái tử một người vợ. Khi thái tử có vợ và có con rồi, sẽ không còn mơ mộng nữa và sẽ quan tâm đến việc học tập cách thức cai trị vương quốc. Vua cho rằng đây là một đề nghị rất tuyệt vời. Vua liền cho tổ chức một buổi nhạc hội lớn ở trong cung điện. Tất cả những thiếu nữ xinh đẹp từ các gia đình quý tộc được mời đến tham dự. Cuối buổi nhạc hội, thái tử được mời tặng quà cho từng cô gái. Trong lúc thái tử tặng quà, các quan theo dõi xem chàng thích cô nào. Những cô gái trẻ rất lúng túng khi xuất hiện trước thái tử. Thái tử trông đẹp trai và nổi bật hẳn giữa đống quà đắt tiền để trên bàn phía trước mặt. Từng cô gái rụt rè tiến đến chỗ thái tử, không dám nhìn lên. Các cô lặng lẽ nhận nhẫn, dòng xuyến, xong vội vã trở về chỗ cũ. Cuối cùng, có một cô gái trẻ tên là Yayudala, con gái của ông vua nước lân cận. Không như những cô gái khác, cô tiến đến chỗ thái tử một cách tự nhiên. Đây là lần đầu trong đêm, thái tử nhìn chăm chú vào cô gái này. Nàng rất xinh đẹp, và thái tử dường như đã bị sắc đẹp của nàng thu hút. Họ đứng bất động, bốn mắt nhìn nhau say đắm. Lúc ấy, Yayudala dịu dàng lên tiếng: Dạ thưa thái tử, quà của em đâu? Thái tử như người trong mơ vừa tỉnh. Cậu nhìn xuống bàn, nhưng quà tặng đã hết. Thái tử vội nói: Đây, hãy nhận món quà này. Thái tử tháo chiếc nhẫn trong tay ra. Đây là món quà anh tặng em. Yayudala lịch sự đón nhận chiếc nhẫn và từ từ đi về chỗ cũ. Các quan đã thấy rõ mọi việc và vui mừng đến báo cho vua biết. Họ sung sướng tường thuật: Tâu bệ hạ, tâu bệ hạ, chúng tôi đã tìm được một cô gái xứng đáng cho thái tử. Cô ta là công chúa Yayudala, con gái của vua Thiện Giác ở nước Lăng Diện. Xin bệ hạ đi qua gặp ông này và xin cưới con gái của ông cho thái tử. Vua Tịnh Phạn đồng ý và chuẩn bị lễ vật đi qua gặp cha của Yayudala. Vị vua này tiếp đón vua Tịnh Phạn rất thân mật và nói: Tôi biết con trai của ngài là một người rất tốt, song tôi không thể gả con gái của mình cho một người nào đó một cách đơn giản. Nhiều thái tử khác cũng xin cưới con gái tôi, và họ cũng đều là những chàng trai tuyệt vời. Họ rất điệu nghệ trong việc cưỡi ngựa, bắn cung và chơi các môn thể thao quý tộc khác. Thái tử sẽ phải thi tài với những người cầu hôn đó theo phong tục của chúng tôi. Sau đó, một cuộc thi tài được tổ chức, và Yayudala xinh đẹp là phần thưởng quý giá nhất. Vua Tịnh Phạn rất lo âu, ông nghĩ: Con trai của ta không quan tâm đến các môn chơi của chiến sĩ. Liệu nó có thể chiến thắng cuộc thi tài này không?
Thái tử hiểu được nỗi lo của cha nên thưa rằng: Xin vua cha đừng quá lo lắng, con sẽ làm hết khả năng của mình để chiến thắng, và Yajudhala sẽ là vợ của con. Cuộc thi đầu tiên là bắn cung. Những chàng trai đặt những tấm bia của họ ở khoảng cách xa mà họ có thể bắn trúng chấm giữa của bia. Khi tới lượt Đề Bà Đạt Đa, em họ của Tất Đạt Đa, cậu ta không chỉ bắn trúng điểm giữa của bia mà còn xuyên qua cả tấm bia. Mọi người hoan hô nồng nhiệt, riêng Yajudhala lại che giấu nỗi lo của mình. Cô nghĩ: Ôi, làm sao Tất Đạt Đa yêu quý của ta có thể bắn được như thế? Thái tử rất tự tin ở khả năng của mình. Đến lượt chàng thi bắn, Tất Đạt Đa đặt tấm bia xa tít tầm mắt mọi người, rồi chàng lấy một mũi tên từ trong bao ra nạp vào cung. Tuy nhiên, do thái tử quá mạnh tay nên khi kéo, cây cung đã gãy đôi. Thái tử nói: Làm ơn tìm cho tôi một cây cung khác, chắc chắn hơn cây cung này. Một ông quan nói: Thưa thái tử, có một cây cung rất cổ ở trong cung. Cây cung này của một chiến sĩ mạnh nhất thời bấy giờ. Kể từ khi ông ta chết đến nay, chưa có ai đủ sức kéo nổi cây cung này, huống hồ là bắn nó được. Tôi sẽ bắn cây cung ấy. Thái tử tuyên bố trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sau khi họ đem cây cung đến, thái tử cầm cây cung lên, thử uốn cong và kéo dây một cách dễ dàng. Một tiếng ngân dài làm chuyển động cả không gian như một tiếng chuông đồng. Sau đó, thái tử tra tên vào cung, kéo hết dây và nhắm mục đích. Phát tên bắn ra kêu to đến nỗi những người trong làng cách xa đó cũng nghe được. Mũi tên xé gió đi rất nhanh. Khi nó trúng tấm bia ngay trung tâm điểm, chẳng những nó không dừng lại đó mà còn xuyên qua tiếp tục và bay xa tít tầm mắt của mọi người. Đám đông hoan hô nồng nhiệt. Song bắn cung mới chỉ là cuộc thi tài đầu tiên trong ngày. Cuộc thi đấu kế tiếp là kiếm thuật. Mỗi người chọn một cây kiếm và biểu lộ sức mạnh của mình bằng cách hạ thân cây gần đó với một nhát gươm của mình. Người thứ nhất hạ một thân cây dài khoảng 15 cm, người thứ hai 22 cm, người thứ ba 30 cm. Đến lượt thái tử, chàng chọn một cây mà hai thân mọc sát nhau. Thái tử vung gươm chém một nhát thật nhanh, cắt ngang thân cây trong chớp mắt, nhưng nó vẫn đứng sừng sững đó. Không được! Lưỡi gươm của thái tử quá bén, đến nỗi vết cắt không làm cho thân cây đổ ngã. Khi mọi người nhìn thấy cây không đổ, cả đám đông, nhất là Yajudhala, than thở: Ôi, thái tử đã thất bại rồi. Nhát gươm của chàng đã không cắt đứt được thân cây. Lúc ấy, chợt một cơn gió mạnh thổi đến, làm thân cây lay động và từ từ lật đổ. Lời than của đám đông chuyển qua vui mừng và họ lại reo lên: Thái tử chiến thắng rồi! Cuộc thi cuối cùng là môn cưỡi ngựa. Một con ngựa hoang hung dữ, chưa có người nào cưỡi được nó, đang được những người đàn ông khỏe mạnh dắt ra. Mỗi người cầu hôn gắn leo lên cưỡi nó, nhưng con ngựa cứ nhảy chồm lên và đá hậu rất dữ, không một ai có thể leo lên lưng nó được. Cuối cùng, một chàng trai cũng đã điều phục được nó, ngồi trên lưng nó để cho những người giữ ngựa dắt đi. Thế nhưng, chỉ một lát, nó đã nhảy bổ lên với sự giận dữ, hất người ngồi trên lưng nó rơi xuống đất. Nếu không được sự cứu giúp kịp thời của những người giữ ngựa lôi anh ta ra chỗ an toàn, thì có lẽ ngựa đã dẫm anh chết rồi. Khán giả bắt đầu la ó: Ngưng ngay đi! Nó sẽ giết chết thái tử đó! Nhưng thái tử vẫn bình tĩnh, chàng nghĩ: Tính hiền diệu có năng lực hơn cả sức mạnh vũ phu. Thái tử từ từ tiến ra chỗ con ngựa. Chàng vuốt ve những chòm lông trên đầu nó, nói thì thầm vào lỗ tai nó, nhẹ nhàng vuốt lên đầu, lên mình nó. Thái tử đã làm dịu đi cơn giận dữ và sợ hãi của nó. Một lát sau, con ngựa trở nên hiền lành. Nó bắt đầu liếm tay của Tất Đạt Đa. Thái tử vẫn thì thầm dịu ngọt với nó. Sau đó, chàng leo lên lưng nó một cách dễ dàng. Thái tử cưỡi ngựa diễu hành ngang qua mọi người trong những tiếng reo hò vui mừng của họ.
thái tử đã đón nhận phần thưởng quý giá, đó là công chúa Yayudhala xinh đẹp. Cuộc thi tài đã kết thúc, thái tử Tất Đạt Đa đã chiến thắng. Cuộc thi tài đã chứng tỏ thái tử Tất Đạt Đa không chỉ có sức mạnh phi thường mà còn có cả lòng từ bi vô hạn nữa. Những cung điện như ý. Chẳng bao lâu, thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Yayudhala tổ chức lễ cưới. Dù mong muốn con trai của mình sẽ không có ý lìa bỏ vương quốc, nên ông đã ra lệnh cho xây 3 cung điện tuyệt đẹp để cho đôi vợ chồng mới cưới ở. Vua nói với những người thợ xây dựng: "Hãy làm chúng thật tuyệt đẹp. Ta muốn những ngôi nhà này thật nguy nga lộng lẫy đến mức khi người ta vào trong đó sẽ nghĩ rằng họ đang ở nơi thiên đường. Ta muốn xây một cung điện mùa hè làm bằng cẩm thạch mát rượi và bao quanh là những ao hồ, những suối nước mát. Cái thứ hai là cung điện mùa đông ấm áp và thoải mái. Cái thứ ba sẽ dùng cho mùa mưa. Vị trí của các cung điện này sẽ ở giữa một công viên lớn với cảnh đẹp nhìn từ mọi mặt. Một bức tường cao lớn dây bao quanh công viên để những thứ phiền toái ở bên ngoài không thể xâm nhập được. Mọi thứ đều tốt đẹp hoàn hảo để thái tử Tất Đạt Đa không bị cảnh khổ cuộc đời xúi dục từ bỏ." Dù cố gắng làm hết sức mình để cho những ngôi nhà này thật đẹp, thật hấp dẫn nhằm thu hút thái tử. Dù mời những dàn nhạc tài nghệ trong nước đến biểu diễn suốt ngày đêm. Tất cả người phục vụ đều là những cô gái trẻ đẹp, giỏi khiêu vũ. Đầu bếp phải nấu những món ăn ngon và thay đổi liên tục. Không ai được phép vào trong cung điện làm xáo trộn tâm trí yên tĩnh của thái tử, gợi cho thái tử ý niệm từ bỏ cung điện. Đã nhiều năm qua, thái tử Tất Đạt Đa sống trong cảnh thiên đường này. Từ sáng tới tối, thái tử được tiêu khiển bằng hàng ngàn thứ khác nhau. Chàng không bao giờ nhìn thấy những thứ không tốt đẹp, không hề nghe những âm thanh không được êm dịu, ngọt ngào. Nếu có một người nữ hầu bị bệnh, cô ta sẽ lập tức được đưa đi chỗ khác, cho đến khi nào lành bệnh mới được trở lại. Với biện pháp này, thái tử sẽ không bao giờ thấy cảnh người bệnh hay bất cứ cái gì gây ảnh hưởng không tốt đến suy nghĩ của thái tử. Vua còn ra lệnh tất cả mọi người không được nói những chuyện buồn rầu, chán nản với thái tử. Ngay cả một cây hoa trong vườn bắt đầu héo rũ, người làm vườn phải nhổ bỏ đem đi nơi khác. Làm như vậy, thái tử sẽ không bao giờ thấy những bông hoa héo tàn. Với những biện pháp này, vua muốn thái tử không thấy, không biết gì về những nỗi khổ và những điều bất hạnh của cuộc sống hiện thực. Thời gian êm đềm trôi qua như một giấc mơ. Yayudhala đã sinh một bé trai là La Hầu La và mọi việc dường như trôi qua một cách tốt đẹp. Vua rất hài lòng vì biện pháp của mình đã làm cho thái tử quan tâm đến đời sống hoàng gia hơn là việc từ bỏ cung điện. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là thái tử sung sướng nhất đời khi có được đứa con trai và sẽ thỏa mãn đời sống trong sự huy hoàng nhàn hạ ấy. Một ngày nào đó, khi nhân duyên đầy đủ, thái tử cũng sẽ khám phá ra chân lý của cuộc đời. Một bài ca hay. Một buổi chiều sau khi dùng cơm xong, thái tử Tất Đạt Đa nằm nghỉ trên giường, đầu tựa vào lòng của Yayudhala. Nhạc công đang chơi những điệu nhạc nhẹ nhàng, êm dịu. Những nàng hầu đang thì thầm và mỉm cười vui vẻ với nhau. Kể từ khi chuyển vào cung điện như ý này, chiều nào thái tử cũng được thưởng thức những cuộc vui như vậy. Nhưng đêm nay, thái tử cảm thấy bồn chồn, khó ngủ. Thái tử đề nghị với một nhạc công ưa mến nhất: "Hãy ru ta ngủ bằng một bài ca hay. Nhớ chọn một bài mà các bạn chưa từng hát trước đây." Người ca sĩ thanh lịch vâng lời và bắt đầu hát những lời ca nhẹ nhàng, êm ái, phát ra từ tâm hồn của mình và được nhạc công đệm phụ họa theo một cách hài hòa. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp của thế giới, những vùng đất xa, nơi mà cô ta đã đi qua khi còn thơ ấu. Ca ngợi thành phố thịnh vượng, nơi mà dân chúng đang sống tràn đầy hạnh phúc, an vui. Bài ca đã làm say mê thái tử. Ca sĩ vừa hát dứt lời, thái tử liền hỏi:
hãy nói thật cho ta biết, có những nơi tuyệt đẹp bên ngoài bức tường của khu vườn này không? Người ta đã sống như thế nào trong thành phố ấy? Và những thứ mà thế giới bên ngoài đó có đáng yêu hơn những thứ ta đã thấy trong cung điện lộng lẫy này không? Hãy nói cho ta biết, hãy nói cho ta biết sự thật về tất cả những thứ ấy đi. Cô gái trả lời: Thưa Thái tử, chắc chắn cung điện mà Thái tử đang sống là tuyệt vời nhất rồi. Thế nhưng cũng còn có nhiều thứ khác đẹp hơn ở thế giới bao la bên ngoài cung điện này. Những thành phố và tỉnh lỵ với những dãy phố xinh đẹp, những núi đồi và thung lũng hùng vĩ nên thơ, có những vùng đất xa xôi, nơi ấy người ta nói các thứ ngôn ngữ khác nhau. Có nhiều thứ mà tiện thiếp đã thấy, và cũng còn rất nhiều thứ mà tiện thiếp chỉ mới nghe đến. Cung điện và khu vườn của Thái tử thật ra rất xinh đẹp, song vẫn còn có rất nhiều thứ đáng được thưởng ngoạn ở bên ngoài của bức tường thành này. Nghe xong, Thái tử rất mong muốn được ngắm nhìn tận mắt những cảnh quan đẹp và lạ ấy. Đã nhiều năm qua, Thái tử chỉ sống trong những bức tường của khu vườn và cung điện như ý, hoàn toàn không để ý đến thế giới bên ngoài. Bây giờ, Thái tử ao ước được du ngoạn bên ngoài cung điện, và chàng đã gửi lời thỉnh cầu đến vua cha cho phép chàng được dạo quanh thành phố. Vua đã đồng ý lời thỉnh cầu của con trai. Ông nghĩ: Bây giờ con trai ta mong muốn được nhìn thấy vương quốc của ta. Đây là thời điểm thích hợp, bởi lẽ nó đã thỏa mãn trong cung điện như ý rồi. Bây giờ để cho nó được nhìn thấy thực tế vương quốc mà nó sẽ cai trị sau này. Một cảnh quan bất như ý. Vua không muốn con trai của mình trông thấy những thứ phiền lòng khi đi du ngoạn, bởi vì những thứ ấy có thể khiến cho thái tử khởi lên ý nghĩ sẽ từ bỏ vương quốc đi theo đời sống ẩn sĩ. Cho nên trước ngày thái tử đi thăm thành phố, vua đã chỉ thị cho các quan quân đi thông báo cho dân chúng biết rằng: Loa 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 loa, ngày mai thái tử tất đặt ra đi thông thành phố Ca Tỳ La Vệ. Mỗi người hãy trang hoàng nhà cửa và đường phố cho sạch đẹp. Những người già yếu bệnh tật phải ở trong nhà suốt ngày mai. Mọi thứ trong thành phố phải tươi tốt sạch đẹp. Loa 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 loa, ngày mai thái tử tất đặt ra đi thăm thành phố Ca Tỳ La Vệ. Mọi người hãy trang hoàng nhà cửa và đường phố cho sạch đẹp. Những người già yếu bệnh tật phải ở trong nhà suốt ngày mai. Mọi thứ trong thành phố phải tươi tốt sạch đẹp. Loa loa. Sau đó, quân đội đã đưa tất cả những người ăn xin trên đường phố đến nơi mà thái tử không đi ngang qua. Sáng hôm sau, Sa Nặc, người chăn ngựa, đã chuẩn bị con ngựa kiền trắc yêu quý của thái tử và đưa thái tử ra khỏi hoàng cung. Trong suốt thời thơ ấu, đây là lần đầu tiên thái tử được ngắm nhìn quang cảnh thành Ca Tỳ La Vệ. Và đây cũng là lần đầu người dân của thành phố được nhìn thấy thái tử của họ. Mọi người rất sung sướng đứng xếp thành hàng trên những con đường mới trang hoàng để được ngắm nhìn chàng trai trẻ đẹp đi ngang qua. Họ nói với nhau: Ôi, thái tử đẹp quá, thái tử dễ thương làm sao. Người thì nói: Wow, cặp mắt của thái tử đẹp thiệt. Cặp mắt của thái tử đẹp thiệt. Chúng ta thật là diễm phúc được thái tử sẽ là vua của chúng ta trong tương lai. Thấy không, thái tử tướng hảo quang minh quá trời luôn. Ôi, thái tử cái gì cũng đẹp, cặp mắt cũng đẹp, người cũng đẹp nữa. Ơi, thái tử sẽ là vua của chúng ta trong tương lai đó. Thái tử cũng rất sung sướng khi nhìn thấy mọi thứ. Thành phố trang hoàng lộng lẫy và sạch đẹp. Nơi nào cũng thấy người ta vui cười, hoan hô và ca múa. Trên đường nơi thái tử đi qua, dân chúng vui mừng rải hoa đầy lên người thái tử yêu quý của họ. Thái tử sung sướng nhớ lại: Bài ca thật là đúng. Đây quả là một thành phố phồn vinh xinh đẹp và tốt lành. Thế nhưng khi thái tử và người chăn ngựa đang đi qua đám đông, họ bỗng phát hiện một người già khom lưng, vẻ mặt buồn rầu trong đám người vui vẻ. Lạ kỳ, bởi vì thái tử chưa thấy những người già như vậy, nên thái tử quay qua hỏi: Sa Nặc, người đó là ai vậy? Tại sao ông ta lại cúi gặp người và không ca múa như mọi người?
tại sao gương mặt của ông ta không tươi sáng như những người khác, mà lại tái nhợt và nhăn nheo? Tại sao ông ta lại khác người như vậy? Sa Nặc chỉ người đàn ông đang lẩn khuất ở trong đám đông và trả lời với thái tử rằng: Thưa thái tử, đó chỉ là một ông già. Ông già? Thái tử hỏi lại: Người này luôn luôn già như vậy từ trước đến nay, hay nó chỉ mới xảy ra gần đây? Sa Nặc trả lời: Dạ không, thưa thái tử, nhiều năm trước ông già này cũng là một thanh niên khỏe mạnh như những người khác mà ngài đã nhìn thấy tại đây hôm nay. Nhưng dần dần sức khỏe của ông ta giảm sút, thân thể khom dần, màu sắc của gương mặt héo tàn, răng thì rụng, bây giờ thân thể ông ta tàn tạ vậy đó. Vừa ngạc nhiên vừa buồn bã, thái tử hỏi lại: Người đàn ông đáng thương ấy chỉ có một mình ông ta đau khổ vì tuổi già sức yếu, hay là những người khác cũng phải bị như vậy? Thưa thái tử, tất cả mọi người đều phải trải qua tuổi già. Thái tử, con nè, vợ và con thái tử cùng mọi người trong cung điện, chúng ta đang trở nên già từng giây từng phút. Một ngày nào đó chúng ta cũng già giống ông già này nè. Những lời này làm cho thái tử buồn rầu, trầm ngâm giây lâu. Thái tử giống như người bị khủng hoảng bởi một tiếng sét đột ngột. Một hồi lâu, thái tử lấy lại bình tĩnh và nói: Này Sa Nặc, những gì ta thấy hôm nay ta không muốn thấy nữa. Trong giữa những người trẻ tuổi vui sướng này, cảnh tượng của người già đã làm ta chán ngán. Hãy quay trở lại cung điện, tất cả những thú vui của cuộc đi dạo này đã trôi qua. Hãy trở về ngay đi, ta không muốn thấy nữa. Sa Nặc vâng lệnh. Khi họ về tới nhà, thái tử đi một mạch vào cung điện không nói với ai lời nào, vội vã lên lầu và vào phòng riêng ngồi lặng yên một mình. Mọi người nhận ra sự lạ kỳ này và đã cố gắng làm cho thái tử vui vẻ nhưng không có kết quả. Tới giờ ăn, thái tử không thiết ăn một món gì, dù cho người đầu bếp đã sửa soạn một bữa ăn thật ngon. Thái tử không quan tâm đến âm nhạc hay khiêu vũ, chỉ ngồi trầm ngâm một mình. Tuổi già, tuổi già, tuổi già. Cuộc đi dạo lần thứ hai. Vua Tịnh Phạn nghe được tâm trạng không hài lòng của con trai mình và cho rằng có điều gì chưa vừa ý. Vua nghĩ: Ta sẽ sắp xếp một cuộc đi dạo khác cho thái tử, nhưng lần này cảnh quan của thành phố phải tươi đẹp hơn. Vì thế, Sa Nặc chuẩn bị con ngựa kiềng cắt một lần nữa, và họ đã rời khỏi cung điện đi vào thành phố Ca Tỳ La Vệ. Trên những con đường được trang hoàng xinh đẹp hơn trước, và người ta rất sung sướng đón chào thái tử. Nhưng lần này, thái tử và người giữ ngựa lại nhìn thấy một người bệnh xuất hiện ở trong đám đông đang vui cười ấy. Thái tử chợt thốt lên: Sa Nặc, nhìn kìa! Người đàn ông kia làm sao mà ho dữ dội, run cả thân thể và rên rỉ thảm thương như vậy? Thưa thái tử, đó là người bệnh. Tại sao ông ta bị bệnh? Người ta bị bệnh có rất nhiều lý do, thưa thái tử. Có lẽ ông ta ăn nhầm thức ăn xấu, hoặc là để cho thân thể nhiễm lạnh nên bị mất quân bình và ông ta bị cảm sốt đó. Tất cả những người vui vẻ trong đám đông đó cũng có thể bị bệnh như người này không? Thưa thái tử, có. Bất cứ người nào dù khỏe đến đâu cũng có ngày bị bệnh. Bệnh tật không chừa một ai hết. Cuộc đi du ngoạn lần thứ hai này, thái tử bị cú sốc nặng hơn. Thái tử nói: Ta không sao hiểu nổi. Làm thế nào mà người ta lại vô tư và vui sướng khi bệnh tật đang từng phút từng giây đe dọa họ? Thôi hãy quay trở về đi Sa Nặc. Ta đã nhìn thấy sự thật về cuộc đời qua cuộc đi dạo ngày hôm nay rồi. Khi thái tử trở về cung điện, thái tử cảm thấy buồn hơn cuộc đi dạo lần trước. Không ai làm cho thái tử vui cười được, và thái tử cũng không muốn nói chuyện với ai. Khi vua cha biết được con trai mình không được vui sau chuyến đi thứ hai này, ông rất lo âu và bối rối. Ta đã làm hết sức mình để cho con trai ta vui vẻ, song cuối cùng trái tim của nó lại tràn đầy buồn rầu. Ta phải hỏi các quan xem có cách nào làm cho con trai của ta tươi vui hơn không. Các quan đề nghị với vua rằng,
lần sau thái tử muốn đi dạo thì không nên để thái tử đi một mình. Tốt hơn nên cho các ca sĩ, vũ công và những người quý phái trong cung cùng đi với thái tử. Họ sẽ có kế hoạch đưa thái tử đi thăm một khu vườn đặc biệt đã được chuẩn bị sẵn. Nơi đây, thái tử sẽ được giải trí bởi tất cả các thứ vui chơi. Khi thái tử Tất Đạt Đa xin đi dạo thành phố một lần nữa, mọi thứ được chuẩn bị chu đáo và hết sức thoải mái. Thành phố được trang hoàng đẹp hơn lần trước. Tất cả những cảnh quan xấu được chuyển đi hết và khu vườn đặc biệt được chuẩn bị với tất cả thú vui trong ấy. Cú sốc cuối cùng. Tất Đạt Đa và Sa Nặc lại rời khỏi cung điện bằng ngựa. Cùng đi có các quan hộ tống, những nhạc công và người hầu, giống như một buổi lễ diễu hành. Cũng như những lần trước, dân chúng đứng thành hàng trên đường phố và họ say mê ngắm nhìn đoàn diễu hành của hoàng gia. Song lần đi dạo thứ ba này, thái tử và Sa Nặc lại nhìn thấy một cảnh tượng đau buồn. Đó là một tốt người u sầu đang khiêng một chiếc quan tài người chết xuất hiện từ trong căn nhà và đang chậm chạp đi ra đường. Thái tử ngạc nhiên hỏi: Sa Nặc, tại sao người đàn ông kia lại nằm im trong chiếc hộp? Ông ta ngủ hay sao? Tại sao những người đi theo lại khóc? Và họ khiêng ông ta đi đâu? Thưa ngài, đó là người chết. Họ đang đưa ông ta đến bờ sông, nơi đó sẽ thiêu thân xác ông ta. Chết à? Chết nghĩa là gì? Và nếu họ thiêu đốt thể xác của ông ta có bị đau đớn không? Sa Nặc, hãy giải thích cho ta rõ vấn đề này. Sa Nặc đành phải giải thích cho thái tử biết về những sự thật mà cha của ngài đã giấu kín từ nhiều năm qua. Thưa thái tử, cuộc đời của người đàn ông đó cũng như thái tử và tôi bây giờ. Ông ta sinh ra lớn lên rồi trở thành một người đàn ông. Ông ta đã trải qua những sự vui buồn thăng trầm của cuộc sống, nào là xây dựng gia đình, làm việc để nuôi sống bản thân và vợ con. Trải qua vài chục năm, thân thể ông ta trở nên già yếu, bệnh tật và nằm liệt trên giường. Lúc ấy ông ta không còn nhận thức được gì nữa, ngay cả đến những người bạn thân thiết nhất. Rồi ông ta ngày một yếu dần và cuối cùng hơi thở lìa khỏi xác. Mạng sống đến đây là chấm dứt và ông ta đã chết. Chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo không hồn, không còn cảm giác gì nữa cả. Một thân xác mà suốt đời ông ta chăm sóc nó nay trở thành vô nghĩa, chỉ còn lại một nắm tro tàn sau khi thiêu xong. Ai cũng phải trải qua sự chết như vậy phải không Sa Nặc? Dạ không thưa thái tử. Thật ra có một số người không có cơ hội sống đến già đâu. Một số người rất ít khi bị bệnh. Song tất cả mọi người đều phải chết một ngày nào đó, không có ngoại lệ khác hơn. Những lời trình bày của Sa Nặc gây ấn tượng sâu đậm trong tâm thái tử. Chàng nói: Có nghĩa là một ngày nào đó, vợ ta, con ta, những bạn bè của ta và cả bản thân ta cũng sẽ phải chết. Và tất cả những người hiện diện nơi đây với áo quần đẹp đẽ và rất hãnh diện như thế này cũng sẽ chết ư? Ôi, thật là mù quáng thay. Cả thế giới vẫn cứ mãi mê ca múa quay cuồng theo dục vọng trong khi cái chết đang đến gần họ. Tại sao họ lại cứ xe xu lo chuyện trưng diện áo quần cho tốt mà không biết một ngày nào đó họ chỉ còn phủ lên mình một tấm vải trắng thô sơ? Phải chăng họ chỉ nhớ những thứ thiện cận mà quên đi sự chết? Hay trái tim của họ quá chai đá đến nỗi ý nghĩ về sự chết không làm họ lo sợ? Sa Nặc, quay xe lại, ta muốn trở về cung điện. Sa Nặc đánh xe ngựa trở về khu vườn xinh đẹp. Nơi đó, những ca sĩ và vũ công đẹp nhất cung điện đang chờ đợi cùng với các nhạc công, các quan và một bàn tiệc thịnh soạn được chuẩn bị bởi các đầu bếp của hoàng gia. Họ đón chào thái tử một cách nồng nhiệt khi thái tử từ trên xe ngựa bước xuống. Thế nhưng, thái tử không thiết gì cả. Tư tưởng của chàng hoàn toàn bị thu hút bởi những gì đã xảy ra mà chàng chứng kiến khi nãy. Thú vui tan dần. Mọi người cố gắng hết sức để làm vui lòng thái tử. Những vũ công xinh đẹp vui đùa với thái tử, hy vọng làm cho gương mặt đẹp trai, buồn rầu của chàng vui tươi trở lại. Nhưng thái tử không hề quan tâm đến họ.
Trong tâm trí của chàng lúc này là hình ảnh già, bệnh, chết đang chiếm ngự. Một trong những vị quan thấy thái tử không vui bèn đến động viên chàng với lối nói vui đùa của một người bạn. Ông nói: Thật không phải tí nào khi thái tử lại lơ là với những vũ công đáng yêu này và từ chối cuộc vui với họ. Bạn ơi, bạn còn trẻ đẹp và khỏe mạnh, cứ vui hưởng sự sống đi, có việc gì đâu. Bộ những cô gái này không đáng yêu đối với bạn sao? Với giọng nói cương nghị, thái tử trả lời: Ngài đã hiểu lầm tôi rồi. Chẳng phải tôi không thích những người và những thứ đáng yêu mà tôi thấy nơi đây. Nhưng khi nghĩ đến sắc đẹp của họ sẽ phai tàn, mọi vật sẽ thay đổi nhanh chóng, khiến tôi không thể tìm thấy niềm vui chân thật trong những thứ ấy một tí nào cả. Nếu không có già, bệnh và chết, khi ấy tôi mới có thể tìm thấy nguồn vui lớn đối với mọi vật. Thế nhưng, những thứ bất hạnh ấy đang chờ đợi chúng ta trong tương lai. Làm sao tôi có thể hài lòng với những thứ vui chóng tàn như vậy? Ngài ắt hẳn phải có một trái tim nồng nhiệt hơn tôi nên mới hài lòng một cách dễ dàng như vậy. Nhưng đối với tôi, mọi thứ mà tôi thấy đang bốc cháy bởi khổ đau, chừng nào tôi chưa tìm ra con đường thoát khỏi những nỗi khổ ấy thì những thú vui của thế gian này không lôi cuốn được tôi. Vì không thể nào làm cho tâm trạng của thái tử vui tươi được, mọi người chán nản trở về hoàng cung. Khi các quan tâu lên đức vua về tình trạng thái tử không được vui vì bị những cảnh bên ngoài tác động, nhà vua quá rầu buồn đến nỗi không thể ngủ được. Ngài nghĩ: Ôi con trai yêu quý của ta, làm thế nào ta có thể giữ được con ở lại vương quốc này? Ta phải làm gì để con hài lòng mà ở lại đây? Những ý nghĩ lo sợ đứa con trai yêu quý của mình sẽ từ bỏ hoàng cung khiến nhà vua tuyệt vọng trằn trọc cả đêm. Ý tưởng thoát trần. Thái tử Tất Đạt Đa ngày càng chìm sâu vào những suy tư về cuộc đời. Chàng dường như không còn quan tâm đến một thứ gì. Chàng cũng không thiết đến ăn uống. Sức khỏe bắt đầu kém đi và nước da trở nên xanh xao. Vua và mọi người rất lo ngại về những thay đổi không tốt này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của thái tử. Một hôm thái tử đến gặp vua và thưa: Thưa cha, gần đây tâm con không được an, xin phép cha cho con được đi dạo một lần nữa. Hy vọng sự thay đổi cảnh quan lần này sẽ làm con an vui hơn. Vua đồng ý ngay lời thỉnh cầu của con trai mình. Lần này ông sẽ làm mọi thứ để thái tử được hài lòng và vui tươi trở lại. Vua ngầm sai các quan theo sát và để ý thái tử. Thái tử cùng với Sa Nặc và các quan đồng ra cửa thành phía bắc du ngoạn. Trong lúc dạo cảnh, các quan đã cố gắng kể những câu chuyện vui để cho thái tử quên hết những ưu tư, nhưng thái tử cũng chẳng quan tâm gì đến những lời tán gẫu của họ. Một lúc sau, thái tử nhìn thấy một người râu tóc cạo sạch, choàng trên mình chiếc áo giá nhiều mảnh, tay ôm bình bát, mắt nhìn thẳng mà đi, hình dạng rất đoan chính, oai nghi, đỉnh đạt, khả kính. Thái tử liền hỏi Sa Nặc: Người đó là ai mà tướng mạo và mặc áo khác người như vậy? Sa Nặc đáp: Thưa thái tử, vị này là người xuất gia tu hành, đã thoát ly đời sống thế tục. Nghe Sa Nặc nói, thái tử lấy làm lạ, xuống xe đến chào vị tu sĩ và hỏi: Thưa ngài, vì sao ngài lại xuất gia tu hành? Thưa thái tử, tôi đã giác ngộ được sự vô thường giả tạm của cuộc sống. Mạng người rất mong manh, sớm còn tối mất. Một hơi thở ra không trở lại, đã ra người thiên cổ. Tôi không muốn để cho những thứ tiền tài, sắc đẹp, danh thơm, ăn ngon ngủ kỹ làm cho mình phải đau khổ, xa đọa vào vòng tội lỗi. Tôi muốn thoát ra khỏi những ràng buộc của tình ái trầm luân, của những dục vọng thấp hèn, của đời sống gia đình ràng buộc, để được tự do như cánh chim bay liệng trên bầu trời bao la vô tận. Vì muốn thoát khỏi nỗi khổ già bệnh chết trong vòng luân hồi sinh tử miên diện, vì muốn hy sinh thân mình để tìm chân lý cứu độ chúng sinh thoát khỏi vô minh đau khổ, nên tôi phát nguyện xuất gia tìm đạo. Mục đích duy nhất của tôi hiện nay là tìm cho ra hạnh phúc hoàn hảo nhất và cao thượng nhất.
Cho nên xuất gia phải là bậc đại nhân, đại trí, đại hùng, đại lực, đại từ bi mới có thể thực hiện được. Thái tử nghe xong rất vui mừng vì đã gặp được người mở con đường sáng cho mình đi. Những lời lẽ của vị sa môn nói rất đúng. Thái tử nghĩ, cuối cùng ta cũng đã tìm ra ý nghĩa thật của cuộc đời. Ta cũng sẽ từ bỏ gia đình, bắt đầu cuộc hành trình tìm hạnh phúc chân thật để chấm dứt tất cả khổ đau cho mình và cho người. Với ý chí kiên cường và trái tim tràn đầy tình thương, Thái tử bảo Xà Nặc quay xe trở về hoàng cung. Nỗi lo của vua Tịnh Vạn. Về tới cung điện, Thái tử liền đi ngay vào phòng của vua. Chàng nắm chặt hai bàn tay lại, theo phong tục tập quán khi thỉnh cầu một việc quan trọng, và thưa: Thưa cha, con muốn trở nên người lang thang vô gia cư để tìm ra con đường chấm dứt khổ đau. Xin cha cho phép con được rời khỏi cung điện này. Từ khi Thái tử còn là đứa trẻ, vua đã lo sợ một ngày nào đó mình sẽ phải nghe những lời thỉnh cầu đáng ghét này. Song những lo sợ ghê gớm ấy đã thành sự thật. Vua nghẹn ngào rơi lệ trả lời: Hả? Con trai yêu quý của cha, con hãy quên tư tưởng này đi. Con hãy còn quá trẻ mà, con không đủ sức để sống đơn độc như những đạo sĩ. Đợi đến khi tuổi già rồi hãy đi cũng không muộn con. Lúc này con phải ở lại Ca Tỳ La Vệ để cai trị vương quốc thay cha. Dạ thưa cha, con sẽ ở lại nếu cha hứa với con bốn điều sau đây. Làm sao cho con trẻ mãi không già? Làm sao cho con khỏe mãi không bệnh? Làm sao cho con sống mãi không chết? Và làm sao cho con hết khổ đau? Nếu như cha không hứa giúp được con những điều này thì con phải ra đi tìm câu giải đáp. Vua bị lúng túng bởi những câu hỏi quái lạ này, và ngài bắt đầu gay gắt với Thái tử. Con hãy bỏ ngay những ý nghĩ ngu xuẩn này đi, Tất Đạt Đa. Nhưng Thái tử vẫn kiên quyết. Thưa cha, nếu cha không thể cứu con thoát khỏi những nỗi lo già bệnh chết và khổ đau, thì xin cha cho con đi để con tìm con đường tự cứu lấy mình, không nên giữ con như một tù nhân ở đây. Vua không thèm nghe nữa. Quân đâu? Không để cho Thái tử rời khỏi nơi đây, hãy canh gác cung điện cẩn thận. Vua ra lệnh cho các quan xong, buồn rầu bỏ ra khỏi phòng. Dực Thành tìm chân lý. Tất Đạt Đa rời khỏi phòng vua cha và trở về cung điện của mình. Chàng đi ngang qua những căn phòng trang hoàng lộng lẫy, những hành lang tráng lệ, những dòng suối lấp lánh, rồi về đến phòng của mình. Chàng đi giữa những nhạc công tài ba và những nàng hầu xinh đẹp đang biểu diễn. Nhưng những thú vui này không còn thu hút Thái tử. Lúc này, chàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu là rời khỏi cung điện đi tìm chân lý. Đêm đó, sau bữa ăn tối, các nhạc công, vũ nữ và lính canh đều mệt mỏi say ngủ. Ngay cả Yayudhala cùng người con trai La Hầu La cũng say sưa trong giấc nồng. Thái tử nhìn vợ con và nghĩ: Ta muốn ôm đứa con trai vào lòng một lần cuối trước khi rời khỏi cung điện. Nhưng nghe rằng sẽ đánh thức Yayudhala và sẽ rất khó cho việc ra đi của ta. Thôi, ta phải rời khỏi nơi đây gấp và thật im lặng trước khi mọi người thức giấc. Thái tử bước nhẹ nhàng cẩn thận qua những người đang nằm ngủ. Khi đến cửa sổ và trèo ra bên ngoài, chàng đi tới chỗ Xa Nặc, người dưỡng ngựa đang nằm ngủ, và khẽ đánh thức anh ta dậy. Hãy sửa soạn ngựa cho ta nhanh đi Xa Nặc, ta muốn đi ngay đêm nay. Xa Nặc rất ngạc nhiên, không biết Thái tử đi đâu vào lúc giữa đêm như thế này, nhưng không dám hỏi. Xà Nặc liền sửa soạn con ngựa kiền trắc và dắt nó đến chỗ Thái tử. Tất Đạt Đa vuốt ve con ngựa và thì thầm với nó: Kiền trắc, người bạn thân yêu của ta, chúng ta phải rất yên lặng. Ta không muốn đánh thức những người canh gác. Đêm nay sẽ là một đêm rất đặc biệt. Thái tử và Xà Nặc rời khỏi cung điện. Họ lặng yên phóng ngựa đi trong đêm tối. Đến ranh giới của thành phố, Thái tử nhìn lại và phát nguyện:
nếu ta không chinh phục được tất cả khổ đau, ta sẽ không trở lại thành phố Ca Tỳ La Vệ xinh đẹp này. Họ cưỡi ngựa suốt đêm. Khi mặt trời vừa mọc, họ đã tới cánh rừng yên tĩnh, nơi có rất nhiều đạo sĩ ẩn tu. Thái tử rất sung sướng và nghĩ, bây giờ cuộc tìm đạo của ta bắt đầu. Rồi chàng quay qua Sa Nặc nói, Sa Nặc, ta rất cảm ơn sự giúp đỡ của con. Ta đã tới nơi mà ta mong muốn. Bây giờ là lúc con và Kiền Trắc trở về cung điện được rồi. Sa Nặc không thể tin là thái tử sẽ không trở về cung điện với mình. Anh ta đứng lưỡng lự nơi đó, nước mắt bắt đầu chảy ra hai khóe mắt. Thái tử hiểu được nỗi buồn của Sa Nặc và an ủi anh ta. Sa Nặc yêu quý của ta, đừng khóc nữa. Trước sau gì chúng ta cũng phải chia tay nhau. Hãy cầm những báu vật ta đang đeo, ta không cần đến chúng nữa. Hãy trở lại hoàng cung và nói với cha ta rằng, ta ra đi không phải vì buồn giận, cũng không phải là ta không yêu thương gia đình. Thực ra, vì ta thương yêu họ rất nhiều nên ta mới phải từ bỏ họ để ra đi như vậy. Nếu ta khám phá ra được con đường chấm dứt tất cả khổ đau, ta sẽ trở lại giúp họ. Nếu ta thất bại, thì chẳng khác gì ta từ biệt luôn. Sớm hay muộn gì cái chết cũng sẽ đến với chúng ta bằng mọi cách. Hãy để ta bắt đầu cuộc hành trình tìm chân lý. Sau đó, chàng rút gươm ra và cắt mớ tóc dài của mình, một biểu hiện của hoàng gia, trao cho Sa Nặc cùng với các đồ trang sức quý báu, bảo đem về cho Gia Du Đà La. Sa Nặc thấy không còn cách nào chuyển đổi được ý chí của thái tử. Anh thắng ngựa chậm chậm từ giả thái tử. Nhiều lần, anh và con ngựa ngoái nhìn lại phía sau, bùi ngùi rơi lệ chia tay. Cuối cùng thì họ cũng đã về tới Ca Tỳ La Vệ. Sa Nặc đã buồn rầu kể lại với mọi người là thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cuộc sống hoàng gia mãi mãi. Cuộc tìm đạo bắt đầu. Khi Tất Đạt Đa đứng một mình trong cánh rừng bắt đầu cuộc tìm đạo vĩ đại, chàng nghĩ, kể từ hôm nay ta không còn là thái tử nữa, vì vậy ta không thể trang phục như người thế tục. Sau đó chàng gặp một người thợ săn nghèo và nói với ông ta rằng, thưa ông, tôi không cần những đồ tơ lụa quý giá này. Nếu tôi sống trong rừng, tôi sẽ mặc những thứ dễ thua giống như ông. Vậy chúng ta hãy trao đổi lẫn nhau. Người thợ săn rất ngạc nhiên và rất sung sướng được trao đổi những y phục đắt tiền như thế, và nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của Tất Đạt Đa. Bây giờ chàng đã hoàn toàn ăn mặc như người đạo sĩ bần hàn thật sự. Tất Đạt Đa bắt đầu tìm thầy chỉ dạy cho chàng con đường chấm dứt mọi khổ đau. Chàng đi vào rừng sâu và thưa hỏi tất cả các đạo sĩ mà chàng gặp. Nơi chàng đi qua đều được mọi người tiếp đón kính trọng. Cho dù bây giờ chàng mặc đồ rách rưới và chỉ ăn chút ít thức ăn xin được, nhưng tướng mạo của chàng trông vẫn rất đẹp trai và nổi bật. Khi những người ở trong rừng thấy chàng đến, họ đều nói với nhau, trông ông ta rất đặc biệt, trên gương mặt ông biểu hiện nghị lực kiên cường. Nếu ông ta đi tìm chân lý, chắc chắn sẽ đạt được ý nguyện. Tất Đạt Đa tìm học với một vài vị thầy, nhưng chàng không hài lòng với những gì họ chỉ dạy. Sau cùng, chàng nghe có một vài đạo sĩ rất thông thái hiện đang sống ở vương quốc Ma Kiệt Đà, nơi mà vua Tần Bà Sa La cai trị. Vì thế, chàng quyết định đi đến đó để tìm họ. Tựa của người dịch. Trong thời gian nghỉ hè năm học lớp 9, tôi được may mắn đọc cuốn sách nhỏ tựa đề Lược Sử Phật Tổ do thầy Chân Không biên soạn. Sau khi xem xong, tôi thực sự bị thu hút bởi tấm gương cao quý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi tự nghĩ, về gia tộc, Phật sinh ra thuộc dòng vua chúa. Về thân thể, Phật có 32 tướng tốt. Về trí tuệ, Phật thông minh hơn người. Về địa vị, Phật là thái tử con vua. Về quả phước,
Phật hưởng thụ đầy đủ mọi sự giàu sang sung sướng của cuộc đời, vân vân. Thế mà Ngài đã từ bỏ tất cả địa vị, quyền thế, vợ đẹp con ngoan, giàu sang sung sướng, để một thân một mình vào rừng sâu núi thẳm, tu hành khổ hạnh, tìm cầu chân lý, giải thoát chúng sinh khỏi dòng luân hồi sinh tử. Thật là cao quý biết bao. Nếu đem thân mình ra xét, thì tôi chẳng có một thứ gì xứng đáng để bỏ cả. Vậy mình còn ham muốn làm chi những thứ mà Ngài đã bỏ, để rồi lãng phí cả một đời người theo đuổi tìm cầu. Từ đó tôi đã chuyển hướng cuộc đời, quyết chí noi theo con đường mà Đức Phật đã đi. Nhờ đọc được lược sử của Đức Phật mà tôi đã giác ngộ và xuất gia tu hành. Tôi nguyện sau này, nếu đủ nhân duyên, sẽ phổ biến rộng rãi cuộc đời ánh đạo của Đức Phật. Hy vọng qua tấm gương cao quý của Ngài sẽ giác ngộ nhiều người hướng về lý tưởng giải thoát như tôi. Và ước nguyện đó đã đến. Một hôm, tôi đọc được cuốn The Story of Buddha của Jonathan Landau. Thấy lối viết đơn giản ngắn gọn, dễ phổ cập trong quần chúng bình dân, nên tôi đã quyết tâm dịch ra tiếng Việt hầu truyền bá khắp nơi theo như sở nguyện trước đây. Sau khi dịch xong, tôi có biên tập lại và có thêm bớt đôi chút cho hoàn chỉnh hơn. Cầu mong Phật lực gia hộ cho những ai sau khi nghe xong tác phẩm này sẽ giác ngộ được sự vô thường của cuộc đời, hướng tâm về con đường giải thoát an vui giống như cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người dịch: Thích Chân Tính. Lược truyện Đức Phật Thích Ca. Tác giả: Jonathan Landau. Người dịch: Thích Chân Tính. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Diệt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupháp-am.net. Vui thay Phật ra đời. Cách đây nhiều năm, tại một vương quốc ở phía bắc Ấn Độ, có một sự kiện xảy ra làm thay đổi toàn thể thế giới. Hoàng hậu Maya, vợ của vua Tịnh Phạn, trong lúc ngủ đã có một giấc mơ tuyệt diệu. Bà mơ thấy một luồng ánh sáng trắng từ bầu trời chiếu xuống thân thể mình. Theo luồng ánh sáng này là một con voi chiến, thân hình trắng xóa với 6 chiếc ngà. Luồng ánh sáng và con voi này bay càng lúc càng gần, và cuối cùng nhập vào thân bà. Lúc ấy, hoàng hậu Maya tỉnh dậy với một niềm hoan hỷ tràn đầy chưa từng có trước đây. Bà vội vàng đến báo cho vua biết, và họ đem việc này hỏi những người thông thái ở trong hoàng cung. Những vị này cho biết: Thưa hoàng hậu, đây là một giấc mơ tuyệt diệu nhất. Giấc mơ này cho biết hoàng hậu sẽ sinh một đứa bé trai, và thái tử sau này sẽ trở thành một vĩ nhân, không chỉ đem lại hạnh phúc cho riêng hoàng tộc mà còn đem lại hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. Nghe những lời tiên đoán tốt đẹp này, vua và hoàng hậu tràn ngập niềm vui. Đặc biệt, nhà vua rất sung sướng vì từ lâu ông ao ước có một người con trai để nối ngôi, và ước mơ đó hôm nay sắp thành sự thật. Theo phong tục Ấn Độ thời đó, người đàn bà khi sinh phải về nhà cha mẹ ruột của mình. Biết ngày sinh sắp đến, hoàng hậu Maya và một số người bạn, người hầu rời khỏi hoàng cung, bắt đầu chuyến hồi hương. Trên đường trở về, gần đến quê hương không xa, hoàng hậu trở dạ. Biết mình sắp sinh con nên bà bảo mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Họ dừng chân tại vườn Lâm Tỳ Ni xinh đẹp. Hoàng hậu vào trong khu vườn tìm chỗ thích hợp nhất để sinh con. Truyền thuyết kể rằng, ngay cả động vật và thực vật dường như cũng muốn giúp đỡ cho hoàng hậu trong việc sinh nở. Có một nhánh cây rủ xuống, hoàng hậu đưa tay phải lên nắm lấy nó. Ngay lúc ấy, hoàng hậu hạ sinh thái tử. Những người hầu đã ẵm đứa trẻ trong tay mình và rất ngạc nhiên về vẻ xinh đẹp kháu khỉnh dễ thương của đứa bé. Lúc ấy, khắp địa cầu tràn ngập niềm an lạc và hạnh phúc. Mọi người quên hết lo âu, xóa mọi hận thù, thương yêu lẫn nhau. Một số người nhìn thấy cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, và cùng với những điềm lành kỳ diệu khác, những nhà thông thái trên khắp vương quốc chăm chú theo dõi những dấu hiệu tốt lành này và vui mừng bàn tán với nhau rằng:
Những điềm lành xuất hiện khắp nơi như vậy xưa nay thật là hiếm có. Hôm nay là ngày trăng tròn tháng tư, chắc chắn đây là một ngày đặc biệt. Tin Hoàng hậu Maya sinh thái tử đã nhanh chóng lan truyền khắp vương quốc. Hoàng hậu hân hoan ẵm thái tử trở lại cung điện nhà vua. Cuộc viếng thăm của nhà tiên tri. Vua Tịnh Phạn đón tiếp hoàng hậu và đứa con trai mới sinh trong niềm vui khó tả. Lễ hội được tổ chức và khắp vương quốc trang hoàng những cờ phướng, biểu ngữ đủ màu sắc đẹp đẽ. Đây là thời điểm hạnh phúc và thanh bình nhất. Khắp nơi không có biểu hiện buồn khổ. Do vậy, vua và hoàng hậu đã quyết định đặt tên cho thái tử là Tất Đạt Đa, nghĩa là người đem đến điều tốt lành. Lúc bấy giờ, những nhà tiên tri tiên đoán cho đứa trẻ. Họ nói, tâu bệ hạ, những dấu hiệu lúc sinh của thái tử rất tốt. Khi lớn lên, thái tử sẽ có những đặc điểm hơn cả ngài hiện nay. Nghe lời tiên đoán này khiến vua rất tự hào. Ông nghĩ, nếu lời tuyên đoán này đúng thì con trai của ta, thái tử Tất Đạt Đa sẽ cai trị không những vương quốc nhỏ bé này, mà có lẽ cả toàn thế giới. Ôi, thật là vinh dự cho ta và gia đình ta quá. Những ngày đầu sau khi sinh thái tử, rất nhiều người đến cung điện thăm đứa bé. Một trong những người viếng thăm này là ông già tên A Tư Đà. A Tư Đà là một nhà ẩn sĩ sống trong rừng vắng và là một bậc danh sĩ tôn quý lúc bấy giờ. Vua và hoàng hậu rất ngạc nhiên khi thấy A Tư Đà rời khỏi khu rừng và xuất hiện trong cung điện của họ. Vua nói, chúng tôi rất vinh dự được ông đến thăm chúng tôi. Xin ông hãy cho chúng tôi biết mục đích của ông và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ những gì mà chúng tôi có thể làm được. A Tư Đà trả lời, xin cảm ơn lòng tử tế hiếu khách của bệ hạ. Tôi từ xa đến đây thăm bệ hạ là vì có dấu hiệu kỳ diệu mà tôi mới thấy gần đây. Những dấu hiệu này cho biết cậu bé trai mới sinh của ngài sau này sẽ đạt được sự giác ngộ tinh thần vĩ đại, làm lợi ích cho tất cả mọi người. Cái trí tuệ quý giá ấy là điều mà suốt đời tôi đang cố gắng để đạt được, cho nên tôi vội vã đích thân đến thăm cậu bé. Vua rất vui mừng và đi vào chỗ thái tử đang nằm ngủ. Vua cẩn thận ẵm con lên và đem ra cho A Tư Đà xem. Nhà tiên tri im lặng ngắm nhìn cậu bé một lúc, rồi ông trở ra buồn rầu ngước lên ngắm nhìn bầu trời, rồi bật khóc. Thấy A Tư Đà khóc, vua và hoàng hậu rất lo sợ. Họ e rằng vị tiên tri đã nhìn thấy một vài điểm không tốt nào đó của con mình chăng? Trước những giọt nước mắt của A Tư Đà, vua cảm thấy rụng rời tay chân và thốt lên. Hả? Thưa ông đã nhìn thấy dấu hiệu gì mà ông phải khóc? Không phải chính ông và những nhà thông thái khác cũng nói rằng con trai của tôi sau này sẽ trở thành một vĩ nhân, đạt được trí tuệ tối cao sao? Nhưng tại sao bây giờ khi nhìn đứa bé ông lại khóc? Điều đó có nghĩa là thái tử sẽ chết yểu phải không? Hay là sẽ có những tai họa khủng khiếp xảy ra cho nó? Nó là đứa con duy nhất của tôi rất thương nó. Xin ông hãy nói nhanh lên đi những gì mà ông thấy. Tôi hồi hộp và lo sợ. Với một cái nhìn trìu mến, A Tư Đà bình tĩnh nói với họ không nên lo sợ. Không phải tôi khóc vì đã nhìn thấy những dấu hiệu xấu nơi thái tử. Thật ra tôi thấy con trai của bệ hạ có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chắc chắn sau này lớn lên sẽ trở thành bậc vĩ nhân. Nếu con trai của bệ hạ theo con đường nối nghiệp cha, thì thái tử sẽ trở thành một chuyển luân thánh vương vĩ đại nhất lịch sử. Thái tử sẽ cai trị cả một khu vực rộng lớn, đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi người. Nhưng nếu thái tử quyết định không làm vua, thì tương lai của thái tử sẽ rạng rỡ hơn nhiều. Thái tử sẽ trở thành một bậc đại giác, một vị thầy cao quý, hướng dẫn chúng sinh sống theo đạo lý yêu thương và tỉnh thức. Khi nhìn thấy những cảnh khổ của cuộc đời, thái tử sẽ lìa bỏ hoàng cung và đi tìm con đường chấm dứt mọi khổ đau. Rồi thái tử sẽ đem những chân lý ấy để chỉ dạy cho bất cứ ai muốn lắng nghe.
không. Thưa bệ hạ và hoàng hậu, tôi không khóc cho đứa trẻ, mà chính là tôi đang khóc cho tôi. Như ngài cũng đã biết, tôi đã trải qua toàn bộ cuộc đời để tìm chân lý, mong tìm ra con đường chấm dứt mọi khổ đau. Và hôm nay, tôi đã gặp được thái tử, người mà sau này sẽ chỉ dạy những điều mà tôi muốn học. Nhưng đến lúc thái tử đủ trình độ để dạy, thì có lẽ tôi đã chết rồi. Tôi không may mắn học được những lời thái tử dạy trên cuộc đời này. Đó là lý do tại sao tôi buồn. Đối với bệ hạ và hoàng hậu, không có gì đáng buồn cả. Hãy sung sướng lên vì mình có được một người con vinh quang như thế. Nói xong, A Tư Đà ngắm nhìn đứa bé lần cuối, rồi từ từ rời khỏi hoàng cung. Vua tiễn ông ra về, rồi trở lại chỗ đứa con trai của mình. Vua rất sung sướng khi biết không có gì nguy hiểm đến tính mạng của thái tử. Ngài nghĩ, A Tư Đà nói rằng Tất Đạt Đa sẽ trở thành một vị vua vĩ đại, hoặc trở thành một vị thầy cao quý. Nếu thái tử con ta trở thành một vị vua vĩ đại như điều thứ nhất thì hay biết mấy. Thật là tự hào làm sao khi có một người con trai lừng danh vào uy quyền. Rồi khi con ta tới tuổi già như A Tư Đà, lúc đó nó xuất gia để trở thành một vị thầy cao quý cũng được. Vua Tịnh Phạn sung sướng đứng ôm con trong lòng, để mặc cho những dòng suy nghĩ, những giấc mơ đẹp về đứa con sau này sẽ trở thành vĩ nhân cứ hiện về trong đầu óc của ông. Dự lễ cày ruộng đầu năm. Năm thái tử Tất Đạt Đa 9 tuổi, cậu được vua cha cho đi dự lễ cày ruộng đầu năm. Chính vua Tịnh Phạn là người chủ tọa buổi lễ này. Các vị đạo sĩ và tu sĩ Bà La Môn được mời tới dự. Buổi lễ được cử hành nơi thửa ruộng tốt nhất không xa hoàng thành. Không khí hôm nay thật tưng bừng náo nhiệt. Các thầy Bà La Môn đang tụng kinh rất nghiêm trang. Vua mặc hoàng bào và các vị quan cũng mặc triều phục đang đứng xoay mặt về phía lễ đài. Tất Đạt Đa cũng đứng tham dự lễ. Nhưng vì các thầy sướng tụng quá lâu, cậu cảm thấy nóng nực, nên đi tìm chỗ mát dưới tàn cây diêm phù bên đường ngồi nghỉ. Sau khi các thầy Bà La Môn kết thúc việc đọc kinh, vua Tịnh Phạn bước xuống ruộng, nắm lấy cán cày với sự phụ tá của hai vị quan võ. Vua đã cày luống cày đầu tiên của mùa làm ruộng mới. Dân chúng vỗ tay hoan hô vang rền. Các nông dân bắt đầu xuống ruộng làm theo vua. Họ cày những luống cày đầu tiên trên thửa ruộng của họ. Nghe tiếng reo hò, Tất Đạt Đa cũng chạy ra xem. Cậu nhìn thấy một con trâu đang nặng nhọc kéo cày, theo sau là một bác nông dân lực lưỡng, tay trái cầm cán cày, tay phải cầm cây roi quất mạnh vào lưng con trâu. Trời nắng gắt, mồ hôi ông ta chảy ra đẫm ướt cả thân mình. Nơi lưỡi cày đi qua, đất được lật ngửa, rẽ ra thành luống hai bên, trồng thật ngay hàng thẳng lối. Hàng ngàn con giun ở dưới đất chui lên. Có những con bị lưỡi cày cắt làm đôi, đang quằn quại trên luống đất. Những con chim bay xà xuống thấp, đớp lấy những con giun đang vùng vẫy hoảng sợ. Rồi cậu lại thấy một con chim lớn xà xuống rượt bắt những con chim nhỏ để ăn thịt. Trời lúc này nắng gắt, thái tử vừa mệt vì nắng, vừa chán nản vì thấy cảnh thú vật ăn thịt lẫn nhau. Cậu bèn trở lại chỗ cây diêm phù. Những hình ảnh mà Tất Đạt Đa vừa thấy thật là mới lạ, đã kích thích cậu ngồi xếp bằng dưới gốc cây và nhắm mắt lại để chiêm nghiệm những gì đã thấy. Cậu ngồi ngay thẳng với tư thế uy nghiêm và rất đẹp. Hình ảnh người nông dân cày ruộng cực khổ, đổ mồ hôi dưới ánh nắng nóng bức. Hình ảnh con trâu nặng nhọc kéo cày, còn bị những nhát roi quất lên mình thành những vết thương dài. Hình ảnh những con giun bị luống cày cắt đứt làm đôi đang vùng vẫy đau đớn. Hình ảnh những con chim nhỏ xà xuống bắt những con giun. Hình ảnh con chim lớn rượt bắt những con chim nhỏ để ăn thịt. Những cảnh tượng tàn sát lẫn nhau để mà sống này
cứ hiện lên trong đầu của thái tử. Cuộc sống quả là một cái vòng đau khổ, tất cả chỉ vì miếng ăn mà phải cực khổ, đấu tranh, tàn sát lẫn nhau để sống. Thái tử cảm thấy xót thương cho bác nông dân, con trâu, con dung, con chim. Cậu ước mong sao tất cả người và vật không còn khổ đau nữa, không còn phải vì sự sống mà ăn thịt lẫn nhau. Một lát sau, khi vua và bà Mahabhasabade tới gốc cây Diêm Phù để tìm con, thấy Tất Đạt Đa vẫn còn ngồi đó. Bà cảm động đến khóc khi thấy Tất Đạt Đa ngồi đẹp như một pho tượng nhỏ dưới gốc cây. Nhưng vua thì lại lo ngại, vì thái tử mới có 9 tuổi mà đã biết ngồi trầm tư như thế, thì lời tiên đoán của đạo sĩ A Tư Đà có thể trở thành sự thật. Thái tử nhân từ. Sau khi sinh thái tử được 7 ngày, thì hoàng hậu Maya từ trần. Trước khi qua đời, hoàng hậu đã dặn dò người em của mình là Mahabhasabade: chắc chị sẽ không còn sống lâu để chăm sóc con được nữa. Sau khi chị mất, em hãy chăm sóc Tất Đạt Đa giùm chị. Người em nhận lời, bà hứa sẽ thương yêu thái tử và chăm sóc cháu như là con của mình. Thái tử lớn lên trở thành một cậu trai thông minh, xinh đẹp và nhân từ. Vua đã sắp xếp cho thái tử được học với những vị thầy danh tiếng nhất vương quốc, và thái tử đã tỏ ra là một người thông minh phi thường. Sau vài ngày đầu học tập, những vị thầy đã trình lên vua rằng: muôn tâu bệ hạ, thái tử rất thông minh. Những bài học chúng tôi chỉ dạy qua một lần là thái tử hiểu và nhớ rất kỹ. Thật ra có những điều mà thái tử thắc mắc chúng tôi không thể nào giải đáp, hoặc thái tử có những hiểu biết mà chúng tôi chưa hiểu biết. Nghe được điều này, niềm tự hào của vua về đứa con trai của mình càng tăng thêm. Ông sung sướng nghĩ: với sự thông minh này, thái tử con ta chắc chắn sẽ trở thành một vị vua thông minh và đầy uy quyền. Thế nhưng thái tử có một điều khác còn nổi bật hơn cả sự thông minh của cậu, đó là lòng tử tế, sự lịch thiệp và tình yêu thiên nhiên. Đối với những đứa trẻ cùng trang lứa với thái tử, chúng thích đùa giỡn, nghịch phá hoặc chia phe đánh nhau trong những lúc rảnh rỗi. Riêng thái tử thì ngược lại, thích ngồi yên lặng một mình. Cậu thương yêu các súc vật nhỏ sống ở trong giường của hoàng cung và trở thành người bạn thân thiện của chúng. Những con vật biết thái tử không làm thương tổn chúng, cho nên chúng không bao giờ sợ thái tử. Ngay cả những động vật hoang dại, chúng sẽ bỏ chạy khi thấy một người nào đó đến gần. Nhưng mỗi khi thái tử vào trong giường, chúng lại mừng rỡ, mon men đến gần và ăn các thức ăn trên tay thái tử một cách tự nhiên, vì mỗi lần thái tử vào trong giường đều đem theo thức ăn cho chúng. Một ngày nọ, thái tử đang ngồi trong giường, có một đàn thiên nga trắng xóa bay ngang trên đầu. Bất ngờ, một mũi tên bắn lên không trung, trúng vào một con trong bầy. Nó lảo đảo rồi rơi xuống đất ngay trước chân của thái tử. Mũi tên vẫn còn ghim nơi cánh của nó. Hả? Tội nghiệp cho con thiên nga quá. Thái tử nhủ thầm và ôm con chim lên. Ngươi đừng có sợ, ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Từ từ rồi ta sẽ lấy mũi tên ra cho. Thế rồi, tay này thái tử nhẹ nhàng vuốt ve con thiên nga để nó bớt sợ. Tay kia, thái tử rút mũi tên ra một cách thận trọng. Xong, thái tử lấy thuốc, rửa, chùi vết thương cho nó. Vừa làm, thái tử vừa thì thầm an ủi, khiến cho nó không còn sợ hãi nữa. Lau vết thương xong, thái tử cởi áo ngoài của mình ra, quấn quanh mình nó cho ấm. Một lúc sau, có cậu thiếu niên chạy vào trong giường. Đó là người em họ của thái tử, tên là Đề Bà Đạt Đa. Cậu ta mang theo cung tên và rất vui mừng nói: Tất Đạt Đa, Tất Đạt Đa, em vừa mới bắn được một con thiên nga. Anh thấy đó, em chỉ bắn có một phát thôi là đã hạ được một con chim rồi. Nó rơi xuống xung quanh đây, anh kiếm giúp giùm em đi. Ngay lúc ấy, Đề Bà Đạt Đa phát hiện một mũi tên của mình dính máu nằm ở dưới đất gần bên chân của Tất Đạt Đa. Nhìn kỹ, cậu ta thấy thái tử đang cầm vật gì trong tay, và rồi nhận ra đó là con thiên nga mà cậu đang tìm. Cậu la lên: anh lấy con thiên nga của em à, đưa lại cho em đi, em đã bắn hạ nó thì nó là của em.
Đề Bà Đạt Đa liền chụp lấy con chim, nhưng thái tử ôm sát nó vào lòng mình, khiến Đề Bà Đạt Đa tức giận vô cùng. Thái tử nói một cách kiên quyết rằng: anh đã bắt gặp con chim nằm quằn quại đầy máu nơi mình, anh không thể đưa nó cho bất cứ ai khi nó đang bị thương được. Đề Bà Đạt Đa la lên: nhưng nó là của em, chính em ra bắn nó, anh phỏng tay trên của em đâu có được, hãy trả nó lại cho em. Hai cậu thiếu niên đứng tranh cãi một hồi. Đề Bà Đạt Đa càng lúc càng trở nên giận dữ, nhưng thái tử vẫn một mực không giao con thiên nga cho cậu ta. Sau cùng, thái tử nói: khi hai người tranh cãi một vấn đề không xong thì nên giải quyết bằng pháp luật. Trước những người thông thái có thẩm quyền, chúng ta cứ trình bày những sự việc xảy ra để cho những vị này quyết định ai đúng. Anh nghĩ chúng ta nên giải quyết bằng cách này là tốt nhất. Đề Bà Đạt Đa không thích ý kiến này lắm. Song chỉ còn có cách này mới hy vọng lấy lại được con thiên nga mà thôi, nên cậu phải đồng ý. Rồi họ đi vào cung điện thưa lại với vua và quần thần. Mọi người đều bật cười với nhau khi nghe họ trình bày sự việc. Các quan nói: chỉ có mỗi con thiên nga mà làm mất thời giờ của chúng tôi quá, thật không đáng tí nào. Nhưng vua lại nói: Tất Đạt Đa và Đề Bà Đạt Đa là những thái tử của hoàng tộc. Trẫm rất vui mừng vì chúng đã biết nhờ chúng ta giải quyết những việc bất bình bằng xét xử. Trẫm nghĩ điều đó rất quan trọng, bởi vì chúng ta là những nhà lãnh đạo tương lai, biết dùng cách giải quyết bằng pháp lý. Chúng ta hãy xét xử xem sao. Sau đó, mỗi cậu trình bày những sự việc đã xảy ra. Các quan cố gắng lắng nghe để quyết định ai đúng, thì con thiên nga sẽ thuộc về người đó. Người thì cho rằng Đề Bà Đạt Đa bắn con chim, đương nhiên nó thuộc về cậu ta. Người khác lại cho rằng Tất Đạt Đa bắt được con thiên nga thì nó thuộc về thái tử. Các quan bàn luận với nhau mà chưa giải quyết dứt điểm. Cuối cùng, một ông lớn tuổi nhất nói: giá trị của sự sống quý hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Vì thế tôi nghĩ rằng con thiên nga thuộc về ai đã cứu sống nó, không thuộc về người đã cướp mất đời sống của nó. Vậy con thiên nga này là của Tất Đạt Đa. Mọi người vỗ tay hoan hô ý kiến này. Thế là thái tử Tất Đạt Đa được mọi người biểu quyết thắng cuộc. Cuộc thi tài cầu hôn. Thái tử ngày càng trưởng thành, lòng nhân ái của cậu càng được mọi người thương yêu quý mến. Song cha của cậu thì lại lo rầu, ông nghĩ: Tất Đạt Đa quá nhân ái và nhiều cảm xúc. Ta muốn con trai của ta trở thành một vị vua vĩ đại, có sức mạnh và đầy quy lực. Nhưng thái tử lại thích trầm tư một mình ở trong giường hơn là học cách thức cai trị một vương quốc. Ta lo lắng cho con trai của ta, chẳng bao lâu sẽ từ bỏ hoàng cung, sống đời ẩn sĩ như lời đạo sĩ A Tư Đà đã tiên đoán. Nếu thật sự như vậy thì thái tử sẽ không bao giờ trở thành vị vua vĩ đại. Vua rất lo lắng về việc thái tử sẽ ra đi. Vua đem nỗi lo của mình trình bày cho các quan nghe. Có một người đề nghị: tâu bệ hạ, thái tử hay ngồi lặng yên và mơ mộng về những thế giới khác, bởi vì cậu ta chưa tiếp xúc với hiện thực của cuộc đời này. Xin bệ hạ hãy kiếm cho thái tử một người vợ. Khi thái tử có vợ và có con rồi, sẽ không còn mơ mộng nữa và sẽ quan tâm đến việc học tập cách thức cai trị vương quốc. Vua cho rằng đây là một đề nghị rất tuyệt vời. Vua liền cho tổ chức một buổi nhạc hội lớn ở trong cung điện. Tất cả những thiếu nữ xinh đẹp từ các gia đình quý tộc được mời đến tham dự. Cuối buổi nhạc hội, thái tử được mời tặng quà cho từng cô gái. Trong lúc thái tử tặng quà, các quan theo dõi xem chàng thích cô nào. Những cô gái trẻ rất lúng túng khi xuất hiện trước thái tử. Thái tử trông đẹp trai và nổi bật hẳn giữa đống quà đắt tiền để trên bàn phía trước mặt. Từng cô gái rụt rè tiến đến chỗ thái tử, không dám nhìn lên. Các cô lặng lẽ nhận nhẫn, dòng xuyến, xong vội vã trở về chỗ cũ. Cuối cùng, có một cô gái trẻ tên là Yayudala, con gái của ông vua nước lân cận. Không như những cô gái khác, cô tiến đến chỗ thái tử một cách tự nhiên.
Đây là lần đầu trong đêm thái tử nhìn chăm chú vào cô gái này. Nàng rất xinh đẹp và thái tử dường như đã bị sắc đẹp của nàng thu hút. Họ đứng bất động, bốn mắt nhìn nhau say đắm. Lúc ấy, Yayudala dịu dàng lên tiếng. Dạ, thưa thái tử, quà của em đâu? Thái tử như người trong mơ vừa tỉnh, cậu nhìn xuống bàn, nhưng quà tặng đã hết. Thái tử vội nói. Đây, hãy nhận món quà này. Thái tử tháo chiếc nhẫn trong tay ra. Đây là món quà anh tặng em. Yayudala lịch sự đón nhận chiếc nhẫn và từ từ đi về chỗ cũ. Các quan đã thấy rõ mọi việc và vui mừng đến báo cho vua biết. Họ sung sướng tường thuật. Tâu bệ hạ, chúng tôi đã tìm được một cô gái xứng đáng cho thái tử. Cô ta là công chúa Yayudala, con gái của vua Thiện Giác ở nước Lăng Diện. Xin bệ hạ đi qua gặp ông này và xin cưới con gái của ông cho thái tử. Vua Tịnh Phạn đồng ý và chuẩn bị lễ vật đi qua gặp cha của Yayudala. Vị vua này tiếp đón vua Tịnh Phạn rất thân mật và nói. Tôi biết con trai của ngài là một người rất tốt, song tôi không thể gả con gái của mình cho một người nào đó một cách đơn giản. Nhiều thái tử khác cũng xin cưới con gái tôi, và họ cũng đều là những chàng trai tuyệt vời. Họ rất điệu nghệ trong việc cưỡi ngựa, bắn cung và chơi các môn thể thao quý tộc khác. Thái tử sẽ phải thi tài với những người cầu hôn đó theo phong tục của chúng tôi. Sau đó, một cuộc thi tài được tổ chức, và Yayudala xinh đẹp là phần thưởng quý giá nhất. Vua Tịnh Phạn rất lo âu, ông nghĩ. Con trai của ta không quan tâm đến các môn chơi của chiến sĩ. Liệu nó có thể chiến thắng cuộc thi tài này không? Thái tử hiểu được nỗi lo của cha nên thưa rằng. Xin vua cha đừng quá lo lắng, con sẽ làm hết khả năng của mình để chiến thắng. Và Yayudala sẽ là vợ của con. Cuộc thi đầu tiên là bắn cung. Những chàng trai đặt những tấm bia của họ ở khoảng cách xa mà họ có thể bắn trúng chấm giữa của bia. Khi tới lượt Đề Bà Đạt Đa, em họ của Tất Đạt Đa, cậu ta không chỉ bắn trúng điểm giữa của bia mà còn xuyên qua cả tấm bia. Mọi người hoan hô nồng nhiệt. Riêng Yayudala lại che giấu nỗi lo của mình. Cô nghĩ, ôi! Làm sao Tất Đạt Đa yêu quý của ta có thể bắn được như thế? Thái tử rất tự tin ở khả năng của mình. Đến lượt chàng thi bắn, Tất Đạt Đa đặt tấm bia xa tít tầm mắt mọi người, rồi chàng lấy một mũi tên từ trong bao ra nạp vào cung. Tuy nhiên, do thái tử quá mạnh tay, nên khi kéo, cây cung đã gãy đôi. Thái tử nói, làm ơn tìm cho tôi một cây cung khác, chắc chắn hơn cây cung này. Một ông quan nói, thưa thái tử, có một cây cung rất cổ ở trong cung. Cây cung này của một chiến sĩ mạnh nhất thời bấy giờ. Kể từ khi ông ta chết đến nay, chưa có ai đủ sức kéo nổi cây cung này, huống hồ là bắn nó được. Tôi sẽ bắn cây cung ấy. Thái tử tuyên bố trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sau khi họ đem cây cung đến, thái tử cầm cây cung lên, thử uống cong và kéo dây một cách dễ dàng. Một tiếng ngân dài làm chuyển động cả không gian như một tiếng chuông đồng. Sau đó, thái tử tra tên vào cung, kéo hết dây và nhắm mục đích. Phát tên bắn ra kêu to đến nỗi những người trong làng cách xa đó cũng nghe được. Mũi tên xé gió đi rất nhanh. Khi nó trúng tấm bia, ngay trung tâm điểm, chẳng những nó không dừng lại đó, mà còn xuyên qua tiếp tục và bay xa tít tầm mắt của mọi người. Đám đông hoan hô nồng nhiệt. Song bắn cung mới chỉ là cuộc thi tài đầu tiên trong ngày. Cuộc thi đấu kế tiếp là kiếm thuật. Mỗi người chọn một cây kiếm và biểu lộ sức mạnh của mình bằng cách hạ thân cây gần đó với một nhát gươm của mình. Người thứ nhất hạ một thân cây dài khoảng 15 cm, người thứ hai 22 cm, người thứ ba 30 cm. Đến lượt thái tử, chàng chọn một cây mà hai thân mọc sát nhau. Thái tử dung gươm chém một nhát thật nhanh, cắt ngang thân cây trong chớp mắt, nhưng nó vẫn đứng sừng sững đó. Không được! Lưỡi gươm của thái tử quá bén, đến nỗi vết cắt không làm cho thân cây đổ ngã. Khi mọi người nhìn thấy cây không đổ, cả đám đông, nhất là Yayudala, than thở.
Ôi, thái tử đã thất bại rồi. Nhát gươm của chàng đã không cắt đứt được thân cây. Lúc ấy, chợt một cơn gió mạnh thổi đến, làm thân cây lay động và từ từ lật đổ. Lời than của đám đông chuyển qua vui mừng và họ đã reo lên. À, thái tử chiến thắng! Thái tử chiến thắng rồi! Cuộc thi cuối cùng là môn cưỡi ngựa. Một con ngựa hoang hung dữ, chưa có người nào cưỡi được nó, đang được những người đàn ông khỏe mạnh dắt ra. Mỗi người cầu hôn gắn leo lên cưỡi nó, nhưng con ngựa cứ nhảy chồm lên và đá hậu rất dữ, không một ai có thể leo lên lưng nó được. Cuối cùng, một chàng trai cũng đã điều phục được nó, ngồi trên lưng nó để cho những người giữ ngựa dắt đi. Thế nhưng, chỉ một lát, nó đã nhảy bổ lên với sự giận dữ, hất người ngồi trên lưng nó rơi xuống đất. Nếu không được sự cứu giúp kịp thời của những người giữ ngựa lôi anh ta ra chỗ an toàn, thì có lẽ ngựa đã dẫm anh chết rồi. Khán giả bắt đầu la ó. Ngưng ngay đi, đừng để thái tử đến chân cho ngựa. Nó sẽ giết chết thái tử đó. Nhưng thái tử vẫn bình tĩnh, chàng nghĩ. Tính hiền diệu có năng lực hơn cả sức mạnh vũ phu. Thái tử từ từ tiến ra chỗ con ngựa. Chàng vuốt ve những chòm lông trên đầu nó, nói thì thầm vào lỗ tai nó, nhẹ nhàng vuốt lên đầu, lên mình nó. Thái tử đã làm dịu đi cơn giận dữ và sợ hãi của nó. Một lát sau, con ngựa trở nên hiền lành. Nó bắt đầu liếm tay của Tất Đạt Đa. Thái tử vẫn thì thầm dịu ngọt với nó. Sau đó, chàng leo lên lưng nó một cách dễ dàng. Thái tử cưỡi ngựa, diễu hành ngang qua mọi người, cùng những tiếng reo hò vui mừng của họ. Thái tử đã đón nhận phần thưởng quý giá, đó là công chúa Yayudhala xinh đẹp. Cuộc thi tài đã kết thúc, thái tử Tất Đạt Đa đã chiến thắng. Cuộc thi tài đã chứng tỏ thái tử Tất Đạt Đa không chỉ có sức mạnh phi thường, mà còn có cả lòng từ bi vô hạn nữa. Những cung điện như ý. Chẳng bao lâu, thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Yayudhala tổ chức lễ cưới. Vua mong muốn con trai của mình sẽ không có ý lìa bỏ vương quốc, nên ông đã ra lệnh cho xây 3 cung điện tuyệt đẹp để cho đôi vợ chồng mới cưới ở. Vua nói với những người thợ xây dựng: "Hãy làm chúng thật tuyệt đẹp. Ta muốn những ngôi nhà này thật nguy nga lộng lẫy, đến mức khi người ta vào trong đó sẽ nghĩ rằng họ đang ở nơi thiên đường. Ta muốn xây một cung điện mùa hè làm bằng cẩm thạch mát rượi và bao quanh là những ao hồ, những suối nước mát. Cái thứ hai là cung điện mùa đông, ấm áp và thoải mái. Cái thứ ba sẽ dùng cho mùa mưa. Vị trí của các cung điện này sẽ ở giữa một công viên lớn, với cảnh đẹp nhìn từ mọi mặt. Một bức tường cao lớn dây bao quanh công viên để những thứ phiền toái ở bên ngoài không thể xâm nhập được. Mọi thứ đều tốt đẹp hoàn hảo để thái tử Tất Đạt Đa không bị cảnh khổ cuộc đời xúi dục từ bỏ." Vua cố gắng làm hết sức mình để cho những ngôi nhà này thật đẹp, thật hấp dẫn nhằm thu hút thái tử. Vua mời những dàn nhạc tài nghệ trong nước đến biểu diễn suốt ngày đêm. Tất cả người phục vụ đều là những cô gái trẻ đẹp, giỏi khiêu vũ. Đầu bếp phải nấu những món ăn ngon và thay đổi liên tục. Không ai được phép vào trong cung điện làm xáo trộn tâm trí yên tĩnh của thái tử, gợi cho thái tử ý niệm từ bỏ cung điện. Đã nhiều năm qua, thái tử Tất Đạt Đa sống trong cảnh thiên đường này. Từ sáng tới tối, thái tử được tiêu khiển bằng hàng ngàn thứ khác nhau. Chàng không bao giờ nhìn thấy những thứ không tốt đẹp, không hề nghe những âm thanh không được êm dịu, ngọt ngào. Nếu có một người nữ hầu bị bệnh, cô ta sẽ lập tức được đưa đi chỗ khác, cho đến khi nào lành bệnh mới được trở lại. Với biện pháp này, thái tử sẽ không bao giờ thấy cảnh người bệnh hay bất cứ cái gì gây ảnh hưởng không tốt đến suy nghĩ của thái tử. Vua còn ra lệnh tất cả mọi người không được nói những chuyện buồn rầu, chán nản với thái tử. Ngay cả một cây hoa trong vườn bắt đầu héo rũ, người làm vườn phải nhổ bỏ đem đi nơi khác. Làm như vậy, thái tử sẽ không bao giờ thấy những bông hoa héo tàn. Với những biện pháp này,
Vua muốn thái tử không thấy, không biết gì về những nỗi khổ và những điều bất hạnh của cuộc sống hiện thực. Thời gian êm đềm trôi qua như một giấc mơ. Yayudhala đã sinh một bé trai là La Hầu La, và mọi việc dường như trôi qua một cách tốt đẹp. Vua rất hài lòng vì biện pháp của mình đã làm cho thái tử quan tâm đến đời sống hoàng gia hơn là việc từ bỏ cung điện. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là thái tử sung sướng nhất đời khi có được đứa con trai và sẽ thỏa mãn đời sống trong sự huy hoàng nhàn hạ ấy. Một ngày nào đó, khi nhân duyên đầy đủ, thái tử cũng sẽ khám phá ra chân lý của cuộc đời. Một bài ca hay. Một buổi chiều sau khi dùng cơm xong, thái tử Tất Đạt Đa nằm nghỉ trên giường, đầu tựa vào lòng của Yayudhala. Nhạc công đang chơi những điệu nhạc nhẹ nhàng, êm dịu. Những nàng hầu đang thì thầm và mỉm cười vui vẻ với nhau. Kể từ khi chuyển vào cung điện như ý này, chiều nào thái tử cũng được thưởng thức những cuộc vui như vậy. Nhưng đêm nay, thái tử cảm thấy bồn chồn, khó ngủ. Thái tử đề nghị với một nhạc công ưa mến nhất. Hãy ru ta ngủ bằng một bài ca hay. Nhớ chọn một bài mà các bạn chưa từng hát trước đây. Người ca sĩ thanh lịch vâng lời và bắt đầu hát những lời ca nhẹ nhàng, êm ái, phát ra từ tâm hồn của mình và được nhạc công đệm phụ họa theo một cách hài hòa. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp của thế giới, những vùng đất xa, nơi mà cô ta đã đi qua khi còn thơ ấu. Ca ngợi thành phố thịnh vượng, nơi mà dân chúng đang sống tràn đầy hạnh phúc, an vui. Bài ca đã làm say mê thái tử. Ca sĩ vừa hát dứt lời, thái tử liền hỏi. Hãy nói thật cho ta biết, có những nơi tuyệt đẹp bên ngoài bức tường của khu vườn này không? Người ta đã sống như thế nào trong thành phố ấy? Và những thứ mà thế giới bên ngoài đó có đáng yêu hơn những thứ ta đã thấy trong cung điện lộng lẫy này không? Hãy nói cho ta biết, hãy nói cho ta biết sự thật về tất cả những thứ ấy đi. Cô gái trả lời. Thưa thái tử, chắc chắn cung điện mà thái tử đang sống là tuyệt vời nhất rồi. Thế nhưng cũng còn có nhiều thứ khác đẹp hơn ở thế giới bao la bên ngoài cung điện này. Những thành phố và tỉnh lỵ với những dãy phố xinh đẹp, những núi đồi và thung lũng hùng vĩ nên thơ, có những vùng đất xa xôi, nơi ấy người ta nói các thứ ngôn ngữ khác nhau. Có nhiều thứ mà tiện thiếp đã thấy, và cũng còn rất nhiều thứ mà tiện thiếp chỉ mới nghe đến. Cung điện và khu vườn của thái tử thật ra rất xinh đẹp, song vẫn còn có rất nhiều thứ đáng được thưởng ngoạn ở bên ngoài của bức tường thành này. Nghe xong, thái tử rất mong muốn được ngắm nhìn tận mắt những cảnh quan đẹp và lạ ấy. Đã nhiều năm qua, thái tử chỉ sống trong những bức tường của khu vườn và cung điện như ý, hoàn toàn không để ý đến thế giới bên ngoài. Bây giờ, thái tử ao ước được du ngoạn bên ngoài cung điện, và chàng đã gửi lời thỉnh cầu đến vua cha cho phép chàng được dạo quanh thành phố. Vua đã đồng ý lời thỉnh cầu của con trai. Ông nghĩ, bây giờ con trai ta mong muốn được nhìn thấy vương quốc của ta. Đây là thời điểm thích hợp. Bởi lẽ nó đã thỏa mãn trong cung điện như ý rồi. Bây giờ để cho nó được nhìn thấy thực tế vương quốc mà nó sẽ cai trị sau này. Một cảnh quan bất như ý. Vua không muốn con trai của mình trông thấy những thứ phiền lòng khi đi du ngoạn, bởi vì những thứ ấy có thể khiến cho thái tử khởi lên ý nghĩ sẽ từ bỏ vương quốc đi theo đời sống ẩn sĩ. Cho nên trước ngày thái tử đi thăm thành phố, vua đã chỉ thị cho các quan quân đi thông báo cho dân chúng biết rằng: Loa, ngày mai thái tử Tất Đạt Đa sẽ đi thăm thành phố Ca Tỳ La Vệ. Mỗi người hãy trang hoàng nhà cửa và đường phố cho sạch đẹp. Những người già yếu bệnh tật phải ở trong nhà suốt ngày mai. Mọi thứ trong thành phố phải tươi tốt sạch đẹp. Loa, ngày mai thái tử Tất Đạt Đa sẽ đi thăm thành phố Ca Tỳ La Vệ. Mọi người hãy trang hoàng nhà cửa và đường phố cho sạch đẹp. Những người già yếu bệnh tật phải ở trong nhà suốt ngày mai. Mọi thứ trong thành phố phải tươi tốt sạch đẹp.
Loa loa! Sau đó, quân đội đã đưa tất cả những người ăn xin trên đường phố đến nơi mà thái tử không đi ngang qua. Sáng hôm sau, Sa Nặc, người chăn ngựa đã chuẩn bị con ngựa kiền trắc yêu quý của thái tử và đưa thái tử ra khỏi hoàng cung. Trong suốt thời thơ ấu, đây là lần đầu tiên thái tử được ngắm nhìn quang cảnh thành Ca Tỳ La Vệ. Và đây cũng là lần đầu người dân của thành phố được nhìn thấy thái tử của họ. Mọi người rất sung sướng đứng xếp thành hàng trên những con đường mới trang hoàng để được ngắm nhìn chàng trai trẻ đẹp đi ngang qua. Họ nói với nhau: "Ôi, thái tử đẹp quá, thái tử dễ thương làm sao?" Người thì nói: "Wow, cặp mắt của thái tử đẹp thiệt. Cặp mắt của thái tử đẹp thiệt. Chúng ta thật là diễm phúc được thái tử sẽ là vua của chúng ta trong tương lai. Thấy không, thái tử tướng hảo quang minh quá trời luôn. Ôi, thái tử cái gì cũng đẹp, cặp mắt cũng đẹp, người cũng đẹp nữa. Ơi, thái tử sẽ là vua của chúng ta trong tương lai đó." Thái tử cũng rất sung sướng khi nhìn thấy mọi thứ. Thành phố trang hoàng lộng lẫy và sạch đẹp. Nơi nào cũng thấy người ta vui cười, hoan hô và ca múa. Trên đường nơi thái tử đi qua, dân chúng vui mừng rải hoa đầy lên người thái tử yêu quý của họ. Thái tử sung sướng nhớ lại: "Bài ca thật là đúng. Đây quả là một thành phố phồn vinh xinh đẹp và tốt lành." Thế nhưng khi thái tử và người chăn ngựa đang đi qua đám đông, họ bỗng phát hiện một người già khom lưng, vẻ mặt buồn rầu trong đám người vui vẻ. Lạ kỳ, bởi vì thái tử chưa thấy những người già như vậy, nên thái tử quay qua hỏi: "Sa Nặc, người đó là ai vậy? Tại sao ông ta lại cúi gặp người và không ca múa như mọi người? Tại sao gương mặt của ông ta không tươi sáng như những người khác, mà lại tái nhợt và nhăn nheo? Tại sao ông ta lại khác người như vậy?" Sa Nặc chỉ người đàn ông đang lẩn khuất ở trong đám đông và trả lời với thái tử rằng: "Thưa thái tử, đó chỉ là một ông già." "Ông già?" Thái tử hỏi lại. "Người này luôn luôn già như vậy từ trước đến nay, hay nó chỉ mới xảy ra gần đây?" Sa Nặc trả lời: "Dạ không, thưa thái tử, nhiều năm trước ông già này cũng là một thanh niên khỏe mạnh như những người khác mà ngài đã nhìn thấy tại đây hôm nay. Nhưng dần dần sức khỏe của ông ta giảm sút, thân thể khom dần, màu sắc của gương mặt héo tàn, răng thì rụng, bây giờ thân thể ông ta tàn tạ vậy đó." Vừa ngạc nhiên vừa buồn bã, thái tử hỏi lại: "Người đàn ông đáng thương ấy chỉ có một mình ông ta đau khổ vì tuổi già sức yếu, hay là những người khác cũng phải bị như vậy?" "Thưa thái tử, tất cả mọi người đều phải trải qua tuổi già. Thái tử, con nè, vợ và con thái tử cùng mọi người trong cung điện, chúng ta đang trở nên già từng giây từng phút. Một ngày nào đó chúng ta cũng già giống ông già này nè." Những lời này làm cho thái tử buồn rầu, trầm ngâm giây lâu. Thái tử giống như người bị khủng hoảng bởi một tiếng sét đột ngột. Một hồi lâu, thái tử lấy lại bình tĩnh và nói: "Này Sa Nặc, những gì ta thấy hôm nay ta không muốn thấy nữa. Trong giữa những người trẻ tuổi vui sướng này, cảnh tượng của người già đã làm ta chán ngán. Hãy quay trở lại cung điện. Tất cả những thú vui của cuộc đi dạo này đã trôi qua. Hãy trở về ngay đi, ta không muốn thấy nữa." Sa Nặc vâng lệnh. Khi họ về tới nhà, thái tử đi một mạch vào cung điện không nói với ai lời nào, vội vã lên lầu và vào phòng riêng ngồi lặng yên một mình. Mọi người nhận ra sự lạ kỳ này và đã cố gắng làm cho thái tử vui vẻ, nhưng không có kết quả. Tới giờ ăn, thái tử không thiết ăn một món gì, dù cho người đầu bếp đã sửa soạn một bữa ăn thật ngon. Thái tử không quan tâm đến âm nhạc hay khiêu vũ, chỉ ngồi trầm ngâm một mình. "Tuổi già, tuổi già, tuổi già." Cuộc đi dạo lần thứ hai. Vua Tịnh Phạn nghe được tâm trạng không hài lòng của con trai mình và cho rằng có điều gì chưa vừa ý. Vua nghĩ: "Ta sẽ sắp xếp một cuộc đi dạo khác cho thái tử, nhưng lần này cảnh quan của thành phố phải tươi đẹp hơn."
Vì thế, Xà Nặc chuẩn bị con ngựa kiềng cắt một lần nữa, và họ đã rời khỏi cung điện đi vào thành phố Ca Tỳ La Vệ. Trên những con đường được trang hoàng xinh đẹp hơn trước, và người ta rất sung sướng đón chào thái tử. Nhưng lần này, thái tử và người giữ ngựa lại nhìn thấy một người bệnh xuất hiện ở trong đám đông đang vui cười ấy. Thái tử chợt thốt lên. Xà Nặc, nhìn kìa! Người đàn ông kia làm sao mà ho dữ dội, run cả thân thể và rên rỉ thảm thương như vậy? Thưa thái tử, đó là người bệnh. Tại sao ông ta bị bệnh? Người ta bị bệnh có rất nhiều lý do, thưa thái tử. Có lẽ ông ta ăn nhầm thức ăn xấu, hoặc là để cho thân thể nhiễm lạnh nên bị mất quân bình, và ông ta bị cảm sốt đó. Tất cả những người vui vẻ trong đám đông đó cũng có thể bị bệnh như người này không? Thưa thái tử, có. Bất cứ người nào dù khỏe đến đâu cũng có ngày bị bệnh. Bệnh tật không chừa một ai hết. Cuộc đi du ngoạn lần thứ hai này, thái tử bị cú sốc nặng hơn. Thái tử nói: Ta không sao hiểu nổi. Làm thế nào mà người ta lại vô tư và vui sướng khi bệnh tật đang từng phút từng giây đe dọa họ? Thôi hãy quay trở về đi Xà Nặc. Ta đã nhìn thấy sự thật về cuộc đời qua cuộc đi dạo ngày hôm nay rồi. Khi thái tử trở về cung điện, thái tử cảm thấy buồn hơn cuộc đi dạo lần trước. Không ai làm cho thái tử vui cười được, và thái tử cũng không muốn nói chuyện với ai. Khi vua cha biết được con trai mình không được vui sau chuyến đi thứ hai này, ông rất lo âu và bối rối. Ta đã làm hết sức mình để cho con trai ta vui vẻ, song cuối cùng trái tim của nó lại tràn đầy buồn rầu. Ta phải hỏi các quan xem có cách nào làm cho con trai của ta tươi vui hơn không. Các quan đề nghị với vua rằng, lần sau thái tử muốn đi dạo thì không nên để thái tử đi một mình. Tốt hơn nên cho các ca sĩ, vũ công và những người quý phái trong cung cùng đi với thái tử. Họ sẽ có kế hoạch đưa thái tử đi thăm một khu vườn đặc biệt đã được chuẩn bị sẵn. Nơi đây, thái tử sẽ được giải trí bởi tất cả các thứ vui chơi. Khi thái tử Tất Đạt Đa xin đi dạo thành phố một lần nữa, mọi thứ được chuẩn bị chu đáo và hết sức thoải mái. Thành phố được trang hoàng đẹp hơn lần trước, tất cả những cảnh quan xấu được chuyển đi hết, và khu vườn đặc biệt được chuẩn bị với tất cả thú vui trong ấy. Cú sốc cuối cùng. Tất Đạt Đa và Xà Nặc lại rời khỏi cung điện bằng ngựa. Cùng đi có các quan hộ tống, những nhạc công và người hầu, giống như một buổi lễ diễu hành. Cũng như những lần trước, dân chúng đứng thành hàng trên đường phố và họ say mê ngắm nhìn đoàn diễu hành của hoàng gia. Song lần đi dạo thứ ba này, thái tử và Xà Nặc lại nhìn thấy một cảnh tượng đau buồn. Đó là một tốp người u sầu đang khiêng một chiếc quan tài người chết xuất hiện từ trong căn nhà và đang chậm chạp đi ra đường. Thái tử ngạc nhiên hỏi: Xà Nặc, tại sao người đàn ông kia lại nằm im trong chiếc hộp? Ông ta ngủ hay sao? Tại sao những người đi theo lại khóc? Và họ khiêng ông ta đi đâu? Thưa ngài, đó là người chết. Họ đang đưa ông ta đến bờ sông, nơi đó sẽ thiêu thân xác ông ta. Chết à? Chết nghĩa là gì? Và nếu họ thiêu đốt thể xác của ông ta có bị đau đớn không? Xà Nặc, hãy giải thích cho ta rõ vấn đề này. Xà Nặc đành phải giải thích cho thái tử biết về những sự thật mà cha của ngài đã giấu kín từ nhiều năm qua. Thưa thái tử, cuộc đời của người đàn ông đó cũng như thái tử và tôi bây giờ. Ông ta sinh ra lớn lên rồi trở thành một người đàn ông. Ông ta đã trải qua những sự vui buồn thăng trầm của cuộc sống. Nào là xây dựng gia đình, làm việc để nuôi sống bản thân và vợ con. Trải qua vài chục năm, thân thể ông ta trở nên già yếu, bệnh tật và nằm liệt trên giường. Lúc ấy ông ta không còn nhận thức được gì nữa, ngay cả đến những người bạn thân thiết nhất. Rồi ông ta ngày một yếu dần, và cuối cùng hơi thở lìa khỏi xác. Mạng sống đến đây là chấm dứt, và ông ta đã chết. Chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo không hồn, không còn cảm giác gì nữa cả. Một thân xác mà suốt đời ông ta chăm sóc nó nay trở thành vô nghĩa, chỉ còn lại một nắm tro tàn sau khi thiêu xong.
Ai cũng phải trải qua sự chết như vậy phải không Sa-na? Dạ không thưa Thái tử, thật ra có một số người không có cơ hội sống đến già đâu. Một số người rất ít khi bị bệnh. Song tất cả mọi người đều phải chết một ngày nào đó, không có ngoại lệ khác hơn. Những lời trình bày của Sa-na gây ấn tượng sâu đậm trong tâm Thái tử. Chàng nói: có nghĩa là một ngày nào đó, vợ ta, con ta, những bạn bè của ta và cả bản thân ta cũng sẽ phải chết. Và tất cả những người hiện diện nơi đây với áo quần đẹp đẽ và rất hãnh diện như thế này cũng sẽ chết ư? Ôi, thật là mù quáng thay. Cả thế giới vẫn cứ mãi mê ca múa quay cuồng theo dục vọng trong khi cái chết đang đến gần họ. Tại sao họ lại cứ xe xua lo chuyện trưng diện áo quần chết tốt mà không biết một ngày nào đó họ chỉ còn phủ lên mình một tấm vải trắng thô sơ? Phải chăng họ chỉ nhớ những thứ thiển cận mà quên đi sự chết? Hay trái tim của họ quá chai đá đến nỗi ý nghĩ về sự chết không làm họ lo sợ? Sa-na, quay xe lại, ta muốn trở về cung điện. Sa-na đánh xe ngựa trở về khu vườn xinh đẹp. Nơi đó, những ca sĩ và vũ công đẹp nhất cung điện đang chờ đợi cùng với các nhạc công, các quan và một bàn tiệc thịnh soạn được chuẩn bị bởi các đầu bếp của hoàng gia. Họ đón chào Thái tử một cách nồng nhiệt khi Thái tử từ trên xe ngựa bước xuống. Thế nhưng, Thái tử không thiết gì cả. Tư tưởng của chàng hoàn toàn bị thu hút bởi những gì đã xảy ra mà chàng chứng kiến khi nãy. Thú vui tan dần. Mọi người cố gắng hết sức để làm vui lòng Thái tử. Những vũ công xinh đẹp vui đùa với Thái tử, hy vọng làm cho gương mặt đẹp trai, buồn rầu của chàng vui tươi trở lại. Nhưng Thái tử không hề quan tâm đến họ. Trong tâm trí của chàng, lúc này là hình ảnh già, bệnh, chết đang chiếm ngự. Một trong những vị quan thấy Thái tử không vui, đang đến động viên chàng. Với lối nói vui đùa của một người bạn, ông nói: thật không phải tí nào khi Thái tử lại lơ là với những vũ công đáng yêu này và từ chối cuộc vui với họ. Bạn ơi, bạn còn trẻ đẹp và khỏe mạnh, cứ vui hưởng sự sống đi, có việc gì đâu. Bộ những cô gái này không đáng yêu đối với bạn sao? Với giọng nói cương nghị, Thái tử trả lời: ngài đã hiểu lầm tôi rồi. Chẳng phải tôi không thích những người và những thứ đáng yêu mà tôi thấy nơi đây. Nhưng khi nghĩ đến sắc đẹp của họ sẽ phai tàn, mọi vật sẽ thay đổi nhanh chóng, khiến tôi không thể tìm thấy niềm vui chân thật trong những thứ ấy một tí nào cả. Nếu không có già, bệnh và chết, khi ấy tôi mới có thể tìm thấy nguồn vui lớn đối với mọi vật. Thế nhưng, những thứ bất hạnh ấy đang chờ đợi chúng ta trong tương lai. Làm sao tôi có thể hài lòng với những thứ vui chóng tàn như vậy? Ngài ắt hẳn phải có một trái tim nồng nhiệt hơn tôi nên mới hài lòng một cách dễ dàng như vậy. Nhưng đối với tôi, mọi thứ mà tôi thấy đang bốc cháy bởi khổ đau, chừng nào tôi chưa tìm ra con đường thoát khỏi những nỗi khổ ấy thì những thú vui của thế gian này không lôi cuốn được tôi. Vì không thể nào làm cho tâm trạng của Thái tử vui tươi được, mọi người chán nản trở về hoàng cung. Khi các quan tâu lên đức vua về tình trạng Thái tử không được vui vì bị những cảnh bên ngoài tác động, nhà vua quá rầu buồn đến nỗi không thể ngủ được. Ngài nghĩ: ôi con trai yêu quý của ta, làm thế nào ta có thể giữ được con ở lại vương quốc này? Ta phải làm gì để con hài lòng mà ở lại đây? Những ý nghĩ lo sợ đứa con trai yêu quý của mình sẽ từ bỏ hoàng cung khiến nhà vua tuyệt vọng trằn trọc cả đêm. Ý tưởng thoát trần. Thái tử Tất Đạt Đa ngày càng chìm sâu vào những suy tư về cuộc đời. Chàng dường như không còn quan tâm đến một thứ gì. Chàng cũng không thiết đến ăn uống. Sức khỏe bắt đầu kém đi và nước da trở nên xanh xao. Vua và mọi người rất lo ngại về những thay đổi không tốt này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Thái tử. Một hôm, Thái tử đến gặp vua và thưa: thưa cha, gần đây tâm con không được an. Xin phép cha cho con được đi dạo một lần nữa. Hy vọng sự thay đổi cảnh quan lần này sẽ làm con an vui hơn. Vua đồng ý ngay lời thỉnh cầu của con trai mình.
Lần này ông sẽ làm mọi thứ để thái tử được hài lòng và vui tươi trở lại. Vua ngầm sai các quan theo sát và để ý thái tử. Thái tử cùng với Sa Nặc và các quan đồng ra cửa thành phía bắc du ngoạn. Trong lúc dạo cảnh, các quan đã cố gắng kể những câu chuyện vui để cho thái tử quên hết những ưu tư, nhưng thái tử cũng chẳng quan tâm gì đến những lời tán gẫu của họ. Một lúc sau, thái tử nhìn thấy một người râu tóc cạo sạch, choàng trên mình chiếc áo giá nhiều mảnh, tay ôm bình bát, mắt nhìn thẳng mà đi, hình dạng rất đoan chính, oai nghi, đỉnh đạt, khả kính. Thái tử liền hỏi Sa Nặc: Người đó là ai mà tướng mạo và mặc áo khác người như vậy? Sa Nặc đáp: Thưa thái tử, vị này là người xuất gia tu hành, đã thoát ly đời sống thế tục. Nghe Sa Nặc nói, thái tử lấy làm lạ, xuống xe đến chào vị tu sĩ và hỏi: Thưa ngài, vì sao ngài lại xuất gia tu hành? Thưa thái tử, tôi đã giác ngộ được sự vô thường giả tạm của cuộc sống. Mạng người rất mong manh, sớm còn tối mất. Một hơi thở ra không trở lại, đã ra người thiên cổ. Tôi không muốn để cho những thứ tiền tài, sắc đẹp, danh thơm, ăn ngon ngủ kỹ làm cho mình phải đau khổ, xa đọa vào dòng tội lỗi. Tôi muốn thoát ra khỏi những ràng buộc của tình ái trầm luân, của những dục vọng thấp hèn, của đời sống gia đình ràng buộc, để được tự do như cánh chim bay liền trên bầu trời bao la vô tận. Vì muốn thoát khỏi nỗi khổ già bệnh chết trong vòng luân hồi sinh tử miên diễn, vì muốn hy sinh thân mình để tìm chân lý cứu độ chúng sinh thoát khỏi vô minh đau khổ, nên tôi phát nguyện xuất gia tìm đạo. Mục đích duy nhất của tôi hiện nay là tìm cho ra hạnh phúc hoàn hảo nhất và cao thượng nhất. Cho nên xuất gia phải là bậc đại nhân, đại trí, đại hùng, đại lực, đại từ bi mới có thể thực hiện được. Thái tử nghe xong rất vui mừng vì đã gặp được người mở con đường sáng cho mình đi. Những lời lẽ của vị sa môn nói rất đúng. Thái tử nghĩ: Cuối cùng ta cũng đã tìm ra ý nghĩa thật của cuộc đời. Ta cũng sẽ từ bỏ gia đình, bắt đầu cuộc hành trình tìm hạnh phúc chân thật để chấm dứt tất cả khổ đau cho mình và cho người. Với ý chí kiên cường và trái tim tràn đầy tình thương, thái tử bảo Sa Nặc quay xe trở về hoàng cung. Nỗi lo của vua Tịnh Vạn. Về tới cung điện, thái tử liền đi ngay vào phòng của vua. Chàng nắm chặt hai bàn tay lại, theo phong tục tập quán khi thỉnh cầu một việc quan trọng, và thưa: Thưa cha, con muốn trở nên người lang thang vô gia cư để tìm ra con đường chấm dứt khổ đau. Xin cha cho phép con được rời khỏi cung điện này. Từ khi thái tử còn là đứa trẻ, vua đã lo sợ một ngày nào đó mình sẽ phải nghe những lời thỉnh cầu đáng ghét này. Song những lo sợ ghê gớm ấy đã thành sự thật. Vua nghẹn ngào rơi lệ trả lời: Hả? Con trai yêu quý của cha, con hãy quên tư tưởng này đi. Con hãy còn quá trẻ mà, con không đủ sức để sống đơn độc như những đạo sĩ. Đợi đến khi tuổi già rồi hãy đi cũng không muộn con. Lúc này con phải ở lại Ca Tỳ La Vệ để cai trị vương quốc thay cha. Dạ thưa cha, con sẽ ở lại nếu cha hứa với con bốn điều sau đây. Làm sao cho con trẻ mãi không già? Làm sao cho con khỏe mãi không bệnh? Làm sao cho con sống mãi không chết? Và làm sao cho con hết khổ đau? Nếu như cha không hứa giúp được con những điều này thì con phải ra đi tìm câu giải đáp. Vua bị lúng túng bởi những câu hỏi quái lạ này, và ngài bắt đầu gay gắt với thái tử: Con hãy bỏ ngay những ý nghĩ ngu xuẩn này đi, Tất Đạt Đa. Nhưng thái tử vẫn kiên quyết: Thưa cha, nếu cha không thể cứu con thoát khỏi những nỗi lo già bệnh chết và khổ đau, thì xin cha cho con đi để con tìm con đường tự cứu lấy mình, không nên giữ con như một tù nhân ở đây. Vua không thèm nghe nữa. Quân đâu? Không để cho thái tử rời khỏi nơi đây, hãy canh gác cung điện cẩn thận. Vua ra lệnh cho các quan xong, buồn rầu bỏ ra khỏi phòng.
Dược Thành tìm chân lý. Tất Đạt Đa rời khỏi phòng vua cha và trở về cung điện của mình. Chàng đi ngang qua những căn phòng trang hoàng lộng lẫy, những hành lang tráng lệ, những dòng suối lấp lánh, rồi về đến phòng của mình. Chàng đi giữa những nhạc công tài ba và những nàng hầu xinh đẹp đang biểu diễn. Nhưng những thú vui này không còn thu hút thái tử. Lúc này, chàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu là rời khỏi cung điện đi tìm chân lý. Đêm đó, sau bữa ăn tối, các nhạc công, vũ nữ và lính canh đều mệt mỏi say ngủ. Ngay cả Yayudhala cùng người con trai La Hầu La cũng say sưa trong giấc nồng. Thái tử nhìn vợ con và nghĩ: ta muốn ôm đứa con trai vào lòng một lần cuối trước khi rời khỏi cung điện. Nhưng nghe rằng sẽ đánh thức Yayudhala và sẽ rất khó cho việc ra đi của ta. Thôi, ta phải rời khỏi nơi đây gấp và thật im lặng trước khi mọi người thức giấc. Thái tử bước nhẹ nhàng cẩn thận qua những người đang nằm ngủ. Khi đến cửa sổ và trèo ra bên ngoài, chàng đi tới chỗ Sa Nặc, người dưỡng ngựa đang nằm ngủ, và khẽ đánh thức anh ta dậy. Hãy sửa soạn ngựa cho ta nhanh đi Sa Nặc, ta muốn đi ngay đêm nay. Sa Nặc rất ngạc nhiên, không biết thái tử đi đâu vào lúc giữa đêm như thế này, nhưng không dám hỏi. Sa Nặc liền sửa soạn con ngựa kiền trắc và dắt nó đến chỗ thái tử. Tất Đạt Đa vuốt ve con ngựa và thì thầm với nó: kiền trắc, người bạn thân yêu của ta, chúng ta phải rất yên lặng. Ta không muốn đánh thức những người canh gác. Đêm nay sẽ là một đêm rất đặc biệt. Thái tử và Sa Nặc rời khỏi cung điện. Họ lặng yên phóng ngựa đi trong đêm tối. Đến ranh giới của thành phố, thái tử nhìn lại và phát nguyện: nếu ta không chinh phục được tất cả khổ đau, ta sẽ không trở lại thành phố Ca Tỳ La Vệ xinh đẹp này. Họ cưỡi ngựa suốt đêm. Khi mặt trời vừa mọc, họ đã tới cánh rừng yên tĩnh, nơi có rất nhiều đạo sĩ ẩn tu. Thái tử rất sung sướng và nghĩ: bây giờ cuộc tìm đạo của ta bắt đầu. Rồi chàng quay qua Sa Nặc nói: Sa Nặc, ta rất cảm ơn sự giúp đỡ của con. Ta đã tới nơi mà ta mong muốn. Bây giờ là lúc con và Kiền Trắc trở về cung điện được rồi. Sa Nặc không thể tin là thái tử sẽ không trở về cung điện với mình. Anh ta đứng lưỡng lự nơi đó, nước mắt bắt đầu chảy ra hai khóe mắt. Thái tử hiểu được nỗi buồn của Sa Nặc và an ủi anh ta: Sa Nặc yêu quý của ta, đừng khóc nữa. Trước sau gì chúng ta cũng phải chia tay nhau. Hãy cầm những báu vật ta đang đeo, ta không cần đến chúng nữa. Hãy trở lại hoàng cung và nói với cha ta rằng ta ra đi không phải vì buồn giận, cũng không phải là ta không yêu thương gia đình. Thực ra vì ta thương yêu họ rất nhiều nên ta mới phải từ bỏ họ để ra đi như vậy. Nếu ta khám phá ra được con đường chấm dứt tất cả khổ đau, ta sẽ trở lại giúp họ. Nếu ta thất bại thì chẳng khác gì ta từ biệt luôn. Sớm hay muộn gì cái chết cũng sẽ đến với chúng ta bằng mọi cách. Hãy để ta bắt đầu cuộc hành trình tìm chân lý. Sau đó chàng rút gươm ra và cắt mớ tóc dài của mình, một biểu hiện của hoàng gia, trao cho Sa Nặc cùng với các đồ trang sức quý báu, bảo đem về cho Yayudhala. Sa Nặc thấy không còn cách nào chuyển đổi được ý chí của thái tử. Anh thắng ngựa chậm chậm từ giả thái tử. Nhiều lần anh và con ngựa ngoái nhìn lại phía sau, bùi ngùi rơi lệ chia tay. Cuối cùng thì họ cũng đã về tới Ca Tỳ La Vệ. Sa Nặc đã buồn rầu kể lại với mọi người là thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cuộc sống hoàng gia mãi mãi. Cuộc tìm đạo bắt đầu. Khi Tất Đạt Đa đứng một mình trong cánh rừng bắt đầu cuộc tìm đạo vĩ đại, chàng nghĩ: kể từ hôm nay ta không còn là thái tử nữa, vì vậy ta không thể trang phục như người thế tục. Sau đó chàng gặp một người thợ săn nghèo và nói với ông ta rằng: thưa ông, tôi không cần những đồ tơ lụa quý giá này. Nếu tôi sống trong rừng, tôi sẽ mặc những thứ dễ thua giống như ông.
Vậy chúng ta hãy trao đổi lẫn nhau. Người thợ săn rất ngạc nhiên và rất sung sướng được trao đổi những y phục đắt tiền như thế, và nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của Tất Đạt Đa. Bây giờ chàng đã hoàn toàn ăn mặc như người đạo sĩ bần hàn thật sự. Tất Đạt Đa bắt đầu tìm thầy chỉ dạy cho chàng con đường chấm dứt mọi khổ đau. Chàng đi vào rừng sâu và thưa hỏi tất cả các đạo sĩ mà chàng gặp. Nơi chàng đi qua đều được mọi người tiếp đón kính trọng. Cho dù bây giờ chàng mặc đồ rách rưới và chỉ ăn chút ít thức ăn xin được, nhưng tướng mạo của chàng trông vẫn rất đẹp trai và nổi bật. Khi những người ở trong rừng thấy chàng đến, họ đều nói với nhau: trông ông ta rất đặc biệt, trên gương mặt ông biểu hiện nghị lực kiên cường. Nếu ông ta đi tìm chân lý, chắc chắn sẽ đạt được ý nguyện. Tất Đạt Đa tìm học với một vài vị thầy, nhưng chàng không hài lòng với những gì họ chỉ dạy. Sau cùng, chàng nghe có một vài đạo sĩ rất thông thái hiện đang sống ở vương quốc Ma Kiệt Đà, nơi mà vua Tần Bà Sa La cai trị. Vì thế, chàng quyết định đi đến đó để tìm họ. Tựa của người dịch. Trong thời gian nghỉ hè năm học lớp 9, tôi được may mắn đọc cuốn sách nhỏ tựa đề Lược Sử Phật Tổ do thầy Chân Không biên soạn. Sau khi xem xong, tôi thực sự bị thu hút bởi tấm gương cao quý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi tự nghĩ, về gia tộc, Phật sinh ra thuộc dòng vua chúa; về thân thể, Phật có 32 tướng tốt; về trí tuệ, Phật thông minh hơn người; về địa vị, Phật là thái tử con vua; về quả phước, Phật hưởng thụ đầy đủ mọi sự giàu sang sung sướng của cuộc đời, vân vân. Thế mà Ngài đã từ bỏ tất cả địa vị, quyền thế, vợ đẹp con ngoan, giàu sang sung sướng, để một thân một mình vào rừng sâu núi thẳm tu hành khổ hạnh, tìm cầu chân lý, giải thoát chúng sinh khỏi dòng luân hồi sinh tử. Thật là cao quý biết bao. Nếu đem thân mình ra xét, thì tôi chẳng có một thứ gì xứng đáng để bỏ cả. Vậy mình còn ham muốn làm chi những thứ mà Ngài đã bỏ, để rồi lãng phí cả một đời người theo đuổi tìm cầu. Từ đó tôi đã chuyển hướng cuộc đời, quyết chí noi theo con đường mà Đức Phật đã đi. Nhờ đọc được lược sử của Đức Phật mà tôi đã giác ngộ và xuất gia tu hành. Tôi nguyện sau này, nếu đủ nhân duyên, sẽ phổ biến rộng rãi cuộc đời ánh đạo của Đức Phật. Hy vọng qua tấm gương cao quý của Ngài sẽ giác ngộ nhiều người hướng về lý tưởng giải thoát như tôi. Và ước nguyện đó đã đến. Một hôm, tôi đọc được cuốn The Story of Buddha của Jonathan Landau. Thấy lối viết đơn giản ngắn gọn, dễ phổ cập trong quần chúng bình dân, nên tôi đã quyết tâm dịch ra tiếng Việt hầu truyền bá khắp nơi theo như sở nguyện trước đây. Sau khi dịch xong, tôi có biên tập lại và có thêm bớt đôi chút cho hoàn chỉnh hơn. Cầu mong Phật lực gia hộ cho những ai sau khi nghe xong tác phẩm này sẽ giác ngộ được sự vô thường của cuộc đời, hướng tâm về con đường giải thoát an vui giống như cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người dịch: Thích Chân Tính. Lược truyện Đức Phật Thích Ca. Tác giả: Jonathan Landau. Người dịch: Thích Chân Tính. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Diệt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupháp-am.net. Vui thay Phật ra đời. Cách đây nhiều năm, tại một vương quốc ở phía bắc Ấn Độ, có một sự kiện xảy ra làm thay đổi toàn thể thế giới. Hoàng hậu Maya, vợ của vua Tịnh Phạn, trong lúc ngủ đã có một giấc mơ tuyệt diệu. Bà mơ thấy một luồng ánh sáng trắng từ bầu trời chiếu xuống thân thể mình. Theo luồng ánh sáng này là một con voi chiến, thân hình trắng xóa với 6 chiếc ngà. Luồng ánh sáng và con voi này bay càng lúc càng gần, và cuối cùng nhập vào thân bà. Lúc ấy,
hoàng hậu Maya tỉnh dậy với một niềm hoan hỷ tràn đầy chưa từng có trước đây. Bà vội vàng đến báo cho vua biết, và họ đem việc này hỏi những người thông thái ở trong hoàng cung. Những vị này cho biết: Thưa hoàng hậu, đây là một giấc mơ tuyệt diệu nhất. Giấc mơ này cho biết hoàng hậu sẽ sinh một đứa bé trai, và thái tử sau này sẽ trở thành một vĩ nhân, không chỉ đem lại hạnh phúc cho riêng hoàng tộc mà còn đem lại hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. Nghe những lời tiên đoán tốt đẹp này, vua và hoàng hậu tràn ngập niềm vui. Đặc biệt, nhà vua rất sung sướng vì từ lâu ông ao ước có một người con trai để nối ngôi, và ước mơ đó hôm nay sắp thành sự thật. Theo phong tục Ấn Độ thời đó, người đàn bà khi sinh phải về nhà cha mẹ ruột của mình. Biết ngày sinh sắp đến, hoàng hậu Maya và một số người bạn, người hầu rời khỏi hoàng cung, bắt đầu chuyến hồi hương. Trên đường trở về, gần đến quê hương không xa, hoàng hậu trở dạ. Biết mình sắp sinh con nên bà bảo mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Họ dừng chân tại vườn Lâm Tỳ Ni xinh đẹp. Hoàng hậu vào trong khu vườn tìm chỗ thích hợp nhất để sinh con. Truyền thuyết kể rằng, ngay cả động vật và thực vật dường như cũng muốn giúp đỡ cho hoàng hậu trong việc sinh nở. Có một nhánh cây rủ xuống, hoàng hậu đưa tay phải lên nắm lấy nó. Ngay lúc ấy, hoàng hậu hạ sinh thái tử. Những người hầu đã ẵm đứa trẻ trong tay mình và rất ngạc nhiên về vẻ xinh đẹp kháu khỉnh dễ thương của đứa bé. Lúc ấy, khắp địa cầu tràn ngập niềm an lạc và hạnh phúc. Mọi người quên hết lo âu, xóa mọi hận thù, thương yêu lẫn nhau. Một số người nhìn thấy cầu vồng xuất hiện trên bầu trời và cùng với những điềm lành kỳ diệu khác. Những nhà thông thái trên khắp vương quốc chăm chú theo dõi những dấu hiệu tốt lành này và vui mừng bàn tán với nhau rằng: Những điềm lành xuất hiện khắp nơi như vậy xưa nay thật là hiếm có. Hôm nay là ngày trăng tròn tháng tư, chắc chắn đây là một ngày đặc biệt. Tin hoàng hậu Maya sinh thái tử đã nhanh chóng lan truyền khắp vương quốc. Hoàng hậu hân hoan ẵm thái tử trở lại cung điện nhà vua. Cuộc viếng thăm của nhà tiên tri. Vua Tịnh Phạn đón tiếp hoàng hậu và đứa con trai mới sinh trong niềm vui khó tả. Lễ hội được tổ chức và khắp vương quốc trang hoàng những cờ phướng, biểu ngữ đủ màu sắc đẹp đẽ. Đây là thời điểm hạnh phúc và thanh bình nhất. Khắp nơi không có biểu hiện buồn khổ. Do vậy, vua và hoàng hậu đã quyết định đặt tên cho thái tử là Tất Đạt Đa, nghĩa là người đem đến điều tốt lành. Lúc bấy giờ, những nhà tiên tri tiên đoán cho đứa trẻ. Họ nói: Tâu bệ hạ, những dấu hiệu lúc sinh của thái tử rất tốt. Khi lớn lên, thái tử sẽ có những đặc điểm hơn cả ngài hiện nay. Nghe lời tiên đoán này khiến vua rất tự hào. Ông nghĩ: Nếu lời tiên đoán này đúng thì con trai của ta, thái tử Tất Đạt Đa sẽ cai trị không những vương quốc nhỏ bé này, mà có lẽ cả toàn thế giới. Ôi, thật là vinh dự cho ta và gia đình ta quá. Những ngày đầu sau khi sinh thái tử, rất nhiều người đến cung điện thăm đứa bé. Một trong những người viếng thăm này là ông già tên A Tư Đà. A Tư Đà là một nhà ẩn sĩ sống trong rừng vắng và là một bậc danh sĩ tôn quý lúc bấy giờ. Vua và hoàng hậu rất ngạc nhiên khi thấy A Tư Đà rời khỏi khu rừng và xuất hiện trong cung điện của họ. Vua nói: Chúng tôi rất vinh dự được ông đến thăm chúng tôi. Xin ông hãy cho chúng tôi biết mục đích của ông, và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ những gì mà chúng tôi có thể làm được. A Tư Đà trả lời: Xin cảm ơn lòng tử tế hiếu khách của bệ hạ. Tôi từ xa đến đây thăm bệ hạ là vì có dấu hiệu kỳ diệu mà tôi mới thấy gần đây. Những dấu hiệu này cho biết cậu bé trai mới sinh của ngài sau này sẽ đạt được sự giác ngộ tinh thần vĩ đại, làm lợi ích cho tất cả mọi người. Cái trí tuệ quý giá ấy là điều mà suốt đời tôi đang cố gắng để đạt được, cho nên tôi vội vã đích thân đến thăm cậu bé. Vua rất vui mừng và đi vào chỗ thái tử đang nằm ngủ. Vua cẩn thận ẵm con lên và đem ra cho A Tư Đà xem. Nhà tiên tri im lặng ngắm nhìn cậu bé một lúc, rồi ông trở ra buồn rầu ngước lên ngắm nhìn bầu trời,
rồi bật khóc. Thấy A Tư Đà khóc, vua và hoàng hậu rất lo sợ. Họ e rằng vị tiên tri đã nhìn thấy một vài điểm không tốt nào đó của con mình chăng? Trước những giọt nước mắt của A Tư Đà, vua cảm thấy rụng rời tay chân và thốt lên. Hả? Thưa ông đã nhìn thấy dấu hiệu gì mà ông phải khóc? Không phải chính ông và những nhà thông thái khác cũng nói rằng con trai của tôi sau này sẽ trở thành một vĩ nhân, đạt được trí tuệ tối cao sao? Nhưng tại sao bây giờ khi nhìn đứa bé ông lại khóc? Điều đó có nghĩa là thái tử sẽ chết yểu phải không? Hay là sẽ có những tai họa khủng khiếp xảy ra cho nó? Nó là đứa con duy nhất của tôi rất thương nó. Xin ông hãy nói nhanh lên đi những gì mà ông thấy. Tôi hồi hộp và lo sợ. Với một cái nhìn trìu mến, A Tư Đà bình tĩnh nói với họ không nên lo sợ. Không phải tôi khóc vì đã nhìn thấy những dấu hiệu xấu nơi thái tử. Thật ra tôi thấy con trai của bệ hạ có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chắc chắn sau này lớn lên sẽ trở thành bậc vĩ nhân. Nếu con trai của bệ hạ theo con đường nối nghiệp cha, thì thái tử sẽ trở thành một chuyển luân thánh vương vĩ đại nhất lịch sử. Thái tử sẽ cai trị cả một khu vực rộng lớn, đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi người. Nhưng nếu thái tử quyết định không làm vua, thì tương lai của thái tử sẽ rạng rỡ hơn nhiều. Thái tử sẽ trở thành một bậc đại giác, một vị thầy cao quý, hướng dẫn chúng sinh sống theo đạo lý yêu thương và tỉnh thức. Khi nhìn thấy những cảnh khổ của cuộc đời, thái tử sẽ lìa bỏ hoàng cung và đi tìm con đường chấm dứt mọi khổ đau. Rồi thái tử sẽ đem những chân lý ấy để chỉ dạy cho bất cứ ai muốn lắng nghe. Không, thưa bệ hạ và hoàng hậu, tôi không khóc cho đứa trẻ, mà chính là tôi đang khóc cho tôi. Nhưng ngài cũng đã biết, tôi đã trải qua toàn bộ cuộc đời để tìm chân lý, mong tìm ra con đường chấm dứt mọi khổ đau. Và hôm nay, tôi đã gặp được thái tử, người mà sau này sẽ chỉ dạy những điều mà tôi muốn học. Nhưng đến lúc thái tử đủ trình độ để dạy, thì có lẽ tôi đã chết rồi. Tôi không may mắn học được những lời thái tử dạy trên cuộc đời này. Đó là lý do tại sao tôi buồn. Đối với bệ hạ và hoàng hậu, không có gì đáng buồn cả. Hãy sung sướng lên vì mình có được một người con vinh quang như thế. Nói xong, A Tư Đà ngắm nhìn đứa bé lần cuối, rồi từ từ rời khỏi hoàng cung. Vua tiễn ông ra về, rồi trở lại chỗ đứa con trai của mình. Vua rất sung sướng khi biết không có gì nguy hiểm đến tính mạng của thái tử. Ngài nghĩ, A Tư Đà nói rằng, Tất Đạt Đa sẽ trở thành một vị vua vĩ đại, hoặc trở thành một vị thầy cao quý. Nếu thái tử con ta trở thành một vị vua vĩ đại như điều thứ nhất thì hay biết mấy. Thật là tự hào làm sao khi có một người con trai lừng danh và uy quyền. Rồi khi con ta tới tuổi già như A Tư Đà, lúc đó nó xuất gia để trở thành một vị thầy cao quý cũng được. Vua Tịnh Phạn sung sướng đứng ôm con trong lòng, để mặc cho những dòng suy nghĩ, những giấc mơ đẹp về đứa con sau này sẽ trở thành vĩ nhân cứ hiện về trong đầu óc của ông. Dự lễ cày ruộng đầu năm. Năm thái tử Tất Đạt Đa 9 tuổi, cậu được vua cha cho đi dự lễ cày ruộng đầu năm. Chính vua Tịnh Phạn là người chủ tọa buổi lễ này. Các vị đạo sĩ và tu sĩ Bà La Môn được mời tới dự. Buổi lễ được cử hành nơi thửa ruộng tốt nhất không xa hoàng thành. Không khí hôm nay thật tưng bừng náo nhiệt. Các thầy Bà La Môn đang tụng kinh rất nghiêm trang. Vua mặc hoàng bào và các vị quan cũng mặc triều phục đang đứng xoay mặt về phía lễ đài. Tất Đạt Đa cũng đứng tham dự lễ. Nhưng vì các thầy sướng tụng quá lâu, cậu cảm thấy nóng nực nên đi tìm chỗ mát dưới tàn cây diêm phù bên đường ngồi nghỉ.
Sau khi các thầy Bà La Môn kết thúc việc đọc kinh, vua Tịnh Phạn bước xuống ruộng, nắm lấy cán cày với sự phụ tá của hai vị quan võ. Vua đã cày luống cày đầu tiên của mùa làm ruộng mới. Dân chúng vỗ tay hoan hô vang rền. Các nông dân bắt đầu xuống ruộng làm theo vua. Họ cày những luống cày đầu tiên trên thửa ruộng của họ. Nghe tiếng reo hò, Tất Đạt Đa cũng chạy ra xem. Cậu nhìn thấy một con trâu đang nặng nhọc kéo cày, theo sau là một bác nông dân lực lưỡng, tay trái cầm cán cày, tay phải cầm cây roi quất mạnh vào lưng con trâu. Trời nắng gắt, mồ hôi ông ta chảy ra đẫm ướt cả thân mình. Nơi lưỡi cày đi qua, đất được lật ngửa, rẽ ra thành luống hai bên, trồng thật ngay hàng thẳng lối. Hàng ngàn con giun ở dưới đất chui lên, có những con bị lưỡi cày cắt làm đôi đang quằn quại trên luống đất. Những con chim bay xà xuống thấp, đớp lấy những con giun đang vùng vẫy hoảng sợ. Rồi cậu lại thấy một con chim lớn xà xuống rượt bắt những con chim nhỏ để ăn thịt. Trời lúc này nắng gắt, thái tử vừa mệt vì nắng, vừa chán nản vì thấy cảnh thú vật ăn thịt lẫn nhau. Cậu bèn trở lại chỗ cây diêm phù. Những hình ảnh mà Tất Đạt Đa vừa thấy thật là mới lạ, đã kích thích cậu ngồi xếp bằng dưới gốc cây và nhắm mắt lại để chiêm nghiệm những gì đã thấy. Cậu ngồi ngay thẳng với tư thế uy nghiêm và rất đẹp. Hình ảnh người nông dân cày ruộng cực khổ, đổ mồ hôi dưới ánh nắng nóng bức. Hình ảnh con trâu nặng nhọc kéo cày, còn bị những nhát roi quất lên mình thành những vết thương dài. Hình ảnh những con giun bị luống cày cắt đứt làm đôi đang vùng vẫy đau đớn. Hình ảnh những con chim nhỏ xà xuống bắt những con giun. Hình ảnh con chim lớn rượt bắt những con chim nhỏ để ăn thịt. Những cảnh tượng tàn sát lẫn nhau để mà sống này cứ hiện lên trong đầu của thái tử. Cuộc sống quả là một cái vòng đau khổ. Tất cả chỉ vì miếng ăn mà phải cực khổ, đấu tranh, tàn sát lẫn nhau để sống. Thái tử cảm thấy xót thương cho bác nông dân, con trâu, con giun, con chim. Cậu ước mong sao tất cả người và vật không còn khổ đau nữa, không còn phải vì sự sống mà ăn thịt lẫn nhau. Một lát sau, khi vua và bà Mahabasabade tới gốc cây diêm phù để tìm con, thấy Tất Đạt Đa vẫn còn ngồi đó. Bà cảm động đến khóc khi thấy Tất Đạt Đa ngồi đẹp như một pho tượng nhỏ dưới gốc cây. Nhưng vua thì lại lo ngại, vì thái tử mới có 9 tuổi mà đã biết ngồi trầm tư như thế, thì lời tiên đoán của đạo sĩ A Tư Đà có thể trở thành sự thật. Thái tử nhân từ. Sau khi sinh thái tử được 7 ngày, thì hoàng hậu Maya từ trần. Trước khi qua đời, hoàng hậu đã dặn dò người em của mình là Mahabasabade: chắc chị sẽ không còn sống lâu để chăm sóc con được nữa. Sau khi chị mất, em hãy chăm sóc Tất Đạt Đa giùm chị. Người em nhận lời, bà hứa sẽ thương yêu thái tử và chăm sóc cháu như là con của mình. Thái tử lớn lên trở thành một cậu trai thông minh, xinh đẹp và nhân từ. Vua đã sắp xếp cho thái tử được học với những vị thầy danh tiếng nhất vương quốc, và thái tử đã tỏ ra là một người thông minh phi thường. Sau vài ngày đầu học tập, những vị thầy đã trình lên vua rằng: muôn tâu bệ hạ, thái tử rất thông minh. Những bài học chúng tôi chỉ dạy qua một lần là thái tử hiểu và nhớ rất kỹ. Thật ra có những điều mà thái tử thắc mắc chúng tôi không thể nào giải đáp, hoặc thái tử có những hiểu biết mà chúng tôi chưa hiểu biết. Nghe được điều này, niềm tự hào của vua về đứa con trai của mình càng tăng thêm. Ông sung sướng nghĩ: với sự thông minh này, thái tử con ta chắc chắn sẽ trở thành một vị vua thông minh và đầy uy quyền. Thế nhưng thái tử có một điều khác còn nổi bật hơn cả sự thông minh của cậu, đó là lòng tử tế, sự lịch thiệp và tình yêu thiên nhiên. Đối với những đứa trẻ cùng trang lứa với thái tử, chúng thích đùa giỡn, nghịch phá hoặc chia phe đánh nhau trong những lúc rảnh rỗi. Riêng thái tử thì ngược lại, thích ngồi yên lặng một mình. Cậu thương yêu các súc vật nhỏ sống ở trong giường của hoàng cung và trở thành người bạn thân thiện của chúng. Những con vật biết thái tử không làm thương tổn chúng, cho nên chúng không bao giờ sợ thái tử.
ngay cả những động vật hoang dại, chúng sẽ bỏ chạy khi thấy một người nào đó đến gần. Nhưng mỗi khi thái tử vào trong giường, chúng lại mừng rỡ, mon men đến gần và ăn các thức ăn trên tay thái tử một cách tự nhiên, vì mỗi lần thái tử vào trong giường đều đem theo thức ăn cho chúng. Một ngày nọ, thái tử đang ngồi trong giường, có một đàn thiên nga trắng xóa bay ngang trên đầu. Bất ngờ, một mũi tên bắn lên không trung, trúng vào một con trong bầy. Nó lảo đảo rồi rơi xuống đất ngay trước chân của thái tử. Mũi tên vẫn còn ghim nơi cánh của nó. Hả? Tội nghiệp cho con thiên nga quá. Thái tử nhủ thầm và ôm con chim lên. Ngươi đừng có sợ, ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Từ từ rồi ta sẽ lấy mũi tên ra cho. Thế rồi, tay này thái tử nhẹ nhàng vuốt ve con thiên nga để nó bớt sợ. Tay kia, thái tử rút mũi tên ra một cách thận trọng. Xong, thái tử lấy thuốc, rửa, chùi vết thương cho nó. Vừa làm, thái tử vừa thì thầm an ủi, khiến cho nó không còn sợ hãi nữa. Lau vết thương xong, thái tử cởi áo ngoài của mình ra, quấn quanh mình nó cho ấm. Một lúc sau, có cậu thiếu niên chạy vào trong giường. Đó là người em họ của thái tử, tên là Đề Bà Đạt Đa. Cậu ta mang theo cung tên và rất vui mừng nói: Tất Đạt Đa, Tất Đạt Đa, em vừa mới bắn được một con thiên nga. Anh thấy đó, em chỉ bắn có một phát thôi là đã hạ được một con chim rồi. Nó rơi xuống xung quanh đây, anh kiếm giúp giùm em đi. Ngay lúc ấy, Đề Bà Đạt Đa phát hiện một mũi tên của mình dính máu nằm ở dưới đất gần bên chân của Tất Đạt Đa. Nhìn kỹ, cậu ta thấy thái tử đang cầm vật gì trong tay, và rồi nhận ra đó là con thiên nga mà cậu đang tìm. Cậu la lên: Anh lấy con thiên nga của em à, đưa lại cho em đi, em đã bắn hạ nó thì nó là của em. Đề Bà Đạt Đa liền chụp lấy con chim, nhưng thái tử ôm sát nó vào lòng mình, khiến Đề Bà Đạt Đa tức giận vô cùng. Thái tử nói một cách kiên quyết rằng: Anh đã bắt gặp con chim nằm quằn quại đầy máu nơi mình, anh không thể đưa nó cho bất cứ ai khi nó đang bị thương được. Đề Bà Đạt Đa la lên: Nhưng nó là của em, chính em đã bắn nó, anh phỏng tay trên của em đâu có được, hãy trả nó lại cho em. Hai cậu thiếu niên đứng tranh cãi một hồi. Đề Bà Đạt Đa càng lúc càng trở nên giận dữ, nhưng thái tử vẫn một mực không giao con thiên nga cho cậu ta. Sau cùng, thái tử nói: Khi hai người tranh cãi một vấn đề không xong thì nên giải quyết bằng pháp luật. Trước những người thông thái có thẩm quyền, chúng ta cứ trình bày những sự việc xảy ra để cho những vị này quyết định ai đúng. Anh nghĩ chúng ta nên giải quyết bằng cách này là tốt nhất. Đề Bà Đạt Đa không thích ý kiến này lắm. Song chỉ còn có cách này mới hy vọng lấy lại được con thiên nga mà thôi, nên cậu phải đồng ý. Rồi họ đi vào cung điện thưa lại với vua và quần thần. Mọi người đều bật cười với nhau khi nghe họ trình bày sự việc. Các quan nói: Chỉ có mỗi con thiên nga mà làm mất thời giờ của chúng tôi quá, thật không đáng tí nào. Nhưng vua lại nói: Tất Đạt Đa và Đề Bà Đạt Đa là những thái tử của hoàng tộc. Trẫm rất vui mừng vì chúng đã biết nhờ chúng ta giải quyết những việc bất bình bằng xét xử. Trẫm nghĩ điều đó rất quan trọng, bởi vì chúng ta là những nhà lãnh đạo tương lai, biết dùng cách giải quyết bằng pháp lý. Chúng ta hãy xét xử xem sao. Sau đó, mỗi cậu trình bày những sự việc đã xảy ra. Các quan cố gắng lắng nghe để quyết định ai đúng, thì con thiên nga sẽ thuộc về người đó. Người thì cho rằng Đề Bà Đạt Đa bắn con chim, đương nhiên nó thuộc về cậu ta. Người khác lại cho rằng Tất Đạt Đa bắt được con thiên nga thì nó thuộc về thái tử. Các quan bàn luận với nhau mà chưa giải quyết dứt điểm. Cuối cùng, một ông lớn tuổi nhất nói: Giá trị của sự sống quý hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Vì thế tôi nghĩ rằng con thiên nga thuộc về ai đã cứu sống nó, không thuộc về người đã cướp mất đời sống của nó. Vậy con thiên nga này là của Tất Đạt Đa. Mọi người vỗ tay hoan hô ý kiến này. Thế là thái tử Tất Đạt Đa được mọi người biểu quyết thắng cuộc. Cuộc thi tài.
cầu hôn. Thái tử ngày càng trưởng thành, lòng nhân ái của cậu càng được mọi người thương yêu quý mến. Song cha của cậu thì lại lo rầu. Ông nghĩ: Tất Đạt Đa quá nhân ái và nhiều cảm xúc. Ta muốn con trai của ta trở thành một vị vua vĩ đại, có sức mạnh và đầy quy lực. Nhưng thái tử lại thích trầm tư một mình ở trong giường hơn là học cách thức cai trị một vương quốc. Ta lo lắng cho con trai của ta, chẳng bao lâu sẽ từ bỏ hoàng cung, sống đời ẩn sĩ như lời đạo sĩ A Tư Đà đã tiên đoán. Nếu thật sự như vậy thì thái tử sẽ không bao giờ trở thành vị vua vĩ đại. Vua rất lo lắng về việc thái tử sẽ ra đi. Vua đem nỗi lo của mình trình bày cho các quan nghe. Có một người đề nghị: Tâu bệ hạ, thái tử hay ngồi lặng yên và mơ mộng.